Y đạo quan đồ trương nhất châm. Chương 456, chuẩn bị công tác. Con đường thông tới bộ chỉ huy xây dựng sân bay mới đã hoàn toàn thông suốt, đây là xây dựng gấp trước khi lễ khởi công được tiến hành, tuy Đỗ Thiên Giã tỏ ý bảo tất cả nghi thức phải đơn giản, nhưng có một số công phu ngoài mặt vẫn phải làm. Trương Dương kiểm tra xong tình huống xây sửa đường, cơ bản là hài lòng với chất lượng công trình, hắn nói với Tạ Quân Sước nhận thầu công trình, tiểu Tạ, Sanh Hóa ở giải cách ly đường phải tiến hành nhanh chóng, tôi cho cô 3 ngày, trong 3 ngày phải làm xong. Tạ Quân Sước cười nói, anh yên tâm đi, tôi đã truyền đạt cho công nhân rồi, bắt đầu từ hôm nay, ngày đêm không ngừng làm thêm ca, trong 3 ngày phải hoàn thành Sanh Hóa ở giải cách ly. Tạ Quân Sước trong việc xây dựng bộ chỉ huy hiện trường sân bay mới làm rất chất lượng, giành được sự hân thưởng nhất trí của bộ chỉ huy, cho nên con đường một cây em thông tới quốc lộ cũng giao cho cô ta làm, trong đó có thành phần Trương Dương chiếu cố cho cô ta ở bên trong, mà cũng bởi vì sự nỗ lực và nghiêm túc của Tạ Quân Sước mà giành của sự khẳng định. Trương Dương chỉ vào đồ thải xây dựng ở hai bên đường, nói, những đồ thải này cũng phải mau mau xử lý đi, chúng ta cứ phải quy định trước, nếu như tới ngày khởi công mà đồ thải vẫn còn thì tôi sẽ khấu trừ tiền công trình của cô. Tạ Quân Sước tràn đầy lòng tin, nói, tôi mà làm việc thì thị trưởng Trương cứ yên tâm đi. Lúc nói câu này, xe xử lý đồ thải đã tới. Trương Dương hài lòng gật đầu, nhìn thấy Triệu Dương Lâm và Thường Lăng Phong, Quy Điền Hạo Nhị từ đằng xa đi tới. Trương Dương mỉm cười đón tiếp, chủ nhiệm Triệu, ngài thấy con đường đón khách này đã hoàn thành chưa? Triệu Dương Lâm cười nói, chuyện của phía công trình tôi không hiểu, cậu hỏi tiến sĩ Quy đi. Y cũng gọi là tiến sĩ Quy giống Trương Dương. Quy Điền Hạo Nhị đương nhiên biết tiến sĩ Quy không phải là tên gọi gì hay ho, nhưng đã bị Trương Dương gọi rồi, hiện tại những người khác của bộ chỉ huy cũng đều gọi theo hắn, y cũng chỉ đành chấp nhận, tiến sĩ Quy thì tiến sĩ Quy, ít nhất thì vẫn là tiến sĩ. Nếu như gọi y là đốc công Quy thì chẳng phải là còn khó nghe hơn ư. Quy Điền Hạo Nhị gật đầu, nói tôi kiểm tra một lượt rồi, chất lượng công trình rất tốt, có điều có một số chi tiết cần phải chú ý, chỗ thiếu sót cụ thể thì tôi đã nói với Tạ Tiểu Thư rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tạ Quân Sước nói, tiến sĩ Quy đã giúp tôi rất nhiều. Quy Điền Hạo Nhị nói, công ty xây dựng của cô tuy quy mô nhỏ, nhưng không thể bởi vì vậy mà nới lỏng yêu cầu đối với bản thân, muốn phát triển thì cần phải nghiêm túc tỉ mỉ, không được lơ là. Triệu Dương Lâm nói, tiến sĩ Quy nói rất đúng, kỳ thực làm chuyện gì cũng phải như vậy. Thường Lăng Phong báo cáo lại với Trương Dương, thông tin và điện lực của công trường sân bay đã toàn bộ được vận hành bình thường, máy móc công trình cũng được gửi đến, tôi và Quy Điền đã thương lượng rồi, ở góc đông nam của bộ chỉ huy dựng một trung tâm vật chất, sau này thiết bị vật tư đều đặt ở đó. Tạ Quân Sước nghe rất rõ, lập tức giơ tay nói, chúng tôi yêu cầu được giao nhiệm vụ xây dựng. Trương Dương cười cười, loại kiến trúc này không yêu cầu công nghệ cao, công ty của Tạ Quân Sước có thể đảm đương được. Hắn nói với Tạ Quân Sước, những chuyện cụ thể như thế này thì cô tìm tiến sĩ Quy mà bàn, chuyện quan trọng nhất hiện tại chính là phải làm xong công trình đường. Tạ Quân Sước biết hiện tại không thích hợp làm phiền họ, thè lưỡi cười nói, không làm phiền cách lãnh đạo vẽ bản đồ quy hoạch nữa, tôi đi lo chuyện công trường đây. Thường Lăng Phong nhìn theo bóng lưng của Tạ Quân Sước, cười nói tiểu Tạ cũng rất có năng lực. Trương Dương nói, một cô gái mà có thể chống đỡ được một công ty xây dựng cũng không phải là dễ dàng gì, có thể chiếu cố thì hãy chiếu cố cho người ta, có điều chất lượng công trình là tiền đề, nhất định phải đảm bảo chắc chắn. Quy Điền Hạo Nhị nói, tiện nhắc tới chất lượng công trình, tôi có một chuyện phải nói rõ. Mấy người đều nhìn y. Quy Điền Hạo Nhị nói, công ty xây dựng Bình Trung là một đơn vị thi công của sân bay mới. Bọn họ tranh thầu 38.000 mét vuông khoang để hàng cơ vận, 2.000 mét vuông lều hàng cơ vận, khu xử lý hàng hóa là 20.000 mét vuông. Mấy hôm nay thiết bị của họ đã bắt đầu được đưa tới. Tôi phát hiện bên trong có rất nhiều chỗ không phù hợp với điều kiện tranh thầu, hạng mục cụ thể thì tôi đã liệt kê ra rồi. Trương Dương không chút do dự, nói gửi cho họ đơn thông chi sửa đổi đi, trong hạn kỳ nếu như không thể đạt được yêu cầu thì bảo bọn họ cuốn gói cút cho mau. Triệu Dương Lâm ở bên cạnh ho khan một tiếng. Trương Dương nhìn về phía y, phát hiện trong ánh mắt của Triệu Dương Lâm có mấy phần ý vị sâu xa, Trương Dương trong lòng rúng động, chẳng lẽ bên trong còn có nội tình mà mình chưa biết ư? Thường Lăng Phong nói, căn cứ vào chỉ thị của thị lý, ngày diễn ra lễ khởi công, khách khứa sẽ ngồi xe buýt quay về Giang Thành ăn trưa. Trương Dương cười nói, được, nhà ăn của chúng ta đỡ phải làm cơm. Triệu Dương Lâm há miệng trợn mắt, nói cậu chẳng lẽ định chiêu đãi lãnh đạo tỉnh ở nhà ăn của đội công trình chúng ta chứ? Trương Đại Quan Nhân nói,
vốn là nghĩ vậy thật, lãnh đạo tỉnh có gì mà chưa từng ăn. Chúng ta càng là thịt cả đề huề chiêu đãi họ, người ta cũng sẽ không cao hứng, cho rằng chúng ta phô trương lãng phí, cho rằng 500 triệu mà tỉnh Lý cấp cho chúng ta đều dùng để tiêu xài hoang phí, cho nên nguyên tắc tiếp đãi lần này của chúng ta là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, náo nhiệt thì phải có, nhưng tuyệt không thể khiến họ cảm thấy chúng ta phô trương lãng phí. Triệu Dương Lâm cũng đồng ý với quan điểm này của Trương Dương, y gật đầu, nói, mấy ngày nay tôi cũng đang suy nghĩ xem nên tiếp đãi các lãnh đạo tỉnh thế nào. Trương Dương nói, không cần nghĩ nữa, làm tiệc đứng đi, mọi người muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, thức ăn cũng không cần quá phong phú, nhưng nhất định phải đủ, tỉnh trưởng Tống từ xa tới, chúng ta không thể để họ ôm bụng đói mà về được. Mấy người đều bật cười, Triệu Dương Lâm thầm nghĩ Tống Hoài Minh là bố vợ của cậu, cậu muốn thế nào thì cứ làm vậy đi. Trương Dương và Triệu Dương Lâm sau khi quay về bộ chỉ huy, Triệu Dương Lâm đi tới văn phòng của Trương Dương nhìn thấy vẻ trịnh trọng trên mặt y, nhớ tới vẻ mặt thần bí của Triệu Dương Lâm vừa rồi, biết rằng khẳng định là có chuyện quan trọng muốn nói, mỉm cười bảo, mời chủ nhiệm Triệu ngồi, tôi pha một ấm trà Đài Loan Thiết Quan Âm cho ông thử nhé. Triệu Dương Lâm nói, được, y ngồi xuống, thuật tay cầm tờ Nhật báo Giang Thành lên đọc lướt, vừa hay nhìn thấy một bài tưởng niệm Tào Chính Dương, không khỏi thở dài. Nói, con người của lão Tào quá cố chấp, ai mà chả có ngày phải về hưu, ông ta sao lại nghĩ không thông như vậy. Nhắc tới cái chết của Tào Chính Dương, trong lòng Triệu Dương Lâm lại có chút áy náy, dẫu sao thì người trên cuộc họp thường ủy đề xuất để Tào Chính Dương lui xuống cũng là y. Trương Dương nói, cái chết của Tào Chính Dương chỉ là ngoài ý muốn, lại không phải là tự sát, kỳ thực khi người ta tâm tình không tốt uống say cũng là chuyện bình thường, đáng tiếc là lúc ông ta uống rượu không có bạn bè ở bên cạnh. Bên cạnh nếu như có người chiếu cố thì cũng không xảy ra loại chuyện này. Triệu Dương Lâm nói, lão ta công tác nghiêm túc, tính tình nóng nảy, bình thường đắc tội với không ít người, kể ra cũng không nghĩ ra được là ông ta có ai là bạn. Trương Dương nói, đến tận cuối còn có hai người bạn thân, người ta sống quá cô tịch cũng không tốt. Triệu Dương Lâm nhận lấy Thiết Quan Âm mà Trương Dương đưa, ngửi một chút, sau đó nhấp một ngụm, nói, trà ngon. Trương Dương cười nói, thích uống thì mang một hộp về đi. Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một hộp Thiết Quan Âm đặt ở trước mặt Triệu Dương Lâm, Thiết Quan Âm này là Khư Phượng Tiên tặng cho hắn, bản lĩnh mượn hoa hiến Phật của Trương Đại Quan Nhân trước giờ rất khá. Triệu Dương Lâm cười nói, vậy tôi cũng không khách khí đâu. Y cầm hộp Thiết Quan Âm đó lên nhìn nhìn, cuối cùng thì chuyển sang chính đề, công ty xây dựng Bình Trung là công ty xây dựng có tiếng nhất Bình Hải, cũng là đơn vị có chất lượng tin tưởng được. Trương Dương cười nói, chủ nhiệm Triệu, ông đừng vòng vo với tôi nữa. Rốt cuộc là công ty xây dựng này có bối cảnh gì, có phải là có quan hệ gì với ông không? Triệu Dương Lâm lắc đầu, nói tôi không có giao tình gì với lão tổng của Bình Trung cả, có điều. Y dừng lại một chút rồi mới nói, cậu thật sự không biết ư, lão tổng của công ty xây dựng Bình Trung Ngô Trung Nguyên chính là em trai của thính trưởng thính xây dựng Bình Hải Ngô Trung Lương. Trương Dương nói, tôi thật sự không biết, sớm biết có tầng quan hệ này thì tôi không đồng ý cho họ vào đâu, tôi ghét nhất là đám hoàng thân quốc thích này. Chuyện này cũng muốn chen vào, nhưng nếu họ thật thà làm việc thì cũng thôi đi, đằng này vừa vào đã chơi thủ đoạn với tôi bất kể y và Ngô Trung Lương có quan hệ gì, ai dám giở trò trong công trình sân bay mới với tôi thì tôi sẽ đá y ra. Triệu Dương Lâm nói, tôi còn chưa nói xong mà, Ngô Bình Trung là lão tam, Ngô Trung Lương là lão nhị, còn lão đại nhà họ tên là Ngô Trung Hạo. Trương Dương nghe thấy cái tên này thì không khỏi ngây ra, Ngô Trung Hạo ư. Ông nói rằng lão đại nhà họ là phó bộ trưởng bộ giám sát ư. Triệu Dương Lâm gật đầu, nói, lúc trước khi công ty xây dựng Bình Trung tranh thầu, tôi cũng hy vọng bọn họ sẽ không thành công, nhưng người ta vẫn thành câu, cái này gọi là mời thần tới thì dễ mà tiễn thần đi thì khó, tên Ngô Trung Nguyên này sợ rằng rất khó hầu hạ. Trương Dương cười nói, anh của y là thinh trưởng thính xây dựng cũng được, mà là bộ trưởng bộ giám sát cũng được, thế thì sao chứ? Y ở trên một mẫu ba phân đất Bình Hải này làm sinh ý thì phải quy củ cho tôi, dám không thật thà thì chúng ta vẫn đá y như thường. Triệu Dương Lâm lưu ý tới thằng ôn này dùng chữ chúng ta, trong lòng không khỏi cười khổ, y là người sắp về hưu rồi, tranh cường đấu ngoan trên chính trị căn bản không muốn tham dự vào, Đỗ Thiên Giã đặt y vào cái nơi xây dựng sân bay này, không gì ngoài là nghĩ rằng Trương Dương không đủ phân lượng, muốn y giúp giữ trận cước, nhưng y đột nhiên phát hiện. Mình muốn bo bo giữ mình đứng ngoài cuộc căn bản là điều không thể, bất kể là có chuyện gì, Trương Dương cũng luôn nghĩ cách kéo y vào. Cái chết của Tào Chính Dương có liên quan gián tiếp tới đề nghị của y, Triệu Dương Lâm cuối cùng cũng ý thức được, người trong giang hồ làm gì có chuyện không ăn chém,
trên chính trị của vậy. Triệu Dương Lâm thầm nhắc nhở mình, nên bảo trì cự ly một cách lý trí. Trương Dương chính là một đấu sĩ không biết sợ, hơn nữa thằng ôn này trời sinh đã thích đấu, bất kể đối thủ yếu hay mạnh, bất kể tình thế như thế nào, hắn vẫn dám lao lên. Mà Triệu Dương Lâm thì khác, sĩ đồ của y đã tới hoàng hôn rồi, điều đáng mừng là trên sinh nhai chính trị nhiều năm y luôn đi rất ổn, tuy không thể gọi là triều dâng sóng dậy, nhưng ít nhất cũng gió êm sóng lặng, lúc sắp kết thúc, y muốn đánh một dấu chấm viên mãn. Triệu Dương Lâm nhắc nhở Trương Dương, nhiệm vụ của chúng ta chủ yếu là làm xây dựng, không phải là làm đấu tranh. Trương Dương cười nói, xã hội có đấu tranh thì mới có phát triển, cho dù là chúng ta không muốn đấu tranh thì người ta cũng không tha. Sau khi Triệu Dương Lâm đi, Thường Lăng Phong tới văn phòng của Trương Dương, hồi báo một số tình hình xảy ra gần đây cho hắn. Trương Dương cực kỳ tín nhiệm người bạn gắn bó này, hắn xua tay, nói, không cần phải nói chi tiết như vậy đâu, chuyện tiền thì anh cứ xem thế nào mà xử lý, nói chung chỉ cần nhớ một nguyên tắc, ít tiền thì không nợ mà nhiều tiền thì trả. Thường Lăng Phong không khỏi bật cười, cũng không thể đánh đồng như vậy được, rất nhiều chuyện phải án chiếu theo hợp đồng mà làm việc, không chịu xê trả tiền thì chúng ta há chẳng phải thành con nợ lớn à. Trương Dương nói, tỉnh lý tuy cấp 500 triệu, nhưng vẫn phải tiết kiệm, tiền ở trong tay chúng ta nắm quyền chủ động, một khi giao vào túi người khác thì tới lượt người ta lên tiếng rồi. Thường Lăng Phong nói, tính nguyên tắc của quy điền rất mạnh, đối với mỗi một chi tiết của hợp đồng để kiểm tra rất kỹ, công ty xây dựng Bình Trung vào được mấy ngày đã bắt đầu phát sinh nhiều mâu thuẫn rồi. Trương Dương nói, tôi cũng vừa mới nói chuyện với chủ nhiệm Triệu xong, công ty xây dựng Bình Trung cũng có chút bối cảnh. Có cần tôi tự mình đi nói chuyện không? Thường Lăng Phong nói, vậy cũng không cần, chút chuyện nhỏ như vậy không tới lượt anh xuất mã, giao cho Quy Điền được rồi. Trương Dương nói, mục đích mà chúng ta mời Quy Điền tới chính là để y kiểm định nghiêm nhặt, tôi đối với ngành xây dựng này một khiếu cũng không thông, chuyện cụ thể thì để tôi, người Trung Quốc chúng ta chú trọng quan hệ nhân tình, người Nhật Bản như y ở đây không có thân thích, không có bạn bè, có thể làm được gì chứ, hiện tại tôi phát hiện trả y chút tiền đó khiến y thật oan uống. Tiến sĩ Quy quả thật là tận hết chức trách. Thường Lăng Phong cười nói, anh đừng có mở miệng ra là tiến sĩ Quy nữa, người ta lại không phải là không hiểu tiếng Trung Quốc, biết là anh đang chửi người ta đó. Trương Dương nói, không gọi là y tiến sĩ Quy thì gọi là gì? Đánh là thân, chửi là yêu anh không biết à? Thường Lăng Phong không nhịn nổi cười, nói, bỏ đi, đúng là hết nói nổi anh, hiện tại tiến sĩ Quy đã gọi ra rồi, trên dưới dưới ai cũng đều gọi là tiến sĩ Quy. Tôi thấy Quy Điền đã quen rồi. Trương Dương cười ha ha, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện phân hiệu của Phong Trạch Nhất Trung đã chuẩn bị xong chưa? Thường Lăng Phong gật đầu, nói, đều là do Duệ Dung xử lý, hôm nay còn nhận được điện thoại của An Tiểu Thư, mấy ngày này cô ta ấy dẫn một đoàn đội quản lý tới Phong Trạch, đợi sau khi họ tới rồi, tôi cũng có thể triệt để thở phào nhẹ nhõm, bỏ được chuyện phía Phong Trạch xuống. Trương Dương nói, anh không phải là không bỏ được Phong Trạch Nhất Trung mà là không bỏ được một người. Thường Lăng Phong xấu hổ nói, anh nói ít đi một câu thì chết à. Trương Dương nói, tôi đang bực đây, anh và Trương Duệ Dung đầu mày cuối mắt lâu như vậy, rốt cuộc là phát triển tới trình độ nào rồi. Thường Lăng Phong sợ nhất là Trương Dương lại nhắc tới chuyện này, gã đứng dậy, nói tôi còn có chuyện, đi trước đây. Trương Dương nói, đừng gấp, tôi còn chưa hỏi xong mà. Thằng ôn này thích nhất là lấy chuyện này ra để trêu Thường Lăng Phong. Thường Lăng Phong đã vội vàng bỏ chạy rồi, suýt nữa thì va phải Phó Trường Trinh từ ngoài cửa tiến vào. Trương Dương nhìn bóng lưng của Thường Lăng Phong, có chút hả hê hắn mỉm cười hỏi Phó Trường Trinh có chuyện gì à? Phó Trường Trinh gật đầu, nói quản lý hạng mục xây dựng của Bình Trung Phùng Khắc Dũng tới rồi. Bởi vì công tác gọi thầu cụ thể Trương Dương đều giao cho Thường Lăng Phong và Quy Điền Hạo Nhị xử lý. Cho nên hắn không quen những người phụ trách nhận thầu hậu mục này, có điều bởi vì hôm nay Quy Điền Hạo Nhị đã đặc biệt nhắc tới chuyện của Phùng Khắc Dũng, Trương Dương cũng đặc biệt lưu tâm, hắn gật đầu, nói, để anh ta vào đi. Phó Trường Trinh quay người bước ra ngoài, một lúc sau liền dẫn quản lý hạng mục của công ty xây dựng Bình Trung Phùng Khắc Dũng vào, Phùng Khắc Dũng năm nay 37 tuổi, là người phụ trách hiện trường hạng mục sân bay mới của công ty xây dựng Bình Trung. Gã còn có một thân phận quan trọng khác là em vợ của lão tổng công ty xây dựng Bình Trung Ngô Trung Nguyên. Phùng Khắc Dũng lúc bước vào văn phòng của Trương Dương liên mỉm cười, ở ngoài cửa chia tay ra, nói thị trưởng Trương, nghe đại danh của ngài như sấm bên tai, hôm nay thật sự được gặp mặt rồi. Trương Dương há miệng cười, thân là lãnh đạo của nơi này thì dẫu sao cũng vẫn phải biểu hiện ra phong độ bình dị dễ gần, hắn đứng dậy bắt tay với Phùng Khắc Vũ,
giám đốc Phùng phải không? Khẩu tài giỏi quá, trước đây từng học diễn giảng à? Câu nói này mang theo mấy phần chế giễu. Phùng Khắc Phú cười ha ha, nói, đâu có, đâu có, tôi trời sinh đã như vậy rồi, trời sinh đã như vậy rồi. Hắn từ trong túi lấy ra một hộp tiểu hùng miêu định mời Trương Dương hút thuốc. Trương Dương xua xua tay từ chối, thằng ôn này cũng không nói rằng mình không biết hút thuốc là mà chỉ lên ký hiệu cấm thuốc trong văn phòng, đây đều là sáng ý của Quy Điền Hạo nhỉ. Phùng Khắc Phú thuật tay đặt thuốc lên bàn, không đợi mời ngồi đã tự đặt đít xuống ghế. Trương Dương cũng không phật lòng, ngồi xuống đối diện với Phùng Khắc Dũng, cười nói, giám đốc Phùng tìm tôi có chuyện gì vậy? Phùng Khắc Dũng gật đầu, nói thị trưởng Trương tối nay có rảnh không, tôi mời anh đi ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, giao lưu tình cảm một chút. Trương Dương cười nói, thật sự xin lỗi, tôi tối nay có hẹn với bạn rồi, để hôm khác đi. Phùng Khắc Dũng cười nói, thị trưởng Trương thật là khó mời. Trương Dương trong lòng có chút không vui, thằng láo toét, nói chuyện mang theo ngữ điệu khệnh khạng, ông đây sao phải nể mặt mày. Nhưng Trương Dương vẫn mỉm cười, nói, giám đốc Phùng có chuyện gì thì cứ nói ở đây đi, chuyện trong công tác thì giải quyết trong thời gian làm việc. Phùng Khắc Dũng nói, ai cũng nói thị trưởng Trương là người sáng khoái, hiện tại xem ra quả nhiên là vậy, anh đã nói vậy thì tôi cũng không vòng vo nữa. Chúng tôi nhận thầu công trình kho hàng của sân bay mới, hiện tại công trình vẫn chưa bắt đầu, vậy mà cái tên Nhật Bản đó cả ngày chạy đến chỉ trỏ trỏ, nói rằng thiết bị của chúng tôi không hợp cách, lúc thì lại nói rằng tài liệu của chúng tôi không ổn, ngay cả quản lý nhân viên nội bộ của chúng tôi mà y cũng nhúng tay vào. Tôi bực lắm, công trình của người Trung Quốc chúng ta cơ mà, phía Giang Thành các anh sao lại đi gọi một tên Nhật Bản tới làm đốc công? Thôi thì không nói tới cừu hận dân tộc, nhưng người Nhật Bản hiểu được quốc tình của chúng ta ư? Đại nghiệp cải cách của Trung Quốc chúng ta cần y chỉ tay chỉ chân ư? Công trình sân bay này không phải là chuyện nhỏ, y vạn nhất nếu là một gián điệp quốc ta, âm mưu phá hoại xây dựng chủ nghĩa xã hội của chúng ta thì to chuyện mất rồi. Trương Dương vốn không có bao nhiêu ấn tượng đối với Phùng Khắc Dũng, nhây thấy những lời này của gã thì càng thấy bực, hắn không chút khách khí nói, Quy Điền là tôi mời tới, dùng người thì không nghi ngờ, mà đã nghi ngờ thì không dùng người. Tôi thấy anh ta trên công tác thì không có bất kỳ vấn đề gì. Còn có phải gián điệp quốc tế hay không thì không đến lượt anh lo, đó là chuyện của Cục Quốc An. Phùng Khắc Dũng vẫn tươi cười nói, thị trưởng Trương, con người tôi trước giờ nói chuyện rất thẳng thắn, có chỗ nào đắc tội xin anh đừng tức giận, chỗ cần sửa đổi chúng tôi sẽ cố gắng sửa đổi, nhưng Quy Điều cũng muốn chúng tôi phải thay đổi rất nhiều chỗ đã ký hợp đồng, điều này khiến người ta khó hiểu, anh nói xem có phải là ông ta cố ý làm khó chúng tôi không? Trương Dương nói, thế này đi, anh viết một bản báo cáo. Lát nữa gửi cho bộ chỉ huy xem. Hắn nhìn vào văn kiện ở trên bàn, rõ ràng là có ý hạ lệnh đuổi khách. Phùng Khắc Dũng cười cười, cũng không tiếp tục ở lại nữa, đứng dậy nói, thị trưởng Trương suy nghĩ lại một chút, hôm nào tôi lại hẹn anh đi ăn. Trương Dương nhìn bóng lưng của Phùng Khắc Dũng, không khỏi nhíu mày, thằng ôn này là đồ gì vậy? Chỉ là một quản lý hạng mục mà thôi, không ngờ lại dám chạy tới trước mặt mình chỉ tay chỉ chân. Trương Dương không bận tâm tới Phùng Khắc Dũng. Nhưng mâu thuẫn giữa Quy Điền Hạo Nhị và công ty xây dựng Bình Trung cuối cùng cũng nổ ra, nguyên nhân là công nhân của công ty xây dựng Bình Trung trong công tác làm sai thao tác, Quy Điền Hạo Nhị lập tức yêu cầu phía xây dựng đình công, ở ngay tại chỗ hạ đơn thông chi phát tiền, điều này khiến cho công nhân xây dựng nổi giận, hơn 10 công nhân xây dựng ùa lên vây Quy Điền Hạo Nhị vào giữa. Lúc ban đầu chỉ là nói lý với hắn, nhưng Quy Điền Hạo Nhị thiết diện vô tư, chỉ vào hai công nhân làm sai bảo họ lập tức đi ngay, nói rằng họ bị đuổi việc. Hai công nhân đó cũng không phải là dễ đối phó, họ nói rằng tên Nhật Bản ngươi dựa vào gì mà đòi đuổi việc ta. Đây là đất của người Trung Quốc, nên là người Trung Quốc quyết định, các ngươi quá khứ xâm lược chúng ta, hiện tại còn muốn khi phụ chúng ta, lão tử dù không làm nữa cũng phải liều với ngươi. Trong phương diện đối phó với người Nhật Bản rất dễ kích động lòng hận thù, không lâu sau, hơn 100 công nhân xây dựng của công ty xây dựng Bình Trung vây lên, không biết là ai nói một câu, đánh chết tên Nhật Bản này đi. Người Trung Quốc chúng ta không phải là dễ khi phụ như vậy đâu. Tình tự ở hiện trường lập tức nóng lên, hơn 100 công nhân ùa lên, Quy Điền Hạo Nhị lập tức rơi vào trong biển chiến tranh nhân dân, trợ thủ đi theo y thấy tình hình bất diệu, vội vàng co giò bỏ chạy về thông chi cho bộ chỉ huy. Quy Điền Hạo Nhị từng luyện không thủ đạo, cũng tính là một vị cao thủ, nhưng đối diện với hơn 100 công nhân xây dựng Trung Quốc thì y lại không thể làm được gì, vừa đánh ngã được hai người, những người khác thấy đồng bạn bị đánh. Lửa giận càng bốc lên, mặc kệ cái gì người ít ta nhiều, cũng mặc kệ đối phương trong tay không có vũ khí,
toàn bộ lao lên, còn có mấy người cầm công cụ của hiện trường. Quản lý hạng mục của công ty xây dựng Bình Trung Phùng Khắc Dũng đứng ở trong văn phòng, nhìn tình cảnh ở bên ngoài qua cửa sổ, khóe miệng không khỏi phát ra một nụ cười lạnh. Phó quản lý Lý Đông Hải nói, quản lý Phùng, chuyện càng lúc càng lớn rồi, nhiều người như vậy đánh một mình y, cẩn thận không xảy ra án mạng đấy. Phùng Khắc Dũng cười lạnh, nói yên tâm đi, không xảy ra án mạng đâu, cho dù là thật sự xảy ra án mạng thì luật không phạt được nhiều người, tên Nhật Bản đó không ngờ lại dám chạy tới chỗ chúng ta chỉ tay chỉ chân, còn cho rằng là thời mãn thanh dân quốc à. Con mẹ nó, để cho y biết thế nào là sự lợi hại của người Trung Quốc. Phùng Khắc Dũng cũng nổi giận rồi. Nhưng, Phùng Khắc Dũng nói, không có gì mà phải sợ, xảy ra chuyện thì tôi gánh. Quy Điền Hạo Nhĩ lúc ban đầu còn phản kháng được một chút, nhưng sau cùng chỉ có thể hai tay ôm đầu nằm co ro trên mặt đất, cố gắng tránh quyền cước như vũ bão làm thương hại y. Trương Dương sau khi nhận được tin tức thì lập tức chạy tới hiện trường, cảnh sát phụ trách trị an của công trình cũng chạy theo sau. Trương Dương nhìn thấy cảnh hỗn loạn ở trước mặt, tắc đến nỗi mặt xám lại, gầm lên, con mẹ nó dừng tay hết lại cho tao. Thằng Ôn này trung khí thập túc, chấn cho tai của người xung quanh đều ong ong, đám công nhân đang đánh Quy Điền Hạo Nhĩ đó ngây ra, lúc này tiếng còi xe cảnh sát vang lên, cảnh sát nhận được tin tức đã tới. Quy Điền Hạo Nhĩ từ dưới đất lảo đảo đứng dậy, mắt giận dữ nhìn đám người xung quanh, gầm lên, tới đây. Tới đây. Trương Dương tách đám người ra bước vào, muốn đỡ y nhưng lại bị Quy Điền Hạo Nhĩ đẩy ra. Trương Dương nói, tôi đưa anh tới bệnh viện kiểm tra. Quy Điền Hạo Nhĩ lắc đầu. Quần cường ưỡn ngực bước đi. Trương Dương quay người lại, tức giận nhìn đám công nhân xây dựng gây chuyện, nói có tin tôi bắt tất cả các người không? Người nhiều thì lực lượng lớn, đám công nhân xây dựng này có chút vị đạo chân trần không sợ ưa dày, có người nói có gì hay chứ, không phải chỉ là Hán gian thôi ư. Trung Quốc năm đó chính bởi vì có sự tồn tại của loại người như mày mà bị bọn quỷ Nhật Bản xâm lược đó. Giặc bán nước, Hán gian, tiếng mắng chửi Trương Dương vang lên. Trương Dương bị mắng cho nổi giận, hắn lời chẳng buồn lý luận với đám công nhân này, ánh mắt hướng về phía văn phòng quản lý của công ty xây dựng Bình Trung, bước tới đó, dùng sức đá tung cửa, thấy Phùng Khắc Dũng và Lý Đông Hải đang ngồi hút thuốc, vẻ mặt đều rất nhàn nhã thản nhiên. Phùng Khắc Dũng thấy Trương Dương vào, mỉm cười nói, thị trưởng Trương, ngọn gió nào thổi anh tới đây vậy? Trương Dương cười lạnh, nói, oai phong lắm. Phùng Khắc Dũng ngây ra, trên mặt lại mỉm cười. Trương Dương nói, công nhân của các anh lợi hại lắm, dám đánh tổng giám chất lượng công trình mà tôi mời đến. Phùng Khắc Dũng giả vờ giả vịt như không biết gì, nói cái gì, thật ư, ai mà to gan thế. Chuyện xảy ra ở bên ngoài văn phòng của gã giả vờ không biết thì đúng là có chút quá đáng. Trương Dương nói, công nhân của anh làm trái chương trình thi công, Quy Điền chỉ án chiếu theo quy trình mà đình chỉ, bọn họ vì sao lại đánh người. Phùng Khắc Dũng nói, tình hình cụ thể thì tôi không rõ. Thị trưởng Trương, hay là đợi tôi ra rõ đã rồi hắn nói. Trương Dương gật đầu, nói, anh đùa tôi đấy à? Phùng Khắc Dũng cười nói, đâu dám, anh là tổng chỉ huy xây dựng sân bay mới, chúng tôi đều rất tôn trọng anh, nịnh hót còn không kịp, nào có dám đùa anh? Trương Dương hết kiên nhẫn với thằng Ôn này rồi, chỉ vào mũi gã, nói, Phùng Khắc Dũng, loại người như mày tao thấy nhiều rồi, đừng nói rằng tao không cho mày cơ hội, lập tức dẫn công nhân của mày cút đi. Tao cho mày 3 tiếng, hoặc là mày đi, hoặc là tao gọi người đuổi mày đi. Mặt Phùng Khắc Dũng đỏ bừng, câu này của đối phương nói cũng quá khí phách rồi, Phùng Khắc Dũng gã cũng là người nóng tính, phẫn uất đứng dậy, nói anh có thái độ gì đây? Xảy ra chuyện thì mọi người cùng nhau giải quyết, dựa vào gì mà đuổi chúng tôi đi? Trương Dương đang định nói thì Triệu Dương Lâm và Thường Lăng Phong đều tới, sau khi Triệu Dương Lâm bước vào, khuyên, đừng xung động, có gì thì từ từ nói. Xung động không giải quyết được vấn đề gì đâu. Phùng Khắc Dũng nói, chủ nhiệm Triệu đến đúng lúc lắm, công nhân của chúng tôi có phát sinh chút mâu thuẫn với Quy Điền Hạo Nhĩ, thị trưởng Trương đòi đuổi hết chúng tôi đi, thế thì quá đáng quá rồi. Trương Dương hôm nay giận thật rồi, mày con mẹ nó nói ít thôi, cho mày 3 tiếng, ta mà còn nhìn thấy mày thì cả công ty xây dựng Bình Trung của chúng mày toàn bộ phải cút hết cho tao. Nói xong câu này hắn quay người bỏ đi. Trong mắt Phùng Khắc Dũng, câu này của Trương Dương quá lớn rồi, cho dù hắn là chỉ huy hiện trường hạng mục sân bay mới thì cũng không có quyền đuổi công ty của họ đi. Phùng Khắc Dũng lớn tiếng nói, anh ta nói cái gì vậy? Chúng tôi là thông qua tranh thầu mà được chọn, hợp đồng cũng ký rồi, anh ta muốn hủy hợp đồng à? Được, các anh chỉ cần bồi thường tổn thất cho công ty xây dựng Bình Trung của chúng tôi thì chúng tôi lập tức dẫn công nhân đi ngay.
Triệu Dương Lâm vỗ vai gã, nói Tiểu Phùng, cậu có thể nói ít đi vài câu không? Triệu Dương Lâm và thính trưởng tính xây dựng Ngô Trung Lương cũng có chút quan hệ, sau khi công ty xây dựng Bình Trung trúng thầu, Ngô Trung Lương còn đặc biệt bắn tiếng với Triệu Dương Lâm, hy vọng y có thể chiếu cố cho công ty xây dựng Bình Trung một chút, ai ngờ rằng, công ty của họ vừa vào đã phát sinh mâu thuẫn lớn như vậy với Trương Dương. Rồi, Phùng Khắc Dũng bực bội nói, anh ta quá khi phụ người khác rồi. Triệu Dương Lâm nói, rốt cuộc là có chuyện gì? Phùng Khắc Dũng thở phai, kể lại một lượt chuyện vừa xảy ra. Chương 457, vô cùng đột nhiên. Trương Dương bước ra ngoài cửa, Thường Lăng Phong vội vàng đuổi theo sau, nhìn sắc mặt của Trương Dương là biết hắn đang vô cùng tức giận. Thường Lăng Phong nói, có cần phải tức giận với hạng tiểu nhân đó không? Trương Dương nói, không phải là tôi tức giận mà là tôi bực, quy điền trên địa bàn của chúng ta lại bị người khác đánh, bảo tôi phải đối diện với y như thế nào đây? Thường Lăng Phong nói, quy điền không bị thương nặng, vừa rồi tôi bảo bác sĩ kiểm tra cho y rồi. Chỉ bị thương ngoài ra thôi, y từng luyện không thủ đạo, vẫn có được chút năng lực chịu đòn. Trương Dương nói, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đang yên đang lành sao lại đánh nhau? Thường Lăng Phong nói, Quy Điền hôm nay đi kiểm tra công trường, thấy hai công nhân của tập đoàn xây dựng Bình Trung vi phạm quy định an toàn thi công, không thắt dây an toàn, cho nên phê bình họ một trận, còn viết giấy phạt, điều này dẫn tới sự thù địch của hơn chục công nhân, vây lấy y lý luận. Quy Điều giận quá bảo hai công nhân đó phải đi khỏi đây. Cho nên mâu thuẫn kích hóa thêm một bước, ở hiện trường có hơn trăm công nhân vây tới đánh y. Trương Dương nói, Phùng Khắc Dũng không phải là hạng tốt lành gì, gã ở gần như vậy mà còn giả vờ như không có chuyện gì. Chuyện này nhất định là gã đứng sau giật dây. Thường Lăng Phong nói, gã là em rể của Ngô Trung Nguyên, ỷ có chút bối cảnh, bình thường không để người khác vào mắt, Quy Điền là một người nghiêm túc, trước sau đã hạ không ít thông chi sửa đổi cho họ, cho nên có hiểm khích cũng là bình thường. Trương Dương nói, tôi cho gã 3 tiếng, nếu như gã còn dám ở lại đây thì tự tôi sẽ ném gã ra ngoài. Thường Lăng Phong nói, tôi thấy chuyện này đừng làm quá găng, quan hệ giữa chủ nhiệm Triệu và gã xem ra cũng không tồi, tập đoàn xây dựng Bình Trung là long đầu trong giới xây dựng của tỉnh ta, bối cảnh của Ngô Trung Nguyên không tầm thường, chỉ là vấn đề của Phùng Khắc Dũng thôi, không cần phải mở rộng ra tới cả tập đoàn xây dựng Bình Trung. Nếu như làm tới mức đuổi tập đoàn xây dựng Bình Trung ra thì sẽ ảnh hưởng tới tiến độ xây dựng của chúng ta. Công trình của chúng ta khó khăn lắm mới khai triển được, không nên làm ra chuyện gì lớn để rồi bị ảnh hưởng. Trương Dương nói, vậy thì Phùng Khắc Dũng đó phải cút, tôi nhìn gã không thể nào thuận mắt cho được. Thường Lăng Phong nói, chuyện này tốt nhất là để chủ nhiệm Triệu xử lý. Gã biết trong lòng Trương Dương không vui, nhỏ giọng khuyên, sắp tới lễ khởi công rồi, ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện gì. Trương Dương suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu, đi, chúng ta tới thăm tiến sĩ Quy. Quy Điền Hạo Nhị để mình Trần ngồi trong phòng y tế, bác sĩ đang xử lý vết thương trên tay y, vừa rồi lúc bị đánh, y dùng hai tay bảo vệ đầu, phần đầu tuy bảo vệ được nhưng hai tay thì bị đánh cho tím bầm. Trương Dương kéo ghế ngồi xuống đối diện y, nhìn thân hình kiện tráng của Quy Điền Hạo Nhị, nói thân thể khá đấy, năng lực chịu đòn rất mạnh. Quy Điền Hạo Nhị lúc này tình tự đã ổn định lại. Y bình tĩnh nói, anh định xử lý chuyện này thế nào? Trương Dương nói, nhất định sẽ có câu trả lời cho anh. Quy Điền Hạo Nhị nói, tôi không cần trả lời gì cả, một là một, hai là hai. Hai công nhân vi phạm đó nhất định phải đuổi, theo chế độ quy định của chúng ta, còn phải bổ sung khoản phạt cho tập đoàn xây dựng Bình Trung. Trương Dương nói, anh không tức giận à? Quy Điền Hạo Nhị nói, lúc ban đầu thì đúng là có chút tức giận. Sao, anh lo tôi sẽ từ chức à? Trương Dương gật đầu, nói quả thật là có chút lo lắng. Quy Điền Hạo Nhị nói, tôi đã đáp ứng anh rồi, đã ký hợp đồng, quan hệ thuê mướn của chúng ta đã được thành lập, chuyện hôm nay là một trong những nguy hiểm trong công tác của tôi không trách bất kỳ ai cả, nếu như tôi không thể hoàn thành công tác mà anh giao cho tôi một cách viên mãn thì đó chính là sự sỉ nhục đối với tôi. Trương Dương có chút cảm động vì những lời nói của tên Nhật Bản này, hắn đứng dậy vỗ vai Quy Điền Hạo Nhị, nói, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cứ tin tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Triệu Dương Lâm quả nhiên tới nói đỡ, y bảo với Trương Dương, hai công nhân gây chuyện đã tìm thấy rồi, Phùng Khắc Dũng đồng ý đuổi việc họ, cũng đáp ứng chịu phí thuốc men của Quy Điền Hạo Nhị, tôi thấy chuyện này tạm thời bỏ qua ở đây, truy cứu tiếp cũng chẳng được gì. Trương Dương nói, chủ nhiệm Triệu, lần này tôi không thể nghe lời ông được. Triệu Dương Lâm hơi ngây ra. Trương Dương nói, chuyện hôm nay ngoài mặt thì là công nhân gây chuyện. Nhưng kỳ thực sau lưng khẳng định có người xúi dục,
tên tiểu tử Phùng Khắc Dũng này không phải là hạng tốt lành gì, Quy Điền là tổng giám công trình của chúng ta, đám công nhân của tập đoàn xây dựng Bình Trung đánh y, thế chẳng khác nào là đánh vào mặt chúng ta. Xử lý hai tên công nhân gây chuyện căn bản chỉ là biểu diễn công phu, đối với tập đoàn xây dựng Bình Trung của họ mà nói thì chẳng bị thương tới da lông. Tôi không phải là không nể mặt ông, mà là chuyện này tôi nếu xử lý không tốt, sau này phàm là đội công trình nào cũng đều dám vểnh râu trợn mắt với chúng ta, Phùng Khắc Dũng nhất định phải đi. Triệu Dương Lâm nghe thấy hắn nói một cách kiên quyết như vậy, cũng cảm thấy khó xử, nhưng vẫn kiến nghị, hay là cho gã thêm một cơ hội, sau biểu hiện về sau thế nào. Trương Dương nói, cái này gọi là răn đe cảnh cáo, chúng ta hôm nay nếu nhượng bộ, sau này sẽ có càng nhiều người hơn khiêu chiến quyền uy của chúng ta, chỉ đuổi Phùng Khắc Dũng gã đi đã là nể mặt họ rồi, theo ý định ban đầu của tôi, cả tập đoàn xây dựng Bình Trung cũng phải cuốn gói cho tôi. Triệu Dương Lâm thấy chủ ý của Trương Dương đã quyết, cũng không tiếp tục nói nữa, đứng dậy bảo, để tôi đi thông báo cho phía tập đoàn xây dựng Bình Trung. Trương Dương nói, thuận tiện nói với Phùng Khắc Dũng một tiếng, tôi nói được là làm được. Trong 3 tiếng, gã mà vẫn còn dám loanh quanh ở công trường thì tôi sẽ bảo cảnh sát đuổi gã đi. Lúc Phùng Khắc Dũng đi, đầy oán động nhìn về căn nhà của bộ chỉ huy, Cường Long bất áp địa đầu xa, gã cho rằng Trương Dương là một địa đầu xà không hơn không kém, ở trên địa bàn của người ta mà mù quáng đối kháng thì cũng chẳng được gì. Sau khi Phùng Khắc Dũng lên xe, nhận được điện thoại của anh rể Ngô Trung Nguyên, Ngô Trung Nguyên từ chỗ của Triệu Dương Lâm biết được tin tức này, không đợi Phùng Khắc Dũng nói. Y đã chửi như tát nước vào mặt, cậu làm cái gì thế hả? Công trình còn chưa chính thức bắt đầu mà đã đâm ra cái lỗ lớn như vậy cho tôi, mặt mũi của tập đoàn Bình Trung bị cậu làm mất hết rồi. Phùng Khắc Dũng cười khổ không thôi, nói anh rể, cái này đâu có liên quan gì tới em, bọn họ thuê một tên Nhật Bản, cứ liên tục tới soi mói chúng ta, công nhân của chúng ta tức quá lý luận với tên Nhật Bản đó mấy câu, là tên Nhật Bản đó đánh người trước, cho nên mới dẫn tới ẩu đả. Nhưng phía Giang Thành họ lại đẩy lên người chúng ta, còn lệnh cho em phải rời không công trường sân bay mới, còn tuyên bố là muốn đuổi cả công ty Bình Trung của chúng ta ra khỏi đó. Ngô Trung Nguyên cười lạnh một tiếng, khẩu khí lớn quá nhỉ. Phùng Khắc Dũng nói, anh rể, tên tiểu thư Trương Dương đó quá ngông nghênh, hắn ỷ mình có hậu đài, căn bản không coi người khác vào đâu, em tới đó chưa được mấy ngày mà hắn đã cố ý làm khó em. Căn bản là muốn kiếm lợi từ chỗ em. Anh rể, anh đã nói chúng ta phải kinh doanh nghiêm túc, dựa vào thực lực mà làm việc, không được làm những chuyện đen tối, cho nên em không đồng ý hắn, ai ngờ người này lại lấy chuyện này ra để báo thù, lợi dụng chuyện ẩu đả để làm khó em, anh rể, em thật sự muốn đánh hắn. Ngô Trung Nguyên ở trong điện thoại trầm ngâm một lát, rồi nói khẽ cậu trước tiên đi về đi, đừng có khiến người ta chê cười nữa. Ngô Trung Nguyên vẫn hiểu rõ thằng em vợ này của mình, không có bao nhiêu năng lực, nhưng lại thích tự biên tự diễn. Lời của gã không thể tin hết được. Sau khi Phùng Khắc Dũng đi, phó quản lý Lý Đông Hải đương nhiên thay vị trí của gã, Trương Dương gọi gã tới văn phòng mắng cho một trận, sau đó đưa giấy phạt cho Lý Đông Hải, nói, biểu hiện không hợp cách của các anh sau khi vào công trường đã vi phạm nhiều chế độ quy tắc của công trường sân bay mới, án chiếu theo phương pháp trừng phạt của chúng tôi, quyết định phạt các anh 10.000 nhân dân tệ, những chỗ trái quy định mà tiến sĩ Quy đã đề xuất, trong 3 ngày phải hoàn toàn sửa đổi, nếu không tôi sẽ đuổi hết các anh đi. Mặt Lý Đông Hải hết xanh rồi lại trắng, công ty Bình Trung ở tỉnh Bình Hải là một công ty nổi tiếng, chưa bao giờ bị người ta mắng như vậy. Có điều thái độ của gã tốt hơn Phùng Khắc Dũng nhiều, ngoài mặt vẫn rất thành khẩn tỏ ý bảo sẽ lập tức tiến hành chỉnh đốn, đảm bảo sau này sẽ không phát sinh những chuyện tương tự. Trương Dương sau khi nghe gã đảm bảo thì gật đầu, nói, kỳ thực chúng ta có thể hợp tác với nhau là một loại duyên phận, tôi hy vọng mọi người đều phải quý trọng, để thăng trình độ quản lý của mình, để thăng chất lượng công trình. Cùng xây dựng tốt sân bay mới, đó mới là mục đích chung của chúng ta. Quản lý Lý, tôi không hy vọng những chuyện tương tự sẽ phát sinh nữa. Lễ khởi công sân bay mới Giang Thành được mọi người chú ý cuối cùng cũng kéo màn khai mạc. Hôm đó con đường thông tới hiện trường lễ khởi công đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hai bên đường trồng đầy hoa tươi đủ màu. Đây đều là được lâm thời mượn ở chỗ vườn thực vật Giang Thành. Trương đại quan nhân cố gắng giảm chi tiêu tới mức thấp nhất. Tỉnh trưởng Bình Hải Tống Hoài Minh tỏ ý hài lòng với tình hình mà mình nhìn thấy trên đường, bí thư thị ủy Giang Thành Đỗ Thiên Giã, thị trưởng Giang Thành Tả Viên Chiêu đều đi cạnh y, Đỗ Thiên Giã trên đường liên tục giới thiệu với Tống Hoài Minh tình hình ở xung quanh sân bay mới Giang Thành, cùng với những kế hoạch tương lai của họ. Tống Hoài Minh vừa nghe vừa gật đầu. Xe trực tiếp đi tới hiện trường khởi công, tiếng trống náo nhiệt vang lên, đội ương ca dân gian phong trạch,
đội nhảy cao biểu diễn ở hiện trường, một đám nhi đồng hoạt bát đáng yêu hoan hô đón chào xe lãnh đạo đi tới. Đỗ Thiên Giã sớm đã quen với những trò của Trương Dương, trong lòng cười thầm, thằng ôn này chẳng có chút sáng ý nào cả, lại diễn lại màn nhi đồng tặng hoa, loại nội dung chương trình này nhàm quá rồi. Các lãnh đạo bước xuống xe, đám trẻ con chạy tới tặng hoa cho họ, Tống Hoài Minh nhận lấy hoa trong tay một bé gái, mỉm cười bế nó lên, hỏi con biết hôm nay là hoạt động gì không? Bé gái đó ngây ngô đáp, xây dựng sân bay mới ạ. Vui không? Vui lắm ạ. Vì sao? Sau khi xây xong sân bay mới, bọn con mỗi ngày đều có thể nhìn thấy máy bay. Đám lãnh đạo và Tống Hoài Minh đều bật cười, Tống Hoài Minh lại nói có muốn ngồi máy bay không? Cô bé gái gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Tống Hoài Minh nói có muốn ngồi không? Cô bé gái nói, muốn ngồi ạ, nhưng không ngồi được, mẹ con nói rằng máy bay là để cho người có tiền ngồi thôi. Đỗ Thiên Giã và Tả Viên Chiêu đứng ở phía sau Tống Hoài Minh nghe thấy câu này thì xấu hổ vô cùng. Hai người nhìn nhau, thầm nghĩ thằng danh Trương Dương này tìm đâu ra một tiểu nha đầu như thế này vậy. Tống Hoài Minh yêu thương xoa đầu đứa bé gái rồi đặt nó xuống, quay sang đám cán bộ ở phía sau, nghe thấy chưa, đứa bé này đã nói ra tiếng nói chân thực nhất của người dân, xây dựng sân bay mới là để làm gì? Là để xúc tiến sự phát triển kinh tế của Giang Thành, là để xúc tiến sự phát triển kinh tế của Bắc Bộ Bình Hải, chỉ có kinh tế phát triển rồi, trong tay người dân mới có tiền. Có tiền rồi thì mới có thể mua được vé máy bay, được ngồi máy bay, cho nên trong mắt chúng ta không thể chỉ nhìn vào việc xây dựng sân bay, mà là phải hiểu được mục đích và ý nghĩa của việc xây dựng sân bay, chỉ có thực tâm thực ý làm việc vì người dân thì mới xứng đáng với chức vị của mọi người, mới xứng với danh hiệu đảng viên. Hay, Trương Dương ở trong đoàn người hô lên một tiếng, dẫn đầu vỗ tay, hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, năng lực diễn giảng của Tống Hoài Minh vốn là xuất chúng. Lại thêm có nhiều người ủng hộ như vậy, bầu không khí ở hiện trường rất nhanh liền đạt tới cao trào. Tống Hoài Minh dưới sự đi cùng của các quan viên đi tới hiện trường khởi công, án chiếu theo trình tự đã định trước, do Tả Viên Chiêu chủ trì nghi thức. Tả Viên Chiêu đương nhiên biết rõ mình hôm nay không phải là nhân vật chính, sau khi nói mấy câu liền chuyển lại micro cho Đỗ Thiên Giã, bởi vì tỉnh trưởng Tống Hoài Minh có mặt cho nên Đỗ Thiên Giã đương nhiên cũng thành vai phụ, bài phát biểu của gã rất ngắn. Phát biểu xong liền mỉm cười, nói, chúng tôi xin mời tỉnh trưởng Tống lên phát biểu. Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên. Tống Hoài Minh mỉm cười bước lên bục, các vị hương thân phụ lão Giang Thành, chào mọi người. Tôi là tỉnh trưởng tỉnh Bình Hải Tống Hoài Minh, trước khi tới đây có rất nhiều người ở trên mục thời sự đã nhìn thấy tôi. Có điều hôm nay tôi chúng ta mới tính là tiếp xúc ở cự ly gần. Hôm nay là một ngày đẹp trời, đối với Phong Trạch, đối với Giang Thành. Đối với Bình Hải đều có một ý nghĩa phi thường. Việc xây dựng sân bay mới Giang Thành có nghĩa là Bắc Bộ Bình Hải cuối cùng cũng có sân bay hiện đại hóa, chất lượng cao, tiêu chuẩn cao của riêng mình, có nghĩa là ưu thế khu vực của Giang Thành đã được tăng cường thêm một bước, có nghĩa là hoàn cảnh đầu tư của Giang Thành đã được cải thiện thêm một bước. Hôm nay sẽ là cột mốc quan trọng cho sự bay cao của kinh tế Giang Thành, ngày hôm nay sẽ được ghi lại trong sử sách. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Tống Hoài Minh đưa hai tay ra làm tư thế hạ xuống, đợi khi tiếng vỗ tay tắt hẳn mới tiếp tục nói, tôi có may mắn trở thành người chứng kiến thời khắc lịch sử này, hôm nay tôi tới tham gia khởi công, vào năm 97 khi xây bay xây xong, tôi nhất định sẽ tới tham gia nghi thức khánh thành sân bay. Giang Thành trong quá trình cải cách đã thể hiện ra nguyện vọng phát triển cường liệt, cũng khiến cho chúng tôi nhìn thấy tiềm lực không thể ước lượng của Giang Thành, tôi tin chắc rằng, theo sự xây thành của sân bay mới, theo sự cải cách thâm hóa của Giang Thành, nền kinh tế của Giang Thành sẽ phát triển nhanh chóng và ổn định, Giang Thành sẽ trở thành một viên minh chóng chói sáng khảm tại Bắc Bộ Bình Hải. Hiện trường lại vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Trương đại quan nhân hưng phấn đến nỗi hai mắt phát sáng, khẩu tài của ông bố vợ tương lai này thật quá hay. Sự kinh ngưỡng của Trương Dương đối với Tống Hoài Minh giống như là nước Hoàng Hà cuồn cuộn không ngừng. Nhưng Tống Hoài Minh đứng ở trung tâm sự chú ý của mọi người rất ít lưu ý tới Trương Dương. Ngẫu nhiên ánh mắt có chạm nhau với hắn thì cũng không có biểu hiện gì, vừa chạm nhau là lập tức nhìn sang chỗ khác. Trương Dương đối với điều này không hề phát giác ra điều gì, dẫu sao thì Tống Hoài Minh là một tỉnh trưởng, chuyện mà người ta cần phải chiếu cố quá nhiều, không thể nào đặt sự chú ý lên người mình được. Trong tiếng pháo lễ, tỉnh trưởng Bình Hải Tống Hoài Minh và bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giã cùng nhau đặt móng. Đám trẻ con thả bóng bay trong tay lên, hơn 1.000 con bồ câu đã được chuẩn bị từ trước cũng đồng thời được thả. Tràng diện này tuy tầm thường, có điều tổ hợp lại với nhau thì cũng náo nhiệt. Mỗi một người có mặt ở đây đều bị bầu không khí ở trước mặt cảm nhiễm,
trong lòng kích động vô cùng, loại cảm giác vinh dự vì Giang Thành mà kiêu ngạo thì chỉ có ở tại hiện trường mới có thể cảm thụ được sâu sắc. Khi tất cả đều đang tiến hành thuận lợi thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của một người đàn bà, tỉnh trưởng Tống, ngài phải làm chủ cho lão gia nhà chúng tôi. Nghe thấy giọng nói này, Đỗ Thiên Dã lập tức biến sắc, Trương Dương cũng biến sắc, hắn nhìn thấy Dương Vân, vợ của Tào Chính Dương dẫn hai đứa con gái từ trong đám người lao ra, ba người trực tiếp quỳ xuống đất. Trong nhất thời tất cả mọi người đều ngây ra, phóng viên ở hiện trường vây lên, loại tin tức này là bọn họ cảm thấy hứng thú nhất. Mấy cảnh sát xông lên muốn kéo vợ của Tào Chính Dương xuống, Tống Hoài Minh dùng ánh mắt ngăn họ lại, y bước tới, hòa ái nói, chị à, có chuyện gì thì để sau hãng nói, hôm nay là ngày tốt của Giang Thành mà. Dương Vân nước mắt đầm đìa, bà ta run giọng, nói chúng tôi chỉ cần một câu trả lời. Tả Viên Chiêu và Đỗ Thiên Dã đều bước tới, Tả Viên Chiêu thì mừng thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn giả vờ giả vịt nói, chị à, chị làm cái gì vậy? Như vậy tạo thành ảnh hưởng không tốt đâu. Mau đứng dậy đi, có chuyện gì thì để lễ khởi công tiến hành xong đã rồi hãng nói. Dương Vân nói, trừ phi là tỉnh trưởng Tống đáp ứng nghe tôi nói chuyện này, nếu không tôi cứ quỳ ở đây. Tống Hoài Minh nói, để sau hãng nói. Lễ khởi công đã cử hành xong rồi, không ngờ khi sắp kết thúc thì lại xảy ra khúc xen giữa không hài hòa như thế này, trong lòng Tống Hoài Minh cũng vô cùng không vui. Đỗ Thiên Dã ở trong đám người tìm thấy Trương Dương, hung hăng lườm cho hắn một cái. Gã là trách Trương Dương an bài không chu toàn, sao lại để người nhà của Tào Chính Dương lẻn vào đây? Trương Dương trong việc này rất chi là vô tội, hiện trường có nhiều người như vậy, hắn làm sao mà chiếu cố được hết mỗi một chi tiết? Nhưng chuyện này đã xảy ra rồi, có trốn tránh cũng không được, nói chung vẫn phải đối diện thôi, chỉ đành đi được bước nào thì hay bước đấy. Trương Dương dặn dò Phó Trường Trinh, nhắc đám phóng viên, đừng để bọn họ viết bừa viết bãi. Sau đó theo những người khác quay lại bộ chỉ huy. Bộ chỉ huy trước tiên chuẩn bị một phòng nghỉ ngơi cho Tống Hoài Minh, hiện tại căn phòng nghỉ này đã trở thành công đường của y. Tống Hoài Minh vốn không cần thiết phải hỏi đến loại chuyện này, nhưng Dương Vân ở trước mặt nhiều người đã làm ra động tĩnh lớn như vậy, y nếu không nghe không hỏi thì rõ ràng là có chút bất cận nhân tình. Trên đường tới phòng nghỉ, Đỗ Thiên Dã đã kể lại đại khái chuyện này cho y, Tống Hoài Minh nghe xong thì không có phản ứng gì. Nhưng trong lòng thì cho rằng, Đỗ Thiên Dã xử lý Tào Chính Dương có chút quá đột nhiên, không suy nghĩ tới cảm thụ nội tâm của một lão đồng chí. Dương Vân được nhân viên công tác dẫn đến trước mặt Tống Hoài Minh, lúc này bà ta rõ ràng đã trấn định hơn nhiều, bà ta cũng không phải là một phụ nữ bình thường, chồng là người đứng đầu một xí nghiệp nhà nước cỡ lớn, Dương Vân theo cảnh cũng đã thấy không ít gió mưa, bà ta biết rõ mình nên làm gì. Dương Vân bi thiết gọi một tiếng tỉnh trưởng Tống. Thái độ của Tống Hoài Minh rất hòa ái, gật đầu nói khẽ, ngồi xuống đi, chuyện của chị tôi đã được nghe nói rồi, hôm nay bí thư Đỗ và thị trưởng Tả đều ở đây, có gì ủy khuất thì chị cứ nói ra trước mặt mọi người đi. Dương Vân rút khăn tay ra lau nước mắt, nói tỉnh trưởng Tống, lão Tào nhà chúng tôi chết oan uổng quá, sức khỏe của ông ấy không tốt, đã hơn 10 năm rồi chưa nếm một giọt rượu, mấy chục năm trời ông ấy khổ cực công tác, đưa nhà máy lên tới quy mô ngày hôm nay, nhưng thị lý đột nhiên cách chức ông ấy. Lão Tào trong lòng ủy khuất, cho nên mới buồn bã uống rượu, để rồi. Dương Vân nhất thời bi thương dồn lên, ôm miệng khóc không thành tiếng. Đỗ Thiên Dã nói, chị Dương, thị lý đã giải thích rồi, biến động nhân sự của nhà máy máy móc công trình thuộc loại biến động bình thường, không phải là chúng tôi muốn nhắm vào quản đốc Tào. Tôi thừa nhận, công tác của chúng tôi có chỗ thiếu sót, nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi phải chịu trách nhiệm về cái chết của quản đốc Tào. Dương Vân mắt đỏ lựng hét lên, chính là các người hại chết ông ấy, nếu như các người không cách chức quản đốc của ông ấy một cách không có lý gì do thì ông ấy cũng không đến nước này đâu. Đỗ Thiên Dã bị Dương Vân mắng vậy thì cũng có chút xấu hổ. Tống Hoài Minh thở dài, nói chị à, chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra rõ, chị phải tin đảng, tin vào chính phủ. Dương Vân nói, trước đây tôi cũng tin, nhưng hiện tại. Bà ta ôm miệng, nói, lão Tào nhà chúng tôi là một lão đảng viên. Cả đời tin đảng, cả đời tin chính phủ, nhưng sau cùng đảng và chính phủ đã đối đãi với ông ấy như thế nào? Tả Viên Chiêu nói, chị à, tỉnh trưởng Tống đã đáp ứng chị rồi, có một số chuyện không thể nào gấp được. Dương Vân nói, lão Tào một lòng với nhà máy, hai ngày trước ông ấy còn nói với tôi rằng ông ấy hối hận lắm, hối hận vì không đứng ra khi Giang Thành cần sự ủng hộ, ông ấy có lỗi với đảng và chính phủ, có lỗi với lòng tin của ông ấy. Ông ấy chưa từng nghĩ về bản thân bao giờ. Cái mà ông ấy nghĩ đến là công nhân của nhà máy, người như vậy vốn không nên rơi vào kết cục này. Dương Vân lại bật khóc.
Tống Hoài Minh nói, chị yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tra rõ chuyện này, cho chị một câu trả lời, cho toàn thể nhân dân nhà máy máy móc công trình Giang Thành một câu trả lời. Tả Viên Chiêu nói hết lời mới khuyên được bà ta ra ngoài. Sau vụ việc của Dương Vân, tâm tình của Tống Hoài Minh biến thành rất xấu, đám cán bộ lãnh đạo của Giang Thành như Đỗ Thiên Giã mặt mày cũng ỉu xìu. Đỗ Thiên Giã rụt rè hỏi, tỉnh trưởng Tống, chúng ta trước tiên về Giang Thành nghỉ ngơi đi. Tống Hoài Minh đứng dậy, nói tôi còn có việc, lập tức phải về Đông Giang. Nghe thấy câu này của Tống Hoài Minh, tất cả mọi người đều biết rằng tỉnh trưởng Tống giận rồi. Đỗ Thiên Giã nói, tỉnh trưởng Tống, có bận thế nào thì cũng để ăn xong rồi hẵng đi, hay là tới nhà ăn của công trường sân bay mới ăn tạm gì đó đã. Tống Hoài Minh tức giận nhìn Đỗ Thiên Giã, ăn cái gì? Trong lòng đám cán bộ lãnh đạo các anh trừ ăn ra thì không có việc gì để làm à? Ăn quan trọng hay là xây dựng sân bay mới quan trọng? Đỗ Thiên Giã bị mắng trước mặt mọi người, mặt đỏ lên, xấu hổ tới cực điểm. Tả Viên Chiêu thấy vậy thì cười thầm trong lòng. Tống Hoài Minh bước ra ngoài cửa, thấy Trương Dương đang đứng ở hàng lang đằng xa cầm di động nói chuyện. Trương Dương nhìn thấy đám người Tống Hoài Minh đi ra thì vội vàng gác máy, mỉm cười chạy ra đón, tỉnh trưởng Tống, có tới hiện trường công trình xem không? Lúc nói câu này hắn phát hiện sắc mặt của Tống Hoài Minh có chút không đúng. Tống Hoài Minh mắng, xem cái gì mà xem, văn chương biểu diễn có gì hay mà xem. Trương đại quan nhân bị mắng một trận, mặt mũi cũng không dễ coi, hắn biết Tống Hoài Minh hôm nay bởi vì chuyện của Dương Vân mà không được vui, cười bồi nói, là muốn để cả lãnh đạo kiểm tra xem chúng tôi rốt cuộc còn tồn tại thiếu sót ở phương diện nào. Tống Hoài Minh nói, bất kể là làm người hay là làm việc, chân phải bước cho vững, thật thà nghiêm túc là quan trọng nhất. Nói xong liền sải bước qua người Trương Dương. Trương Dương ngây ra đó, câu này của lão Tống càng nghĩ càng khó hiểu. Câu này rõ ràng là nhắm vào hắn, Trương đại quan nhân thầm suy xét, mình rốt cuộc là đắc tội với Tống Hoài Minh ở chỗ nào. Tống Hoài Minh tới tham gia lễ khởi công, bởi vì cáo trạng của Dương Vân mà kế hoạch tới Giang Thành cũng thủ tiêu, bữa trưa không thèm ăn mà về thẳng Đông Giang. Đỗ Thiên Giã tiến Tống Hoài Minh đi xong, cũng đầy một bực tức, gã quay về bộ chỉ huy của sân bay mới, đi thẳng tới văn phòng Trương Dương, đá tung cửa phòng rồi. Trương Dương đang muốn phát hỏa, ai to gan dám đá cửa của mình như vậy, vừa nhìn thấy Đỗ Thiên Giã liền hiểu ra, người anh em này giống mình, cũng đầy một bụng tức, tới tìm mình chút giận đây. Đỗ Thiên Giã chỉ vào mũi Trương Dương, mắng, Trương Dương, nhìn xem cậu đã làm chuyện gì. Dương Vân sao lại tới đây? Trương Dương nói, anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây? Đỗ Thiên Giã nói, tôi đã dặn đi dặn lại rồi, bảo cậu nhất định phải làm lễ khởi công này cho tốt, nhất định đừng để xảy ra chuyện gì, nhưng cậu cuối cùng vẫn khiến cho tôi mất hết cả mặt mũi, lần này thì hay rồi, tất cả mọi người đều muốn xem chúng ta xấu mặt. Trương Dương nói, cái này thì liên quan gì tới tôi? Tôi phụ trách công tác chuẩn bị hiện trường công trình sân bay mới, Dương Vân là từ chỗ Giang Thành chạy tới, phía Giang Thành các anh sao không canh chừng bà ta cho kỹ vào. Đỗ Thiên Giã tức giận ngồi xuống, cầm chén trà của Trương Dương uống ửng ực. Trương Dương thấy gã đã bất giận, liền nói khẽ tôi cảm thấy chuyện hôm nay có chút kỳ quặc, công tác bảo vệ hiện trường làm rất tốt, theo lý thì Dương Vân không thể dễ dàng lẻn vào, và lại thời gian cụ thể mà tỉnh trưởng Tống tới tham gia chúng ta cũng không lan truyền ra ngoài, bà ta làm sao mà biết được. Hơn nữa lại đúng vào thời gian thích hợp nhất xuất hiện ở địa điểm thích hợp nhất. Đỗ Thiên Giã nói, bất kể là có ai ở phía sau chỉ huy hay không thì chuyện cũng đã phát sinh rồi, ảnh hưởng cũng đã tạo thành rồi, hiện tại nói gì cũng vô dụng, vẫn phải nghĩ cách giải quyết chuyện này. Trương Dương nói, cái chết của Tào Chính Dương không liên quan gì tới chúng ta, mụ già Dương Vân đó bám chặt thị lý không thả, tới hiện tại thi thể của Tôn Đông Cường vẫn còn chưa hạ táng, bà ta rốt cuộc là muốn gì? Đỗ Thiên Giã nói, không nói gì cả, chỉ nằng nặc đòi phải có một cậu trả lời. Trương Dương nói, tôi hoài nghi sau lưng chuyện này có người bày mưu tính kế cho bà ta, để tôi tìm được người này là ai, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Đỗ Thiên Giã nói, chuyện tranh cường đấu ngoan cậu làm ít thôi, chồng nhà người ta chết, thương tâm cũng là bình thường, nói thật lòng, trong chuyện của đồng chí Tào Chính Dương, chúng ta vẫn có chút trách nhiệm. Trương Dương nói, anh cứ muốn kéo tất cả lên người mình thì tôi cũng đành chịu, hay là dứt khoát công nhận ông ta là đảng viên ưu tú, cho gia đình thêm ít tiền phúng. Dẹp yên chuyện này đi. Đỗ Thiên Giã thở dài, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Trương Dương nói, anh có phát hiện ra không, Tả Viên Chiêu hình như là rất quen với bà ta. Đỗ Thiên Giã nói, người ta quen nhau từ trước rồi, cậu đừng có suy đoán linh tinh,
Lúc này di động của Trương Dương đổ chuông, hắn cầm điện thoại lên, là quản đốc tân nhiệm của nhà máy máy móc công trình Giang Thành Hứa Chấn Đường gọi tới. Giọng nói của Hứa Chấn Đường có vẻ thần bí, thị trưởng Trương, tôi phát hiện một tình huống quan trọng, anh hiện tại nói chuyện có tiện không? Trương Dương nhìn Đỗ Thiên Giã, nói đi, tiện. Hứa Chấn Đường nói, mấy hôm nay tôi chỉnh lý sổ sách của nhà máy máy móc công trình, phát hiện một số sổ sách có vấn đề, trên tài vụ cũng khá là hỗn loạn, tôi có lý do để tin rằng lãnh đạo tiền nhiệm có thể có vấn đề kinh tế. Trương Dương lập tức sốc lại tinh thần, gã lớn tiếng nói, anh chắc chứ? Hứa Chấn Đường trầm mặc một lúc rồi mới nói, có thể xác định, nhưng tôi không biết nên làm gì, quản đốc Tào đã mất rồi, chúng ta có cần điều tra tiếp không? Trương Dương cười ha ha, nói, cha chứ, vì sao lại không cha? Chỉ cần là ai dám đào góc tường của chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải tra tới cùng. Gác điện thoại, Trương Dương không khỏi đắc ý lúc lắc đầu với Đỗ Thiên Giã, đúng là thuyền tới đầu cầu tự khắc thẳng, hy vọng lại sáng lên rồi. Đỗ Thiên Giã không biết nội dung cuộc nói chuyện của hắn, hiếu kỳ nói chuyện gì vậy? Trương Dương nói, lúc Hứa Chấn Đường thẩm hạch tài vụ phát hiện Tào Chính Dương dính dáng tới tham ô, anh nói xem chúng ta có nên tra không? Đỗ Thiên Giã nửa tin nửa ngờ nói, không thể nào. Tào Chính Dương trước giờ đều rất liêm khiết. Trương Dương nói, liêm khiết không thể chỉ nhìn biểu hiện, Hứa Chấn Đường không phải là hạng đặt điều, tôi thấy chuyện này để viện kiểm sát gia nhập đi. Nếu như Tào Chính Dương lúc sinh tiền có hành vi tham ô, anh nói xem mụ vợ của lão còn dám láo hay không? Đỗ Thiên Giã nói, trước khi chưa có chứng ký xác thực thì đừng có mà suy đoán lung tung. Trương Dương nói, tôi hiện tại đưa ra một kết luận, càng là kẻ có vẻ liêm khiết giữ nghiêm bản thân thì khả năng tham ô càng lớn. Đỗ Thiên Giã nói, cậu trước giờ đều là hạng suy bụng ta ra bụng người, đội ngũ lãnh đạo của chúng ta không bất kham như cậu nói đâu. Chương 458, Vãn Tiết Bất Bảo. Sao ý chỉ một người trong sạch liêm khiết cả đời, nhưng đến khi về già lại phạm sai lầm, mất hết cả danh dự. Sau khi viên kiểm sát gia nhập điều tra, chuyện của Tào Chính Dương rất nhanh được tra rõ, tình huống mà Hứa Chấn Đường phản ánh hoàn toàn là thực. Tào Chính Dương trong thời gian đảm nhiệm chức quản đốc của nhà máy máy móc công trình quả thật có tồn tại hành vi tham ô, căn cứ vào tình huống sơ bộ nắm được, con số mà Tào Chính Dương tham ô là khoảng 100 vạn, tin tức này khiến cho ban lãnh đạo tối cao của Giang Thành cảm thấy chấn động. Trong lòng họ trước giờ đều cho rằng Tào Chính Dương là một cán bộ trong sạch liêm khiết. Lúc viện kiểm sát tìm tới bà vợ quá của Tào Chính Dương là Dương Vân để tìm hiểu tình huống, lúc ban đầu Dương Vân vẫn còn cứng rắn tỏ ý bảo là thị lý bức hại bọn họ, muốn bôi nhỏ Tào Chính Dương, nhưng khi viện kiểm sát lấy ra chứng cứ xác thực, Dương Vân bắt đầu sợ rồi, chuyện của chồng mình lúc còn sống bà ta cũng biết. Con gái lớn và con rể của bà ta ở bên ngoài mở một nhà máy linh kiện, đặc biệt sản xuất linh kiện cho nhà máy máy móc công trình. Con gái và con rể thứ hai thì mở một nhà máy chế sơn, cũng đồng dạng làm sinh ý cho nhà máy máy móc công trình. Trên cuộc họp thường ủy Giang Thành, Bí thư Thị ủy Đỗ Thiên Giã đã thông báo lại một lượt những tình huống mà viện kiểm sát đã điều tra được, đầy vẻ đau lòng nói, trước đây người ta đều nói, những cán bộ quốc gia như chúng ta sợ nhất là bị điều tra, chỉ cần điều tra, không có được mấy ai là trong sạch cả, tôi không muốn nhắc lại tính tự luật tự giác nữa. Nguyên tắc đảng tính mỗi một người chúng ta đều biết rõ. Nói những lời quan miệng đường hoàng ở trước mặt người ta thì ai cũng nói được, nhưng ở sau lưng thì rốt cuộc là đã làm những gì? Có thể lời nói đi đôi với việc làm hay không? Gã ném tập tài liệu có liên quan tới điều tra về Tào Chính Dương lên bàn, nói chuyện của đồng chí Tào Chính Dương đã khiến tôi chấn động, lúc trước chúng ta sở dĩ quyết định để ông ta lui xuống là bởi vì nghĩ rằng phương thức lãnh đạo của ông ta đã không còn thích hợp với sự phát triển của thời đại. Nhưng chúng ta lại không ngờ rằng ông ta trong quá trình lãnh đạo trường kỳ lại có hành vi hủ bại. Chúng ta, thậm chí rất nhiều công nhân của nhà máy máy móc công trình đều cho rằng ông ta là một đảng viên tốt, cán bộ tốt, hiện thì lại là ông ta lợi dụng quyền lực của mình, lợi dụng tư nguyên trong tay để mưu lợi cho người nhà. 100 vạn, đây là con số mà một công nhân bình thường thức khuya dậy sớm, khổ cực làm việc cả đời cũng không thể nào kiếm được, tôi không biết ông ta lúc chia tay ra lấy khoản tài sản của quốc gia thì trong lòng nghĩ những gì. Tôi rất đau lòng. Sắc mặt của Tả Viên Chiêu vô cùng khó coi, y vốn cho rằng có thể dùng chuyện Tào Chính Dương bất ngờ tử vong để chọc ngoáy, có thể khiến Đỗ Thiên Giã mất mặt, nhưng y lại không ngờ rằng Tào Chính Dương lại phạm tội tham ô. Tình huống hiện tại đã chứng tỏ, xử lý của Đỗ Thiên Giã đối với Tào Chính Dương là chính xác, nếu như Tào Chính Dương không vì uống say mà ngã chết, vậy thì những chuyện này sau khi bị bại lộ, y cũng sẽ đối diện với sự trừng phạt của pháp luật. Tả Viên Chiêu đột nhiên nhớ tới bốn chữ vãn tiết bất bảo. Nếu như sau khi Tào Chính Dương chết,
người nhà của y không làm loạn, có lẽ chuyện này sẽ không lộ ra, chuyện lần này có chút vị đạo giống như là lấy đá đập vào chân mình. Trên cuộc họp thường ủy hôm đó, biểu hiện ta tất cả mọi người đều vô cùng trầm thấp, các thường ủy không ai muốn chủ động lên tiếng. Sau khi tan họp, Tả Viên Chiêu lặng lẽ quay về văn phòng, ngồi chưa được bao lâu thì Dương Vân, vợ của Tào Chính Dương tới tìm y. Tả Viên Chiêu vốn không muốn gặp bà ta, nhưng nghĩ thấy dẫu sao trước đây cũng có quan hệ không tồi với gia đình của Tào Chính Dương, về tình về lý thì cũng nên gặp mặt bà ta một lần. Mấy ngày không gặp, tinh thần của Dương Vân rõ ràng là kém đi nhiều, trong mắt đầy tia máu, từ sau khi việc Tào Chính Dương tham ô bị phát hiện, tinh thần của Dương Vân một mực bị dày vò, bà ta vừa sợ hãi lại vừa hối hận, nếu như bà ta không làm ầm ĩ lên trong lễ khởi công, Tỉnh Lý sẽ không chú ý tới chuyện này, sẽ không yêu cầu điều tra triệt để, hiện tại không những không đòi lại được công đạo cho chồng mà còn khiến chuyện ông ta tham ô của công, dùng việc công mưu lợi riêng bị điều tra ra. Dương Vân khép nép gọi một tiếng thị trưởng Tả, bà ta hiện tại không nghi ngờ gì nữa phải chịu áp lực tâm lý cực lớn, phía viện kiểm sát đã cơ bản bài trừ bà ta có liên quan tới án tham ô của Tào Chính Dương. Tả Viên Chiêu thở dài, nói chị, tìm tôi có việc gì vậy? Dương Vân nói, thị trưởng Tả, anh hiểu lão Tào mà, ông ấy là một lòng vì nhà máy. Câu này của Dương Vân khi nói ra ít nhiều có chút yếu ớt vô lực. Tả Viên Chiêu nói, chị à, viện kiểm sát đã nắm được chứng cứ, có một số chuyện không cần phải nói nữa. Y Uyển Chuyển nói với Dương Vân rằng, việc Tào Chính Dương tham ô đã có chứng cứ xác thực, không cần phải biện hộ về vấn đề này nữa. Dương Vân thở dài, nói, lão Tào nhà chúng tôi thanh liêm cả đời, tôi thật sự không biết ông ấy lấy 100 vạn của công, tôi tin ông ấy không phải là tham ô, ông ấy chỉ muốn dùng vào việc khác, ông ấy muốn trước khi về hưu giúp đỡ được bọn nhỏ, anh biết mà, trên thế giới này có ai mà không nghĩ cho con cái của mình đâu. Tả Viên Chiêu nói, nếu như mỗi người đều nghĩ như ông ấy, vậy đồ của quốc gia trở thành đồ của cá nhân hết rồi. Mắt Dương Vân đỏ lựng lên, nói thị trưởng Tả, chỗ tiền đó lão Tào không đụng vào đến một xu, lúc viện kiểm sát tới đã thu lại hết rồi, lão Tào lấy bao nhiêu, chúng tôi cho dù đập vỡ nồi đất cũng phải trả lại bằng hết, anh xem, anh xem. Chuyện này có thể nói đỡ giúp không, coi như là xong, lão Tào đã chết rồi, để ông ấy được đi thanh thản trong sạch có được không? Tả Viên Chiêu không khỏi thở dài, sớm biết như vậy, há tất phải làm thế. Y nói với Dương Vân, pháp luật là pháp luật, bất kỳ ai vi phạm pháp luật đều nhận được chế tài, yêu cầu này của chị tôi sẽ chuyển lại cho thị lý, xem sai lầm mà đồng chí Chính Dương đã phạm phải liệu có thể vì sự ra đi của ông ấy mà xóa đi không, nhưng các người phải phối hợp với công tác điều tra của viện kiểm sát. Dương Vân nuốt lệ gật đầu, từ trong những lời của Tả Viên Chiêu, bà ta đã nghe ra lần này có 8-9 phần 10 là vãn tiết bất bảo rồi. Tả Viên Chiêu nói, mau hạ táng đi. Dương Vân che miệng, nước mắt không ngừng rơi xuống, nếu như hạ táng 2 ngày trước, Tào Chính Dương còn có thể phong quang đại táng, nhưng hiện tại dưới loại tình huống này, chỉ sợ không có mấy ai nguyện ý tới tham gia tang lễ của y. Tống Hoài Minh mang theo tâm tình bực bội rời khỏi Giang Thành, Dương Vân tố cáo, khiến y đại phát lôi đình, sau khi quay về. Y thông chi cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh điều tra cái chết của Tào Chính Dương, xem có gặp phải đãi ngộ không công bằng của lãnh đạo Giang Thành hay không, nhưng y cũng không ngờ chuyện này phát triển thành thế này. Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật Lưu Diễm Hồng đã báo cáo lại tình huống rõ ràng cho Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh nghe xong, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, y bực bội nói, tôi thật sự không hiểu, vì sao hiện tượng tham ô hủ bại lại liên tiếp xuất hiện. Những cán bộ này của chúng ta rốt cuộc là nghĩ gì vậy? Lưu Diễm Hồng nói, căn cứ vào tình hình mà chúng tôi tìm hiểu được, 100 vạn mà Tào Chính Dương tham ô đều là chuyện trong một năm gần đây nhất, trước đây kinh tế của y không có vấn đề gì, người nhà của y đã chủ động trả lại chỗ tiền này. Tống Hoài Minh nói, trả lại thì sao? Làm sai chính là làm sai, đây là vết nhơ mà cả đời cũng không xóa đi được. Lưu Diễm Hồng nói, tôi làm công tác của Ủy ban Kỷ luật nhiều năm như vậy, gần đây phát hiện, rất nhiều cán bộ thanh liêm cả đời. Nhưng lúc sắp về hưu thì vãn tiết bất bảo, hoặc là vì mình, hoặc là vì con cái, chia tay về phía quốc gia, loại hiện tượng này liên tiếp xuất hiện, thật sự là khiến người ta cảm thấy đau lòng. Tống Hoài Minh nói, cái này có liên quan tới sự thả lỏng tự ước thúc bản thân của họ. Lưu Diễm Hồng nói, người ta trước khi mất đi quyền lực sẽ có một loại tâm lý lo được lo mất, bọn họ thiếu cảm giác an toàn, muốn dùng một loại phương thức nào đó để bù đắp sự trống rỗng và mất mát trong lòng. Thường thường sẽ sản sinh ra những suy nghĩ sai lầm, làm sai chuyện. Tống Hoài Minh nói, cô về thương lượng với bí thư Tằng,
phải gõ một hồi chuông cảnh tỉnh tới những cán bộ sắp về hưu này, làm chuyện tốt cả đời, nhưng chỉ làm một chuyện xấu thôi là sẽ bôi nhỏ cả đời mình, hành vi này có đáng không? Lưu Diễm Hồng gật đầu, nói với Tống Hoài Minh, bạn học, gần đây tôi cảm thấy tâm tình của anh không được tốt lắm. Tống Hoài Minh thở dài, nói, lễ khởi công của sân bay mới Giang Thành xảy ra chuyện như vậy, giới truyền thông lại viết loạn đăng bậy, tôi lúc đó thực sự rất tức giận, mắng cho Đỗ Thiên Giã một trận, hiện giờ nghĩ lại tôi thấy mình hơi nóng. Lưu Diễm Hồng nói, những cán bộ trẻ tuổi luôn cần có một quá trình để từ từ thành thục, anh khoan dung với Trương Dương như vậy, đối với người khác cũng nên như thế. Tống Hoài Minh nói, đừng nhắc đến hắn với tôi. Lưu Diễm Hồng phát giác tình tự của Tống Hoài Minh có chút không đúng, liền hỏi nhỏ, xảy ra chuyện gì vậy? Có thể nói cho tôi nghe thử không? Tống Hoài Minh nghĩ một chút rồi mở ngăn kéo, lấy ra một phong bì cho Lưu Diễm Hồng, có người gửi cho tôi. Lưu Diễm Hồng xem bức ảnh trong phong bì. Tống Hoài Minh nói, cô gái ở trong ảnh là Thời Duy, cháu gái của Bí Thư Kiều. Lưu Diễm Hồng cuối cùng cũng hiểu Tống Hoài Minh vì sao lại không vui với Trương Dương, tính phong lưu của Trương Dương cô ta cũng đã nghe nói tới từ lâu rồi, có điều một mực không có chứng cứ xác thực, nhìn thấy bức ảnh này Lưu Diễm Hồng cũng không khỏi nhíu mày, cô ta nói khẽ tôi không biết những bức ảnh này có thể chứng minh điều gì, có điều người gửi những bức ảnh này cho anh nhất định là có lòng bất chính. Tống Hoài Minh nói, rồi chỉ bâu chứng thủng, nếu như thằng ôn này giữ mình tốt, cũng không bị người khác nắm được thóp. Lưu Diễm Hồng nói, bạn học à, nói một câu công bằng nhé, Trương Dương và Yên Nhiên vẫn chưa kết hôn, hai người đều có tự do lựa chọn lại. Tống Hoài Minh tức giận nói, tôi mặc kệ hắn chọn ai, nhưng hắn nếu dám khi phụ con gái tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Lưu Diễm Hồng không khỏi bật cười. Tống Hoài Minh có chút tức giận, nói cô cười cái gì? Vui mừng trước sự đau khổ của người khác à? Lưu Diễm Hồng nói, anh nhìn cái bộ dạng của mình kìa. Nào có bóng dáng của người đứng đầu một tỉnh, căn bản giống như là một người cha lấy việc công báo thù riêng. Tống Hoài Minh nói, tôi mà phải làm thế với hắn à? Lưu Diễm Hồng nói, căn cứ vào sự hiểu biết của tôi về Trương Dương, cậu thanh niên này rất khá, phương diện tình cảm có thể là có chút không nghiêm túc, có điều tôi có thể nhìn ra là hắn thực lòng với Yên Nhiên. Tống Hoài Minh nói, cô nói đỡ cho hắn đấy à, thực lòng ư? Thực lòng mà lại có thể nói yêu con gái tôi nhưng lại đi ôm ôm ấp ấp người khác à? Lưu Diễm Hồng nói, tình cảm quan của thanh niên hiện tại tôi không hiểu, cho nên tôi không có tư cách đánh giá, có điều chỉ bằng vào mấy bức ảnh này thì có thể chứng minh được gì chứ? Chuyện này giao cho tôi đi, dẫu sao thì gần đây tôi cũng phải tới Giang Thành xử lý việc của Tào Chính Dương, thuật tiện gõ cho thằng nhóc này một trận. Tống Hoài Minh đầy vẻ buồn bã nói, tôi và Yên Nhiên lại không nói chuyện được với nhau. Lưu Diễm Hồng nói, đừng phiền nữa, cũng có thể chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tống Hoài Minh gật đầu, y nhận lại ảnh mà Lưu Diễm Hồng đưa trả, nói khẽ, Bí Thư Tằng sắp về hưu rồi, cô phải biểu hiện tích cực một chút. Lưu Diễm Hồng nói, yên tâm đi, tôi biết mình nên làm gì mà. Vụ án tham ô của Tào Chính Dương giúp Trương Dương buông bỏ được tâm sự, chuyện này đã gây chấn động cả nhà máy móc công trình, các công nhân ít nhiều nghe được chút phong thanh, bọn họ cho rằng sự thiện lương của mình bị lừa gạt. Trên biểu hiện thì Tào Chính Dương là nghĩ cho họ, nhưng sau lưng thì lại làm ra chuyện tổn công phí tư, rút lõi của công để nuôi béo mình. Các công nhân cực kỳ phản cảm đối với hành vi tham ô, chính bởi vì vậy, sự chuyển biến của họ cũng cực lớn, từ đồng tình với Tào Chính Dương. Từ muốn đòi lại công đạo cho Tào Chính Dương biến thành khinh bỉ y, phỉ nhổ y. Tang lễ của Tào Chính Dương, phía nhà máy móc công trình Giang Thành chỉ có mấy lãnh đạo nhà máy tới, cực kỳ vắng vẻ. Trái lại quản đốc Hứa Chấn Đường vừa thượng nhiệm. Bởi vì biểu hiện anh dũng của gã ở trước cửa chính phủ thành phố, dùng máu tươi của mình để chinh phục công nhân nhà máy, trải qua nỗ lực của Hứa Chấn Đường, cuối cùng cũng đạt thành hiệp nghị liên hợp nhập trú hạng mục sân bay mới của Giang Thành với nhà máy móc công trình Lam Sơn. Chuyện này là một sự cổ vũ lớn đối với các công nhân, cũng chứng minh được năng lực của Hứa Chấn Đường, các công nhân bằng đầu sản sinh ra kỳ vọng lớn hơn đối với vị tân quản đốc này. Công tác của Hứa Chấn Đường vì thế cũng biến thành thuận lợi hơn nhiều. Khi đợt máy móc đầu tiên của nhà máy móc công trình Giang Thành được đưa vào công trường sân bay mới, quản đốc Hứa Chấn Đường tự mình theo vào. Trương Dương đang đứng trên khoảng trống của công trường, nhìn các công nhân dựng lên một biển quảng cáo hình tam giác to tướng. Đây là kiến nghị của Thường Lăng Phong, xây dựng sân bay mới không thể nào hoàn thành trong thời gian ngắn, cho nên bọn họ tận hết khả năng sử dụng tư nguyên, ở bên cạnh đường quốc lộ, ở trên công trường xây dựng sân bay mới, tổng cộng dựng lên 12 tấm biển quảng cáo to đùng. Loại biểu quảng cáo lập thể này công khai chiêu thương ra ngoài,
án chiếu theo tiền thuê 15 vạn một năm cho một tấm biển, chỉ chỗ biển quảng cáo này thôi mỗi năm cũng đem lại thu nhập 1 triệu 800.000 nhân dân tệ cho họ rồi. Hứa Chấn Đường đứng sau Trương Dương gọi, thị trưởng Trương. Trương Dương quay người lại nhìn, sau đó ánh mắt lại hướng sang từng chiếc xe đào móc màu vàng ở trên đường, mỉm cười, nói, tự mình tới áp trận đưa hàng à. Hứa Chấn Đường cười nói, bởi vì là lần đầu tiên tới đây, cho nên tôi phải áp trận, như vậy mới có thể tỏ rõ được sự ủng hộ của nhà máy máy móc công trình chúng tôi đối với việc xây dựng sân bay mới. Gã đi tới đứng cạnh Trương Dương, ngẩng đầu lên nhìn tấm biển quảng cáo lập thể to đùng, thị trưởng Trương, những tấm biển quảng cáo này đã cho thuê chưa? Trương Dương nói, một nửa đã cho thuê rồi, còn lại 6 chiếc. Hứa Chấn Đường nói, tiền thuê là bao nhiêu? Trương Dương nói, mỗi năm 15 vạn. Hứa Chấn Đường mắt sáng rực lên, lập tức nói, 6 chiếc còn lại tôi muốn thuê cả. Trương Dương có chút kinh ngạc nhìn Hứa Chấn Đường, các anh là xí nghiệp bản địa, cần gì phải quảng cáo ở bản địa. Trong mắt hắn độ nổi danh của nhà máy máy móc công trình ở bản địa đã đủ rồi, không cần phải quảng cáo nữa. Hứa Chấn Đường nói, những tấm biển quảng cáo này vừa rồi tôi từ đường quốc lộ đã nhìn thấy, rất là bắt mắt, lúc lượng xe ở bên ngoài đi qua đây đều có thể nhìn thấy. Chúng tôi phải xây dựng hình tượng của nhà máy máy móc công trình Giang Thành, mỗi năm 90 vạn, chúng tôi trả được. Trương Dương cười ha ha, nói anh đúng là có bá lực hơn Tào Chính Dương, đổi lại là y, nhất định không nỡ bỏ chỗ tiền đó ra để quảng cáo đâu. Hứa Chấn Đường nói, có đầu tư thì mới có hồi báo. Kỳ thực cái mà gã muốn không chỉ là hiệu ứng quảng cáo, tại phương diện tranh thầu công trình cơ giới bọn họ đã mất đi một thành, nhà máy máy móc công trình Lam Sơn chiếm một nửa lớn phân ngạch. Thân là xí nghiệp địa phương, tuy sau cùng thông qua chính phủ vẫn xin được một chén canh, nhưng dẫu sao thì trên phong đầu đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Mục đích Hứa Chấn Đường muốn những tấm biển quảng cáo này chính là để dương danh, hy vọng tất cả những người tới sân bay mới Giang Thành trước tiên đều nhìn thấy biển quảng cáo của họ. Đây là để xây dựng hình tượng xí nghiệp, cũng là để tuyên bố với tất cả mọi người rằng nhà máy máy móc công trình Giang Thành toàn diện tham gia xây dựng sân bay mới. Trương Dương gật đầu đầy đồng cảm. Hắn hỏi, chuyện của Tào Chính Dương đã giải quyết xong chưa? Hứa Chấn Đường nói, đã hạ táng rồi, bởi vì chuyện của ông ta mà tình tự của công nhân đều có chút gợn sóng, tôi đang nỗ lực tiêu trừ ảnh hưởng bất lợi. Trương Dương cười nói, người Trung Quốc chúng ta giỏi nhất chính là bệnh hay quên, đợi một đoạn thời gian nữa là ai cũng sẽ quên chuyện này thôi. Hứa Chấn Đường nói, không phải là bởi vì dễ quên mà là người dân Trung Quốc chúng ta quá lương thiện, chỉ nhớ chỗ tốt của người khác. Còn chuyện xấu của người khác thì không để trong lòng, nếu không thì làm sao có tử lấy đức báo oán. Trương Dương nói, tôi thì cảm thấy trên thế giới này lấy oán trả ơn thì nhiều mà lấy đức báo oán thì ít. Hứa Chấn Đường không khỏi bật cười, thị trưởng Trương quá bi thương rồi, tôi lại cảm thấy trên thế giới này có rất nhiều người tốt. Trương Dương chỉ vào bộ chỉ huy ở đằng xa, đi, quay về rồi nói chuyện. Bộ chỉ huy cách nơi này không xa, Trương Dương đi chút là tới. Hứa Chấn Đường theo hắn cùng quay lại bộ chỉ huy. Vừa tiến vào cửa lớn của bộ chỉ huy thì thấy Phó trưởng Trinh vội vàng chạy ra, mặt đầy vẻ hoảng hốt nói, thị trưởng Trương, không ổn rồi, tiến sĩ Quy và phía tập đoàn xây dựng Bình Trung lại cãi nhau rồi. Trương Dương vừa nghe thấy vậy lại có chút khẩn trương, Quy Điền Hạo Nhị hai người trước bị công nhân xây dựng của công ty Bình Trung đánh cho một trận, lần này lại bị người ta đánh nữa à, hắn chẳng buồn giải thích cho Hứa Chấn Đường. Chạy ra sân lấy xe pick-up lái thẳng về phía công trường xây dựng của tập đoàn xây dựng Bình Trung. Quy Điền Hạo Nhị lần này không gặp phải sự tấn công tập thể của công nhân tập đoàn xây dựng Bình Trung, nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn là y không hài lòng với công nghệ thi công của tập đoàn xây dựng Bình Trung, ở hiện trường giải đường tồn tại sự khác biệt, phía tập đoàn xây dựng Bình Trung là án chiếu theo hợp đồng mà làm việc, nên đường án chiếu nghiêm cách theo hợp đồng mà xây sửa, nhưng Quy Điền Hạo Nhị lại yêu cầu bọn họ phải cục bộ cải biến công nghệ. Độ dày của nền đường trên đoạn đường cục bộ và số lượng cốt sắt chôn đều phải gia tăng. Con đường đã xây được hơn 100 mét rồi cũng phải xây lại toàn bộ. Một khi như vậy giá thành xây dựng của phía tập đoàn xây dựng Bình Trung sẽ bị gia tăng. Giám đốc hạng mục Lý Đông Hải phụ trách công trường kho để hàng của sân bay mới cho rằng người Nhật Bản này là cố ý làm khó họ, kiên trì án chiếu theo hợp đồng mà làm việc. Quy Điền Hạo Nhị yêu cầu bọn họ phải thay đổi công nghệ thi công, nếu không sẽ bắt họ đình công. Song phương vì thế mà sản sinh tranh chấp. Trương Dương tới thấy chưa có đánh nhau, trước tiên là thở phào một hơi, sau đó thì nói với Quy Điền Hạo Nhị và Lý Đông Hải đang gườm gườm nhìn nhau, nói có chuyện gì thì về văn phòng mà bàn, đứng ở bên ngoài làm cái gì. Ảnh hưởng hưng sư động chúng cũng không tốt đâu.
Lý Nông Hải nói, tập đoàn xây dựng Bình Trung chúng tôi đã làm rất nhiều công trình của quốc nội rồi, dám công khó hầu hạ như vậy chúng tôi lần đầu tiên nhìn thấy đấy, chúng tôi đều án chiếu theo điều lệ thi công đã định trước, không có bất kỳ chỗ nào làm trái hợp đồng, anh dựa vào gì mà tùy ý bảo chúng tôi thay đổi công nghệ. Quy Điền Hạo Nhị nói, chất đất khác nhau, tầng đất của khu vực này phức tạp, mà tầng đất khác nhau thì phải dùng công nghệ khác nhau, hợp đồng là hợp đồng, thi công cụ thể vẫn phải căn cứ theo tình huống thực tế. Lý Nông Hải nói, anh căn bản là lấy việc công báo thù riêng mà, cố ý làm khó công ty chúng tôi, đội xây dựng vào đây nhiều như vậy, sao không thấy anh bảo những người khác làm lại. Quy Điền Hạo Nhị nói, tôi chỉ lấy chuyện luận chuyện, không làm khó bất kỳ ai cả. Tính nguyên tắc của y rất mạnh, không lui dù chỉ một bước. Trương Dương nói, quản lý Lý, lúc trước chúng ta đã câu thông rồi, khi song phương có ý kiến bất đồng thì phải tôn trọng ý kiến của chúng tôi. Lý Nông Hải nói, các anh nếu nói có lý thì chúng tôi sẽ nghe, nhưng yêu vô lý thì chúng tôi không thể nghe theo được. Gã chỉ vào đoạn đường 100 mét ở phía trước, nói con đường này không phải là đường băng máy bay, là đường cho xe chạy, chúng tôi nghiêm cách án chiếu theo quy định của các anh mà xây, không có bất kỳ chỗ nào không hợp cách, người Nhật Bản này cứ đờ bắt chúng tôi phải đập toàn bộ đường đi làm lại, căn bản là không có bất kỳ đạo lý nào cả. Quy Điền Hạo Nhị nói, tôi đã nhấn mạnh với anh rồi, tầng đất khác nhau. Con đường như vậy, nếu lát ở chỗ chúng ta đang đứng thì không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng tầng đất ở bên đó tương đối mềm, nếu như dùng công nghệ đồng dạng thì sẽ có vấn đề, cần phải xây lại. Lý Đông Hải tức giận nói, anh đã biết thì vì sao không nhắc sớm. Cứ đợi chúng tôi xây xong rồi mới đề xuất vấn đề này, căn bản là muốn làm khó chúng tôi mà. Quy Điền nói, đây là sai sót của tôi phụ trách giám sát chất lượng của cả công trường sân bay mới, mỗi một nơi tôi đều phải kiêm cố. Đợi khi tôi phát hiện ra vấn đề tầng đất thì các anh đã lát xong rồi. Trương Dương không hiểu gì về chuyện của phương diện công nghệ, nói chung Quy Điền Hạo Nhị đã nói có vấn đề thì nhất định có vấn đề. Hắn nói với Lý Đông Hải, quyết định vậy đi, làm lại, hiện tại làm lại so với sau này làm xong hết lại phải làm lại thì tốt hơn nhiều. Lý Đông Hải còn chưa lên tiếng thì công nhân xây dựng ở xung quanh đều nhao nhao lên, không làm, tên quỷ Nhật Bản này chính là cố ý chơi chúng tôi, vì sao phải thế chứ? Làm gì vấn đề về chất lượng, có kiểu hành người ta như vậy à? Lý Đông Hải nói với Trương Dương, thị trưởng Trương, tôi cảm thấy các anh có thành kiến đối với tập đoàn xây dựng Bình Trung chúng tôi. Trương Dương nhíu mày, nói quản lý Lý, câu này của anh không đúng rồi, chúng tôi làm việc trước giờ luôn cố gắng công bằng, đối xử bất đối nhân, hai từ thành kiến này từ đâu mà có vậy? Lý Đông Hải nói, tôi không rõ, lưu trình công nghệ giống nhau, chất lượng thi công như nhau. Công ty xây dựng khác thì có thể qua cửa, tới chỗ chúng tôi thì lại bắt làm lại. Tôi làm nghề xây dựng này nhiều năm rồi, có phải là cố ý làm khó hay không thì tôi biết rất rõ. Trương Dương nói, các anh là phía thi công, nên thỏa mãn yêu cầu của chúng tôi một cách vô điều kiện. Lý Đông Hải nói, tổn thất vì làm lại và giá thành tăng thêm thì nói sao đây? Quy Điền Hạo Nhị nói, căn cứ theo hợp đồng, chất lượng công trình của các anh không đạt được yêu cầu của chúng tôi thì giá thành tăng thêm nên do bản thân các anh phụ trách. Lý Đông Hải nói, xin lỗi, tôi không làm chủ được, những chuyện này cần thỉnh ý của lãnh đạo cấp trên. Trương Dương trước giờ luôn không thích tập đoàn xây dựng Bình Trung, hiện tại nghe thấy Lý Đông Hải nói vậy, không khỏi có chút tức giận, nói, tôi nói này, các anh sao mà lắm chuyện thế. Hào xưng là long đầu của ngành xây dựng Bình Hải, nhưng tôi thấy cũng chẳng ra làm sao cả, có thể làm được thì làm, không thể làm được thì biến, nói lắm lời quá. Nói xong Trương Dương quay người bỏ đi. Lý Đông Hải tức đến nỗi mặt trắng bệch, những lời này của Trương Dương không chỉ là sự vũ nhục đối với gã mà còn là sự vũ nhục đối với cả tập đoàn xây dựng Bình Trung. Lý Đông Hải chỉ là quản lý hạng mục, rất nhiều chuyện gã không thể làm chủ được. Sau khi Trương Dương đi, gã lập tức liên hệ với lão tổng Ngô Trung Nguyên. Ngô Trung Nguyên nghe nói còn chưa được mấy ngày lại phát sinh mâu thuẫn, cũng không khỏi có chút bực bội. Lý Đông Hải nói, Ngô Tổng, lần này thì không thể làm được. Chúng ta đều án chiếu theo tiêu chuẩn mà thi công, nhưng tên Nhật Bản đó 5 lần 7 lượt đòi kiểm tra, 100 mét đường vừa làm xong mà lại bảo chúng ta đập đi làm lại hết, họ còn nói là bắt chúng ta phải chịu hết tổn thất, căn bản là đang làm khó chúng ta. Ngô Tổng, tôi không có bản sự đó, ông tìm người cao minh hơn đi. Ngô Trung Nguyên hỏi rõ căn nguyên của chuyện này, sau khi tắt máy liền gọi em rể Phùng Khắc Dũng đến. Phùng Khắc Dũng nghe thấy công trường sân bay mới Giang Thành lại xảy ra chuyện thì không khỏi cười lạnh. Nói, anh nhìn thấy chưa, em sớm đã nói rồi, Trương Dương không phải là hạng tốt lành gì, hắn rất chi là tham, thuê một tên quỷ Nhật Bản tới làm giám công,
mục đích chính là để bắt lỗi. Vì sao 5 lần 7 lượt làm khó tập đoàn xây dựng Bình Trung chúng ta? Chẳng phải là vì chúng ta không đút lót hắn ư, anh rể, không thể khách khí với loại người này được. Ngô Trung Nguyên nói, chất lượng công trình của tập đoàn xây dựng Bình Trung chúng ta trước giờ đều được công nhận, lần này vì sao tới Giang Thành lại gặp phải nhiều vấn đề như vậy? Quản lý vẫn là mô thức quản lý cũ, công nhân vẫn là đám công nhân xây dựng trước dây, theo lý mà nói thì không thể xảy ra nhiều vấn đề như vậy. Phùng Khắc Dũng nói, còn phải hỏi nữa à? Người ta là muốn bới lông tìm vết chúng ta. Ngô Trung Nguyên nói, hiện tại gọi thầu đều là một số hạng mục bên ngoài, bãi đậu máy bay và tòa nhà cho khách đợi máy bay còn chưa gọi thầu, tôi sở dĩ hy sinh lợi nhuận tiếp nhận hạng mục kho để hàng chính là để chuẩn bị cho những cuộc gọi thầu sau, nhưng hiện tại lại có chút phản tác dụng rồi. Phùng Khắc Dũng nói, anh rể, anh còn chưa tiếp xúc với tên Trương Dương này, em chưa gặp ai ngông nghênh như hắn, chỉ vào mũi em bảo em cút ra khỏi công trường, còn nói là muốn để cảnh sát lôi em đi. Nếu không thì sẽ đuổi cả tập đoàn xây dựng Bình Trung chúng ta ra khỏi công trường, em sau này nếu có cơ hội thì tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Ngô Trung Nguyên nghĩ một chút rồi cầm điện thoại lên gọi vào số của Lý Đông Hải, nói khẽ, đình công tất cả đợi tôi tới Giang Thành đã rồi tính tiếp. Triệu Dương Lâm có chút bất lực vì chuyện của tập đoàn xây dựng Bình Trung, y cũng không hiểu vấn đề thi công cụ thể, nhưng thân là người bàng quan mà nói, từ bề ngoài có thể thấy con đường đó không có bất kỳ vấn đề gì. Y tìm Trương Dương, nói, Trương Dương, cậu có cảm thấy là chúng ta hình như hơi hà khắc với tập đoàn xây dựng Bình Trung một chút không? Trương Dương nói, không cảm thấy vậy, công trình không phù hợp với yêu cầu chất lượng của chúng ta, bảo họ làm lại cũng là hết sức bình thường. Triệu Dương Lâm nói, lúc con đường đó đang xây tôi cũng xem rồi, hình như là không có vấn đề gì. Trương Dương nói, chúng ta đều không hiểu lưu trình công nghệ cụ thể, phương diện này tiến sĩ Quy là chuyên gia. Triệu Dương Lâm nói, nhưng y dẫu sao cũng là người Nhật Bản, lần trước lại bị công nhân tập đoàn xây dựng Bình Trung vây đánh, chẳng lẽ trong lòng y lại không ghi hận chút nào ư? Trương Dương hiểu ý của Triệu Dương Lâm, mỉm cười nói, tiến sĩ Quy không đến nỗi nhỏ nhen vậy đâu. Triệu Dương Lâm nói, anh đừng có nhìn y một cách hoàn mỹ như vậy, nếu y thật sự bởi vì chuyện lần trước mà cố ý làm khó tập đoàn xây dựng Bình Trung, vậy thì chúng ta đứng ở bên y phải chăng là có chút mù quáng? Trương Dương nói, đám người của tập đoàn xây dựng Bình Trung tự cho mình là lão đại của ngành xây dựng Bình Hải, nhưng tới công trường của chúng ta rồi thì cũng phải án chiếu theo quy củ và yêu cầu của chúng ta mà hành sự. Triệu Dương Lâm nói, mọi người là hợp tác với nhau, không phải là kẻ thù, cứ làm tiếp như vậy thì quan hệ sẽ càng lúc càng găng, bất lợi cho tiến độ xây dựng. Trương Dương nói về chuyện hôm nay đi, bảo họ làm lại con đường đó mà họ lại chơi trò đình công, thế có nghĩa là sao? Vì sao đội công trình khác đều không có nhiều chuyện như vậy, tập đoàn xây dựng Bình Trung phải chăng là không có năng lực bằng người khác? Triệu Dương Lâm nói, tập đoàn xây dựng Bình Trung có thể làm tới thành tích như ngày hôm nay, có liên quan trực tiếp tới chất lượng công trình ưu tú của họ, tôi thấy hay là song phương thiếu sự câu thông, có thời gian thì câu thông một chút đi. Trương Dương nói, bọn họ còn dám chơi trò bãi công thì tôi sẽ đuổi cả tập đoàn xây dựng Bình Trung ra khỏi đây, không phối hợp thì đừng chiếm chỗ. Công ty muốn tham gia xây dựng sân bay mới có nhiều lắm. Triệu Dương Lâm nói, đừng làm vậy, chuyện này để tôi câu thông với phía tập đoàn xây dựng Bình Trung thêm đã, công trình sân bay mới của chúng ta đã xảy ra không ít chuyện gì, ngần vạn lần đừng làm loạn thêm nữa, tính lý cấp cho chúng ta nhiều tiền như vậy, chính là muốn chúng ta thuận lợi xây xong sân bay mới, nếu như sự tình không ngừng xảy ra, không những lãnh đạo thành phố tức giận mà tỉnh lý khẳng định cũng sẽ không cao hứng đâu. Trương Dương nói, vậy được. Chuyện này xin nhờ cả vào chủ nhiệm Triệu. Triệu Dương Lâm nói, lão tổng của tập đoàn xây dựng Bình Trung Ngô Trung Nguyên ngày mai sẽ tới Giang Thành, hay là tôi an bài cho hai người gặp mặt. Trương Dương gật đầu, nói, được, mọi người ngồi xuống nói chuyện, tranh thủ để đạt được sự thấu hiểu, tôi cũng không muốn làm ảnh hưởng tới tiến độ của công trình. Từ câu này hắn đã nghe ra giữa Triệu Dương Lâm và Ngô Trung Nguyên đã có liên hệ từ trước, gần đây hắn và Triệu Dương Lâm hợp tác rất vui vẻ, cho nên vẫn phải nể mặt y. Triệu Dương Lâm nói, chỗ Quy Điền cũng không thể quá tín nhiệm, y dẫu sao cũng là người Nhật Bản, Trung Quốc chúng ta có quốc tình Trung Quốc, phương thức xử sự của y và phương pháp làm việc của chúng ta khác nhau, muốn câu thông vẫn có chút khó khăn. Trương Dương nói, tôi sẽ chú ý. Ngô Trung Nguyên cực kỳ coi trọng hạng mục sân bay mới Giang Thành, tập đoàn xây dựng Bình Trung là tranh thầu hạng mục kho hàng của sân bay mới, y tuy không tự mình tới Giang Thành, nhưng sau lưng cũng đã làm không ít động tác. Thói quen của Ngô Trung Nguyên thích đứng ở sau màn,
nhưng y không ngờ rằng sau khi công trình chính thức triển khai lại gặp phải nhiều phiền phức như vậy, điều này đã thúc đẩy Ngô Trung Nguyên quyết định tự mình tới Giang Thành một chuyến. Ngô Trung Nguyên trở thành lão tổng của tập đoàn xây dựng Bình Trung không phải là nhờ có anh hai của y, Ngô Trung Lương, trong mắt người ngoài, y có một anh hai là thính trưởng thính xây dựng tỉnh Bình Hải, còn có một đại ca là phó bộ trưởng bộ giám sát quốc gia, chỉ những quan hệ này thôi đã giúp y được lợi không ít rồi. Nhưng Ngô Trung Nguyên có thể có được vị trí ngày hôm nay, thực sự là dựa vào năng lực cá nhân mà làm ra. Y giao du rất rộng, nếu nói theo kiểu thời cổ thì là trên tới tận vương công quý tộc, dưới thì tới phiếu phu tiểu tốt, Ngô Trung Nguyên làm sinh ý căn bản chính là kinh thương như làm người, chỉ có kinh doanh tốt quan hệ nhân tế mình thì mới có thể khiến cho mạng lưới quan hệ của mình càng lúc càng rộng. Ngô Trung Nguyên là một người thích dựa vào kinh nghiệm mà làm việc, y hiểu bối cảnh của Trương Dương, biết rằng người trẻ tuổi này có thể đứng vững được ở Bình Hải thì nhất định có năng lực, đối phó với người trong quan trường, Ngô Trung Nguyên cho rằng tốt nhất vẫn là lấy trên ép dưới, muốn để hắn đối tốt với tập đoàn xây dựng Bình Trung hơn một chút thì phải khiến hắn biết được năng lực của mình. Cho nên Ngô Trung Nguyên không tới Giang Thành một mình, y còn mời một người bạn, Kiều Bằng Cử, con trai của bí thư tỉnh ý Kiều Trấn Lương. Kiều Bằng Cử không biết khúc mắc giữa Ngô Trung Nguyên và Trương Dương, hắn từ lâu đã muốn tới Giang Thành thăm em gái, đồng thời gã cũng muốn xem sân bay mới Giang Thành, từ việc tỉnh lý cấp cho Giang Thành 500 triệu, Kiều Bằng Cử đã có ý muốn đầu tư ở Giang Thành. Đây không phải là vì gã tham, Kiều Bằng Cử thủy chung tin thờ một nguyên tắc, vĩnh viễn không rót hết tiền vào cùng một chỗ. Cảng nước sâu Nam Tích gã muốn đầu tư, nhưng sân bay mới Giang Thành là công trình mà Bình Hải trọng điểm ủng hộ, trong mắt gã hạng mục này ổn thỏa hơn một chút. Tối hôm đó Ngô Trung Nguyên tới Tân Đế Hào mời một số quan viên, thị trưởng Tả Viên Chiêu, chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân Triệu Dương Lâm, thị trưởng Phong Trạch Tôn Đông Cường đều trong số những người mà y mời, đương nhiên Trương Dương cũng là khách nhân mà phải mời. Mục đích của Ngô Trung Nguyên rất rõ ràng, y muốn hiển lộ thực lực của mình cho Trương Dương biết, y tùy bán tính bán nghi những lời của Phùng Khắc Dũng, nhưng dẫu sao cũng vẫn tin mấy phần, đặc biệt là trên sinh ý, đối phương lợi dụng các loại danh mục làm khó phía mình. Không gì ngoài muốn thông qua loại phương thức này để kiếm chút lợi ích, yến hội tối nay của Ngô Trung Nguyên vốn là muốn để biểu lộ thực lực với Trương Dương, y muốn Trương Dương biết rằng, ta không những quen với công tử của bí thư tỉnh ủy mà còn có thể mời hết tất cả thượng thi của ngươi tới. Ngươi muốn gõ ta rõ ràng là không sáng suốt, bằng vào kinh nghiệm mà làm việc có thể giải quyết được đa số vấn đề, nhưng kinh nghiệm cũng sẽ khiến người ta phạm sai lầm. Động cơ của Ngô Trung Nguyên tối nay quá rõ ràng, khiến người ta nhìn cái là biết. Trước khi Trương Dương tới cũng không ngờ tối nay lại có tràng diện lớn như vậy. Lúc Triệu Dương Lâm mời hắn tới chỉ nói là tối nay trừ Ngô Trung Nguyên ra còn có Tôn Đông Cường, con rể mình. Nhưng Trương Dương tới Tân Đế Hào rồi mới phát hiện, không những thị trưởng thành phố Phong Trạch tới mà ngay cả thị trưởng Giang Thành Tả Viên Chiêu cũng tới. Không những là vậy, Ngô Trung Nguyên còn mời cả Kiều Bằng Cử. Trương Dương lập tức hiểu rằng, Ngô Trung Nguyên gọi mình tới ăn cơm không phải là thật lòng muốn câu thông với mình. Người ta là muốn thông qua cơ hội lần này để thể hiện thực lực với mình, thông qua loại phương minh nguy thức này để khiến Trương Dương biết được sự lợi hại của y. Ngô Trung Nguyên tự cho rằng mình rất hiểu đạo kinh thương, nhưng y lại không hiểu Trương Dương, cho nên mới khiến Ngô Trung Nguyên ngay từ lúc ban đầu đã bước lầm đường. Thấy Trương Dương tới, Tả Viên Chiêu không khỏi cười nói, Trương Dương, sao cậu tới muộn thế, tất cả mọi người chỉ còn đợi một mình cậu thôi. Trương Đại Quan Nhân nhìn thấy tràng diện ở trước mặt thì không khỏi ngây ra. Hắn nếu biết Tả Viên Chiêu và Kiều Bằng Cử cũng tới thì nói sao cũng sẽ đến sớm một chút. Đầu óc Trương Đại Quan Nhân xoay chuyển rất nhanh, lập tức hiểu mục đích Ngô Trung Nguyên mở tiệc tối nay. Hắn cười nói, công trường sân bay mới nhiều việc qua, tôi phải xử lý xong mới tới được. Ở đường vòng tròn 3 không ngờ còn gặp tắc đường, cho nên mới tới muộn, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Kiều Bằng Cử cười nói, Trương Dương, tôi đang định gọi điện thoại cho cậu đó. Trương Dương cười ha ha bước tới nhiệt tình bắt tay với Kiều Bằng Cử, Kiều Tổng tới sao không báo trước một tiếng, để tôi có chuẩn bị. Kiều Bằng Cử nói, cậu ngày bận trăm công nghìn việc, tôi nào dám làm chậm trễ chính sự của cậu. Gã giới thiệu Ngô Trung Nguyên ở bên cạnh với Trương Dương, giới thiệu cho cậu một chút, vị này là Lão Tổng Ngô Trung Nguyên tiên sinh của tập đoàn xây dựng Bình Trung chúng tôi. Ngô Trung Nguyên năm nay 42 tuổi, tuổi tuy chưa già nhưng tóc đã hoa râm, thân hình trung đẳng, hơi có chút phát tướng. Mỉm cười bắt tay với Trương Dương, tôi cửu ngưỡng đại danh của thị trưởng Trương đã lâu, một mực không có cơ hội làm quen, hôm nay gặp mặt, chúng ta phải uống mấy chén. Trương Dương gật đầu, hắn lại chào hỏi hai cha con Triệu Dương Lâm, Tôn Đông Cường. Trương Dương bước tới ngồi ở tịch khẩu, cái này cũng khó tránh,
tối nay người có mặt đều có thân phận không tầm thường, từ phương diện chủ khách mà nói thì Trương Dương là chủ, Ngô Trung Nguyên và Kiều Bằng Cử là khách, từ thân phận mà nói, Tả Viên Chiêu, Triệu Dương Lâm là cán bộ cấp cao, còn Tôn Đông Cường, người ta cũng là thượng ti trên đầu của Trương Dương. Cho nên Trương Dương ngồi ở tịch khẩu cũng là điều đương nhiên, trong lòng cũng không có ý kiến gì. Sau khi thức ăn được mang lên, Ngô Trung Nguyên nâng chén, nói tôi hôm nay mời mọi người tới, chính là muốn kết giao bằng hữu, tăng thêm cảm tình, không có ý gì khác, cho nên tối nay chúng ta chỉ nói tình cảm, không bàn sinh ý. Tả Viên Chiêu cười nói, câu này của Ngô Tổng nói rất hay, không bàn sinh ý chỉ bàn tình cảm, mọi người cạn một chén nào. Trương Dương hiểu rằng loại tràng diện ngày hôm nay không tới lượt mình lên tiếng, hắn cạn chén với mọi người. Ngô Trung Nguyên nói, tôi và thị trưởng Trương lần đầu tiên gặp mặt nhau, có điều tôi và thị trưởng Tả, chủ nhiệm Triệu đều là người quen, có thể nói tôi sớm đã là bạn của nhân dân Giang Thành rồi. Tả Viên Chiêu cười nói, tôi nhớ lúc tôi còn ở Cục Tài chính, trụ sở của Cục tôi chính là tập đoàn xây dựng Bình Trung Xây. Ngô Trung Nguyên cười nói, tôi và thị trưởng Tả chính là quen nhau vào lúc đó, khi ấy tôi tới Giang Thành làm công trình tháp truyền hình, thuận tiện tranh thầu trụ sở Cục Tài chính, lúc đó ngài là Cục trưởng Cục Tài chính, vậy mà thoáng cái 5 năm sau, ngài đã thành thị trưởng thành phố Giang Thành, cho tới hiện tại Giang Thành còn có không ít công trình có tính đại biểu là do tập đoàn xây dựng Bình Trung chúng tôi xây đấy. Tả Viên Chiêu nói, mấy năm gần đây Ngô Tổng sao không tới Giang Thành? Ngô Trung Nguyên nói, tinh lực đều đặt ở phương Nam. So với Bình Hải của chúng ta, tốc độ phát triển của tỉnh thành phố phía Nam nhanh hơn nhiều, yêu cầu đối với xây dựng cũng tương đối nhiều, cho nên tôi tập trung tài chính, trọng điểm phát triển phương Nam. Triệu Dương Lâm nói, vậy vì sao lại nhắm vào hạng mục sân bay mới của Giang Thành chúng tôi? Ngô Trung Nguyên nói, hiện tại làm ăn khó lắm, nợ nần suốt, ngoài mặt thì phong quang, nhưng sau lưng thì toàn là nước mắt. Tả Viên Chiêu cười nói, anh đừng có than nghèo kể khổ nữa, chúng tôi có tìm anh vay tiền đâu. Câu này khiến cho tất cả mọi người đều cười. Ngô Trung Nguyên nói, những gì tôi nói đều là thực đó, trước đây muốn tới thành thị ven biển phía Nam phát triển, nhưng hiện tại mới phát hiện, cải cách mở cửa của Bình Hải lại không chậm một bước nào, tiền ở trước cửa nhà mình nói chung không thể để người khác lấy đi được, thế là tôi liền quay về. Triệu Dương Lâm cười nói là không bàn sinh ý, vòng một vòng lại về sinh ý rồi. Ngô Trung Nguyên cười ha hả, nói có câu nói chuyện ba câu không rời ngành chính. Đúng là không sai chút nào, anh thấy đó, bản thân tôi vi phạm quy định trước rồi, vậy được, tôi tự phạt mình một chén. Trương Dương rất cảnh giác, Ngô Trung Nguyên là người làm sinh ý điển hình, trước đây hắn đã từ trên người Hà Trường An và cha Tấn Bắc học được không ít thứ, biết rằng không thể đi lại quá gần với người làm sinh ý, những kẻ này thường thường đều đặt lợi ích của mình lên đầu, làm bất cứ chuyện gì cũng có mục đích. Kiều Bằng Cử chủ động bắt chuyện với Trương Dương, hạng mục sân bay mới làm khá đấy. Trương Dương nói một tiếng cảm ơn, cạn một chén với Kiều Bằng Cử. Kiều Bằng Cử nói, lúc ban đầu, tôi cho rằng tỉnh Lý sẽ trọng điểm nâng đỡ hạng mục cảng nước sâu Nam Tích, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn là hoa rơi ở Giang Thành. Ngô Trung Nguyên nói, tôi và Hà Tổng lúc trước từng bàn về chuyện này, cảm xúc lớn nhất của Hà Tổng chính là bí thư Kiều nhìn xa trông rộng, đa mưu túc trí. Hà Tổng trong miệng y là Hà Trường An, Ngô Trung Nguyên và Hà Trường An có chút giao tình. Kiều Bằng Cử cười nói, nếu bị cha tôi nghe thấy các ông ở sau lưng nói ông ấy như vậy, khẳng định sẽ tìm các ông tính sổ. Ngô Trung Nguyên cười nói, tôi không hề có ý gièm pha bí thư Kiều, những người chúng tôi đều rất bội phục bí thư Kiều, Minh Tu Sạn đạo ám độ Trần Thương, hấp dẫn đầu tư dân gian tới Nam Tích, còn chính phủ thì lại trọng điểm ủng hộ Giang Thành, diệu kế nhất cử lưỡng đắc như thế này, nếu không có nhãn quang hơn người thì không thể nào làm được. Tả Viên Chiêu và Triệu Dương Lâm đều gật đầu đầy đồng cảm. Tả Viên Chiêu nói, lúc tôi tới Đông Giang làm công tác tư tưởng với lãnh đạo tỉnh, muốn tranh thủ sự ủng hộ trọng điểm của tài chính tỉnh, Bí thư Kiều lúc gặp tôi căn bản không hề để lộ ra chút ẩn ý nào, tôi cũng cho rằng lần này hạng mục sân bay mới Giang Thành trên cơ bản không thể nào có được sự ủng hộ về tài chính của tỉnh, ai ngờ sau cùng lại là liễu ám hoa minh, Bí thư Kiều đúng là khiến người ta bội phục. Trương Dương mỉm cười nhìn đám người này, ở trước mặt Kiều Bằng Cử, đám người này không ngừng ca công tụng đức Kiều Trấn Lương. Nhưng ai biết được suy nghĩ thật trong lòng họ là gì? Người trên thế giới này đều thích ngụy trang cho mình, người trong thương trường và quan trường càng như vậy. Tôn Đông Cường rất ít nói, dẫu sao trong trường hợp này, gã là hạng tiểu bối, bố vợ ở đây, thị trưởng cũng ở đây, tất nhiên là không có chỗ cho gã lên tiếng. Thường thường đều là người ta chủ động tìm tới gã thì gã mới đáp vài ba câu.
Ngô Trung Nguyên nói, trước đây tôi chỉ nghe trên tin tức nói rằng cán bộ phải trẻ tuổi hóa, hôm nay nhìn thấy hai vị thị trưởng Trương và thị trưởng Tôn mới biết, chính sách cán bộ của quốc gia ta quả nhiên không phải là chỉ là nói suông. Hai vị đều trẻ tuổi có tài, sau này tiền đồ tất nhiên là không thể hạn lượng. Triệu Dương Lâm nghe thấy y khen con trai mình, trên mặt cũng tươi cười hớn hở, nói, người trẻ tuổi có sức sống có nhiệt huyết, nhưng dẫu sao kinh nghiệm công tác vẫn còn thiếu sót, vẫn còn phải ma luyện nhiều. Ngô Trung Nguyên nói, dưới sự lãnh đạo của thị trưởng Tả, Giang Thành phát triển rất nhanh, tôi lần này tới phát hiện Giang Thành đã hoàn toàn khác hẳn so với 5 năm trước. Tả Viên Chiêu cười cười, trong lòng thì ít nhiều có chút xấu hổ, dẫu sao thì mình cũng không phải là lãnh đạo số 1 Giang Thành. Câu này của Ngô Trung Nguyên có chút không thỏa đáng, Tả Viên Chiêu nói, Giang Thành vẫn không thể sánh bằng được các thành thị của Nam Bộ Bình Hải, có điều dưới sự nỗ lực của lãnh đạo, chênh lệch kinh tế của địa khu phía Nam và chúng tôi đang dần dần được rút ngắn, tôi tin rằng không lâu nữa chúng tôi sẽ có thể đuổi kịp bước chân phát triển của các thành thị phía Nam, thậm chí là vượt qua họ. Ngô Trung Nguyên nói, tôi rất có lòng tin đối với điều này, nếu không thì tập đoàn xây dựng Bình Trung chúng tôi cũng sẽ không lựa chọn tới Giang Thành để phát triển. Tôi tin rằng theo sự xây thành của sân bay mới Giang Thành, ưu thế của Giang Thành trong khu vực Bắc Bộ Bình Hải sẽ càng lúc càng rõ ràng, làm lộ ra được tác dụng quan trọng của các thành thị trung tâm. Tả Viên Chiêu nói, hạng mục sân bay mới Giang Thành là trọng trung chi trọng trong công tác mấy năm gần đây của chúng tôi, thị lý giao hạng mục sân bay mới cho chủ nhiệm Triệu và Tiểu Trương, mục đích chính là dùng già dẫn trẻ, ban đề này đã có kinh nghiệm của chủ nhiệm Triệu làm chỉ đạo, lại có sức sống và nhiệt huyết của Tiểu Trương để đương đầu với khó khăn. Từ hiện tại cho thấy, sự lựa chọn của tỉnh Lý là không lầm. Triệu Dương Lâm cười nói, tôi già rồi, người mang tới tác dụng chủ yếu trong xây dựng vẫn là Tiểu Trương. Trương Dương Khiêm Tốn nói, nếu không có ngài giúp tôi qua cửa, tôi sớm đã thất bại rồi, tôi là người chèo thuyền, còn ngài là người cầm lái, nếu như so sánh thì tác dụng của ngài vẫn quan trọng hơn. Triệu Dương Lâm tuy biết rõ là Trương Dương nói những lời nịnh hót, nhưng nghe vào tai rồi trong lòng cũng cực kỳ dễ chịu. Chương 459, tìm chết. Ngô Trung Nguyên cười nói, công trình sân bay mới của các anh rất nghiêm, tập đoàn xây dựng Bình Trung vào còn chưa được một tháng đã bắt chúng tôi phải làm lại mấy lần rồi. Y cuối cùng cũng nhắc tới chuyện này. Trương Dương cười nói, chất lượng công trình sân bay mới là được đặt lên hàng đầu, phương diện này chúng tôi giao hết cho tổng giám chất lượng được mời tới từ Nhật Bản phụ trách. Ngô Trung Nguyên nói, mời công trình sư Nhật Bản tới làm giám công chắc tốn không ít tiền. Trương Dương cười nói, mỗi tháng 20.000 đô, hiện tại cho thấy chỗ tiền này bỏ ra rất đáng. Ngô Trung Nguyên nâng chén nói, thị trưởng Trương, bất kỳ chuyện gì cũng cần có một quá trình ma hợp, chắc chắn rằng tập đoàn xây dựng Bình Trung chúng tôi ở rất nhiều phương diện còn có thiếu sót, hy vọng thị trưởng Trương phê bình nhắc nhở, chỉ có như vậy mới giúp cho tập đoàn xây dựng Bình Trung chúng tôi có thể phát triển lâu dài. Trương Dương chạm cốc với y, nghe ra những lời này của Ngô Trung Nguyên đầy vị đạo hư tình giả ý. Lúc tiệc tối kết thúc, Ngô Trung Nguyên tiễn bọn họ tới bãi đậu xe, Tả Viên Chiêu ở ngay trước mặt mọi người nói với Trương Dương, Tiểu Trương à, Ngô Tổng là bạn tương giao với tôi nhiều năm, sau này cậu phải chiếu cố anh ấy đó. Trương Dương gật đầu. Đám người lúc tạm biệt ở bãi đậu xe, Kiều Bằng Cử đi tới trước mặt Trương Dương, cười nói, tối nay còn có an bài gì không? Trương Dương biết gã vẫn chưa tận hứng, cười nói, đến Hoàng gia giả Nhật đi, tôi mời anh uống Mã Thiên. Kiều Bằng Cử mỉm cười gật đầu, vậy được, tôi theo cậu đi cảm thụ cuộc sống về đêm của Giang Thành một chút. Hắn theo Trương Dương lên xe pick-up. Trương Dương vừa lái xe ra khỏi Tân Đế Hào thì Ngô Trung Nguyên gọi điện thoại cho Kiều Bằng Cử. Kiều Bằng Cử cười nói, Ngô Tổng, thấy ông vừa rồi còn bận tiễn khách, chúng tôi đã đi trước rồi. Ngô Trung Nguyên nói, đừng đi vội, buổi tối còn có tiết mục mà. Kiều Bằng Cử nói, chúng tôi tới Hoàng gia giả Nhật. Ngô Trung Nguyên nói, tới Kim Toa đi. Nơi đó là bạn tôi mở, các anh tới đó trước, tôi lập tức sẽ tới ngay. Kiều Bằng Cử gác điện thoại, nói với Trương Dương, đổi địa điểm đi, chúng ta tới Kim Toa. Hộp đêm Kim Toa vừa khai nghiệp không lâu, nằm ở quảng trường thương nghiệp chùa Nam Lâm, nghe nói là người Hồng Kông đầu tư, bất kể là trang trí hay là đẳng cấp đều thuộc loại số 1 số 2 của Giang Thành. Trương Dương cũng có nghe nói tới, gần đây có không ít người mời hắn tới đó chơi. Nhưng bởi vì bận chuyện xây dựng sân bay mới cho nên Thủy Chung không đi được, hắn cười nói tôi không thân với Ngô Tổng lắm, hay là tôi không đến. Kiều Bằng Cử cười nói, có gì đâu, chỉ là một thương nhân thôi mà, chúng ta chơi của chúng ta, quan tâm tới y làm gì. Gã là nhân vật tinh minh, lập tức hiểu Trương Dương vì sao lại nói vậy, từ trong túi móc ra một điếu thuốc,
nói, an bài của Ngô Trung Nguyên tối nay quả thật là không ra gì, tôi cũng không biết là y bày long môn trận, đặc biệt để thể hiện thực lực ra với cậu. Trương Dương bật cười, nói chuyện với loại người thông minh như Kiều Bằng Cử đúng là sảng khoái. Trương Dương nói, tập đoàn xây dựng Bình Trung và chúng tôi hợp tác không được vui vẻ lắm, bởi vì vấn đề chất lượng công trình, Tổng giám Nhật Bản mà tôi mời tới có phát sinh không ít mâu thuẫn với nhân viên công tác của họ. Kiều Bằng Cử nói, Ngô Trung Nguyên này rất thông minh, có điều nhiều lúc lại là tự tác thông minh, tôi nếu biết hôm nay y muốn lợi dụng tôi để tạo áp lực cho cậu thì tôi sẽ không tới đâu. Trương Dương cười nói, y quả thực là có chút năng lực, không những có thể mời được anh mà còn mời cả Triệu Dương Lâm và Tả Viên Chiêu tới. Kiều Bằng Cử nói, có lẽ y cho rằng phương pháp tốt nhất để chứng tỏ thực lực của mình chính là thể hiện quan hệ xã hội của y. Trương Dương cười cười, nói, chắc cũng có chút tác dụng, tôi nói sao cũng phải nể mặt họ một chút. Kiều Bằng Cử nói, không cần phải nể mặt tôi, nên làm thế nào thì cứ làm thế nấy, tôi ghét nhất là bị người ta lợi dụng. Trương Dương nói, quan hệ giữa anh và Ngô Trung Nguyên tựa hồ như không tồi. Kiều Bằng Cử cười nói, là quan hệ của Ngô Trung Nguyên với tôi không tồi. Tôi nhìn rất thấu, mục đích mà những thương nhân này tiếp cận tôi chẳng phải là bởi vì nhằm vào cha tôi ư, tôi nếu cùng một ruột với họ thì càng khiến cho ông già nhà tôi thêm phiền, tiền thì tôi muốn kiếm, nhưng chuyện mạo hiểm thì tôi không thể làm được, cái mà tôi làm chính là đầu tư, lợi nhuận tuy kém một chút nhưng được cái ổn thỏa. Trương Dương thầm cảm thán, hai người con của Kiều Trấn Lương này đúng là thông minh tuyệt đỉnh, càng quan trọng hơn là, bất kể Kiều Mộng Viện hay là Kiều Bằng Cử, tính nguyên tắc của họ đều rất mạnh. Kiều Mộng Viện biểu hiện là làm việc cho mình, rất ít phát sinh quan hệ với người khác, còn Kiều Bằng Cử thì lại ở trong Thương Hải mà nhàn nhã có thừa, có chút vị đạo gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Trương Dương và Kiều Bằng Cử tới Kim Toa, thấy cảnh trong bãi đỗ xe chật kín xe, Trương Dương không khỏi sinh lòng cảm thán, thế giới này biến hóa thực sự là quá nhanh, Kim Toa khai nghiệp cũng chỉ mới được có một tháng, không ngờ sinh ý lại thịnh vượng tới mức này. Kiều Bằng Cử nói, Ngô Trung Nguyên cường lực quảng cáo với tôi về chỗ này. Cậu đã từng tới chưa? Trương Dương lắc đầu. Kiều Bằng Cử cười nói, ở trước mặt tôi đừng có bày ra cái bản mặt đạo sĩ, không gì có thể giấu được đâu. Trương Đại Quan Nhân cười khổ, nói thật sự là chưa mà, tôi gần đây suốt ngày ở công trường, căn bản không biết ở quảng trường chùa Nam Lâm mới mở một hộp đêm quy mô như thế này. Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào Kim Toa. Trương Dương và Kiều Bằng Cử bước vào đại sảnh, Kiều Bằng Cử nói tên của Ngô Trung Nguyên với nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ dẫn họ vào thang máy, lên thẳng tầng 6. Hộp đêm Kim Toa tổng cộng gồm 4 tầng, từ tầng 3 tới tầng 6, trang trí bên trong cực kỳ xa hoa, bước vào bên trong giống như là bước vào một khu vườn rực rỡ, khắp nơi đều là nữ lang yểu điệu xinh đẹp. Trương Dương tuy là lần đầu tiên tới đây, nhưng đã đoán ra kinh doanh ở đây khẳng định là có thành phần phi pháp ở bên trong. Có điều làm cái nghề mở hộp đêm này, không có mấy bài tình sắc thì rất khó khiến sinh ý thịnh vượng. Mã Ích Lượng mặc tây phục màu đen mỉm cười bước tới nghênh đón, y nói với Trương Dương, thị trưởng Trương tới rồi đấy à. Trương Dương nhìn thấy y cũng không khỏi ngây người, hắn không ngờ ông chủ của Kim Toa lại là Mã Ích Lượng, em trai của chủ tịch chính hiệp Mã Ích Dân. Kỳ thực hoàng gia giả Nhật trước đây cũng là y và người Đai Long Chu Thủy sinh hợp vốn mở, về sau bởi vì phục vụ mại dâm mà bị đóng cửa. Trương Dương thông qua các loại con đường để chèn ép. Bắt Chu Thủy Sinh phải chuyển nhượng lại hoàng gia giả Nhật cho Hồ Nhân Như với giá thấp. Hiện tại Mã Ích Lượng ngóc đầu trở lại, ở quảng trường chùa Nam Lâm mở một hộp đêm, hơn nữa sinh ý còn hơn khi xưa. Mã Ích Lượng vẫn chưa quên đoạn cừu khích ngày trước, ngoài mặt thì vẫn giả vờ nhiệt tình, chia tay về phía Trương Dương, Ngô Tổng nói các cậu sẽ tới, bảo tôi nhất định phải làm tốt công tác tiếp đãi. Trương Dương và Mã Ích Lượng bắt tay nhau, ở sâu trong lòng hắn rất khinh thường đám nha nội của Giang Thành, Mã Ích Lượng. Viên Lập Ba, Lý Tường Quân ở trong lòng hắn đều là hạng người không nổi lên được mặt nước, thấy Mã Ích Lượng có thể kinh doanh ra được một hộp đêm với quy mô như thế này, hơn nữa còn làm rất phát đạt, Trương Dương ít nhiều có chút bất ngờ. Mã Ích Lượng mỉm cười chìa tay về phía Kiều Bằng Cử, nói Kiều tiên sinh, tôi là giám đốc Mã Ích Lượng của Kim Toa. Kiều Bằng Cử gật đầu, bắt tay với y, Mã Ích Lượng tự mình dẫn họ vào trong phòng. Bọn họ vừa ngồi xuống thì Ngô Trung Nguyên tới. Vừa vào cửa đã chắp tay nói, thứ tội, tôi tới trễ. Mã Ích Lượng lộ ra vẻ rất tôn kính Ngô Trung Nguyên, cười bồi nói, Ngô Tổng, tối nay an bài thế nào? Ngô Trung Nguyên cười nói, đã tới địa bàn của anh rồi, thì đương nhiên là do anh quyết định, gọi toàn bộ năm đóa hoa vàng dưới tay anh tới tiếp rượu cho chúng tôi.
Mã Ích Lượng mỉm cười gật đầu, vậy để tôi đi an bài cho mọi người. Trương Dương bắt đầu có chút hối hận rồi, mình dẫu sao cũng là quan viên chính phủ, cùng bọn họ đi tới những nơi như thế này, vạn nhất loại chuyện này bị truyền ra thì há chẳng phải là dính vào phiền phức ư. Thằng nhóc này hạ quyết tâm, tối nay bất kể là người khác như thế nào, mình cũng nhất định phải ý chí kiên định, ngồi cho có lệ một chút rồi đi. Ngô Trung Nguyên nhìn ra Trương Dương có chút không tự nhiên, y mỉm cười, nói thị trưởng Trương đừng để tâm, từ cổ có câu anh hùng phối mỹ nhân, chúng ta không phải là làm hoạt động phi pháp gì, cho dù là tìm mấy cô nương tới uống rượu cùng, thuận tiện hát vài bài, tuyệt đối sẽ không làm trái nguyên tắc đảng tính đâu. Kiều Bằng cử cười nói, Ngô Tổng, ông xúc mưu đã lâu, muốn hủ hóa cán bộ quốc gia chúng ta. Ngô Trung Nguyên nói, cái này không gọi là hủ hóa mà là cách điệu, Mao lão gia tử đã nói rồi, đến nhân vật phong lưu còn phải nhìn hiện tại, chúng ta là hưởng ứng sự hiệu triệu của lão gia tử, phong lưu mà không hạ lưu mới là cảnh giới tối cao của cán bộ quốc gia. Mấy người đều bật cười, Trương Dương tuy không có nhiều hào cảm với Ngô Trung Nguyên, nhưng cũng rất tán đồng câu này, thằng ôn này luôn tự nhận mình chính là phong lưu mà không hạ lưu. Năm cô gái phong tư hiểu điệu bước vào, một người trong đó ngồi xuống cạnh Ngô Trung Nguyên. Bốn người còn lại thì phân biệt ngồi cạnh Trương Dương và Kiều Bằng Cử. Kiều Bằng Cử hỏi, Ngô Tổng, sao bên cạnh ông chỉ có một người? Ngô Trung Nguyên nói, tôi lớn tuổi rồi, tinh lực không bằng thanh niên các cậu, người giỏi thì làm nhiều mà. Cô gái ở bên cạnh ngó nghẹo nói, Ngô Tổng quá khiêm tốn rồi, ngài đang vào tuổi tráng niên, bất kể là tinh hay là lực đều không kém gì người khác cả. Mọi người đều bật cười. Trương Đại Quan Nhân không thích ứng với loại tràng diện này. Tính cảnh giác đã mang tới tác dụng quan trọng, nơi gió chăng ở triều đại tùy hắn chính là khách quen, có điều hiện tại hắn là đảng viên cộng sản, là cán bộ quốc gia, có một số chuyện không thể làm, Trương Dương cũng rất lý trí, tên Ngô Trung Nguyên này có 89 phần 10 là kẻ khẩu Phật tâm xà, y hôm nay trước tiên thể hiện thực lực ra với mình, sau đó lại chơi trò viên đạn bọc đường, ở cùng với loại người này phải đặc biệt cẩn thận, chỉ hơi lơ là một chút là sẽ lọt vào bẫy của y. Hai cô gái ở bên cạnh Trương Dương đều rất trẻ tuổi. Bọn họ ép sát vào thân thể Trương Dương, Trương Dương nói, hai cô ép sát tôi như vậy, tôi sắp nổi mẩn đến nơi rồi. Mấy cô gái đều cười khúc khích. Cô gái nhuộm tóc đỏ ngồi ở bên trái Trương Dương nói, anh chàng đẹp trai, có bạn gái chưa vậy? Cô ta đã uống một chút rượu, lúc nói chuyện mắt nhắm hớ, rõ ràng là đã ngà ngà say rồi. Trương Dương nói, chúng ta có thể không thảo luận vấn đề này không? Cô gái đó nói. Không thảo luận vấn đề cá nhân thì thảo luận vấn đề xã hội à? Một cô gái khác bảo, có phải là chính trị ra đâu, vấn đề xã hội nhiều như vậy, hay là chúng ta thảo luận vấn đề xã giao đi? Cô gái tóc màu đỏ tìm nói, xã giao cũng phiền lắm, hay là thảo luận vấn đề bắn tinh đi? Đám nữ lang đồng thời giống lên, hoa si, thấy người ta đẹp trai cứ trêu. Trương Đại Quan Nhân có chút ăn không tiêu, hắn không phải là không chơi được. Mà là ở trước mặt Ngô Trung Nguyên và Kiều Bằng Cử thật sự là không thể phóng túng được. Trương Dương cười với cô gái tóc đỏ tím, em bảo nhiêu tuổi rồi, được 18 chưa? Cô gái đó nói, coi thường người ta à? Cô ta ưỡn ngực lên, nói, 34 đề đó. Trương Đại Quan Nhân xấu hổ tới cực điểm, ho khan một tiếng, đứng dậy nói, tôi vào toilet cái đã. Cô gái tóc đỏ tím kéo tay hắn, nói, cần em đi cùng anh không? Trương Dương nói, không cần. Rồi đứng dậy chạy ra ngoài. Ngô Trung Nguyên và Kiều Bằng Cử thấy Trương Dương vội vàng bỏ chạy đều bật cười. Ngô Trung Nguyên nói cậu ta xấu hổ rồi. Ở trước mặt nhìn nữ tử đang điếm như vậy, y đương nhiên không thể nói tên của Trương Dương ra. Kiều Bằng Cử cười nói, chưa quen thôi. Gã vươn tay ra, bóp cái mông đầy đã của cô gái tóc đỏ có tính cách hướng ngoại, nói em dọa bạn anh chạy mất rồi. Cô gái đó cười, vậy em vào toilet kéo anh ta về. Đám người lại hoan hô theo. Trương Dương đang rửa mặt trong toilet, chỉnh lý lại những suy nghĩ hỗn loạn, hắn quyết định rời khỏi nơi này, những nơi như thế này không thích hợp với hắn. Một cơn gió thơm từ phía sau ùa tới, cô gái tóc đỏ đó đột nhiên thò ra, từ phía sau ôm lấy hắn, lâu thế, có phải là lén lút tự sướng không? Đối với diện loại gái trắng trợn này, Trương Đại Quan Nhân thật sự là chịu không nổi, hắn kéo tay cô gái ra, nói, xin lỗi, tôi còn có việc. Phải về trước, cô giúp tôi nói với hai người bạn của tôi một tiếng nhé. Cô gái tóc đỏ thấy hắn đòi về, liền đuổi theo, nói, anh đẹp trai, đừng đi mà. Rồi kéo lấy cánh tay hắn. Trương Dương dở khóc dở cười, nói, cô uống nhiều rồi, mau về đi, tôi còn có chính sự. Không, anh phải quay lại với em.
Anh nếu đi rồi thì em không còn mặt mũi nào trước mặt chị em nữa. Cô gái đó hơi men sộc lên não, nắm chặt lấy tay Trương Dương không buông. Trương Dương có chút phiền rồi, hất tay cô ta ra, quay người bỏ đi. Một trung niên xông qua người hắn, nắm lấy tóc cô gái, tát cho cô ta một cái, nói con mẹ nó, mày định thả bồ câu tao đấy hả? Cô gái đó bị đánh liền hét lên, nhưng người đó vẫn chưa hết giận, lại đẩy cô ta xuống đất rồi nhấc chân đá vào bụng cô ta một cái. Trương Dương vốn định đi, nhưng nghe thấy tiếng hét thê thảm của cô gái ở phía sau, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà dừng bước, nói với người trung niên đó, tôi nói này, đàn ông đàn anh như anh đánh đàn bà con gái mà không thấy xấu hổ à? Tên trung niên đó đầu húi cua, trên đỉnh đầu có một vết sẹo dài hơn một tấc, lộ ra vẻ vô cùng hung hãn, gã tức giận nhìn Trương Dương, nói, thằng mặt trắng, quần xịp của ai bị thắt chặt để rồi lòi ra mày vậy? Trương Dương cười lạnh một tiếng. Tên trung niên đó chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, sau đó nghe thấy bốp một tiếng. Trương đại quan nhân vung tay, tát một phát vào giữa mặt gã. Thân thể hơn 90 cân của tên đó bay lên, đụng vào tường hành lang, sau đó va vào tường rồi ngã xuống đất. Trương Dương lần này chọc phải tổ ong rồi, chỉ nghe thấy một người hét lên, anh Năm đi đánh rồi. Lịt mẹ, tiếng chửi thô lỗ vang lên, từ trong phòng 607, hơn 10 thanh niên thân hình to khỏe ùa ra. Bọn họ kẻ tay cầm bình rượu, kẻ tay cầm khảm đao, cả đám người ùa về phía Trương Dương. Trương Dương híp mắt lại, rất khinh miệt nhìn đám người này, ở nơi công cộng mà mang vũ khí, vừa nhìn đã biết đám người này không phải là hạng lương thiện gì. Trương Dương đột nhiên ý thức được mình chắc là trời sinh tương khắc với những nơi như hộp đêm này, chỉ cần mình tới đây, cơ hồ mỗi lần đều xảy ra chuyện. Hắn thở dài, nói tao thật sự không muốn làm ai bị thương. Làm bị thương cái con mẹ mày ấy. Một nam tử cao to vung bình rượu đập vào đầu Trương Dương. Trương Dương nắm lấy cổ tay của gã, sau đó chậm rãi đoạt lấy bình rượu trong tay gã, cười nhạt một tiếng, đột nhiên vung bình rượu dứt khoát đập vào giữa đầu hắn, đập cho đối phương máu chảy đầy mặt. Một đòn này của Trương Dương mang tới tác dụng chấn nhiếp cực lớn. Lúc này Mã Ích Lượng dẫn bảo vệ vội vàng chạy tới, thấy người gây chuyện là Trương Dương, cảm giác đầu tiên của Mã Ích Lượng là Trương Dương cố ý tìm y gây xui xẻo. Chuyện này thật sự không phải là Trương Dương khơi mào. Mã Ích Lượng vội vàng bước lên tách hai bên ra, chắp tay nói, các vị, nể mặt tôi đi, bỏ đi, bỏ đi mà. Kẻ tên là anh Năm lảo đảo từ dưới đất đứng dậy, gã chỉ vào Trương Dương, nói, con mẹ nó, các anh em, đập chết nó cho tao. Không đợi người phía gã động thủ, Trương Dương đã một quyền đấm lên mặt hắn, thằng cha này bị một quyền của Trương Dương đấm cho trời đất quay cuồng, lại một lần nữa ngã xuống đất. Trương Dương nói, tìm chết à, tao thanh toàn cho mày. Mã Ích Lượng đi tới bên cạnh Trương Dương, nói khẽ Trương gia, ngài là thân đại gia của tôi, chuyện này bỏ đi tôi, đừng để cảnh sát tới. Trương Dương căn bản không coi y vào đâu, cười lạnh nói, con mẹ nó ai cũng mang hung khí, còn sợ gọi cảnh sát tới à. Ông định bao che cho đám phần tử tội phạm này ư. Mã Ích Lượng biết rồi khó hầu hạ, y bấm bụng nói, bỏ đi mà, nể mặt tôi đi. Ngô Trung Nguyên và Kiều Bằng Cử sau khi nghe thấy động tĩnh cũng đi ra, Trương Dương có thể không nể mặt Mã Ích Lượng, nhưng vẫn phải nể mặt Kiều Bằng Cử, hắn chỉ vào đám người đó, sau này còn dám cầm dao ra ngoài, tao cho chúng mày vào tù hết. Ngô Trung Nguyên hiện tại mới thực sự ý thức được sự bá đạo và ngông nghênh của Trương Dương, y muốn thông qua thế lực khiến Trương Dương nhận thức được thực lực của mình, nhưng không ngờ Trương Dương lại dùng võ lực để trả lại cho y một bài học. Xảy ra chuyện như vậy. Trương Dương cũng không còn tâm tình ở lại đây nữa, nói với Kiều Bằng Cử, các anh chơi tiếp đi, tôi còn có việc, phải về trước. Nếu như chuyện kết thúc như vậy thì Trương Dương cũng không tiếp tục truy cứu nữa, nhưng rất nhiều người lại không hiểu đạo lý lui một bước là trời cao biển rộng, cho nên chuyện mới biến thành càng lúc càng nghiêm trọng. Trương Dương vừa rời khỏi cửa lớn của hộp đêm kim toa thì phát hiện có hơn 20 người chạy về phía hắn, trong đó một người hét lên, chính là hắn đã thương anh Năm, đập chết hắn đi. Trong hộp đêm kim toa, hơn 10 tên lưu manh gây chuyện vừa rồi cũng theo đuôi Trương Dương chạy ra, tên nam tử mặt có vết sẹo lớn tiếng nói, đừng để cho nó chạy, đánh chết mẹ thằng chó này đi. Trương Dương đứng ở trước cửa lớn của hộp đêm kim toa, không hề có ý bỏ chạy, hai mắt lạnh ùng nhìn hơn 30 tên đầu gốc đang vây lại từ bốn phương tám hướng, một cỗ sát khí lẫm liệt tỏa ra tứ phía. Từ lúc đám lưu manh đó cầm dao chạy ra, Mã Ích Lượng đã chú ý tới chuyện này, y ghé vào cửa sổ nhìn xuống. Thấy 20 tên lưu manh tay cầm hung khí bao vây Trương Dương lại, chán không khỏi toát mồ hôi, nói khẽ con mẹ nó, mày muốn chết thì cũng đi xa một chút,
đừng có chết ở trước cửa quán tao. Y quay người nhìn mấy tên bảo vệ, thấy tên nào tên nấy mặt trắng bệch, loại tràng diện này họ không dám lên, một người trong đó nói, giám đốc. Báo cảnh sát đi. Mã Ích Lượng không nói gì, trong lòng y chỉ mong sao Trương Dương bị đám lưu manh này chém chết, nhưng lại không muốn Trương Dương chết ở trước cửa hộp đêm kim toa, đừng thấy hắn chỉ là một phó thị trưởng phong trạch nho nhỏ, nếu như hắn chết ở trước cửa hộp đêm, e rằng kim toa kiểu gì cũng phải đối diện với cục diện đóng cửa chỉnh đốn. Kiều Bằng Cử và Ngô Trung Nguyên cũng nhìn thấy cảnh ở dưới lầu, Kiều Bằng Cử vội vàng gọi 110, gã cũng không ngờ chuyện lại thành nghiêm trọng như vậy. Trương Dương đứng ở đó, khóe miếng nhếch lên, trên khuôn mặt anh Tuấn không hề tìm thấy một tia sợ hãi nào, hắn giơ tay phải lên, ngón giữa khều khều đầy tính gây hấn. Hai tên hung đồ đã xông lên rồi, một tên vung dao chém vào đầu Trương Dương, tên kia cầm dao găm đâm vào sườn phải của Trương Dương, bọn chúng hạ thủ căn bản không hề lưu tình. Rõ ràng là muốn dồn Trương Dương vào chỗ chết. Trương Dương ý thức được, trong đám người ở phía trước không thiếu hạng vong mệnh, đối với đám người này quyết không thể hạ thủ lưu tình, hôm nay phải bắt toàn bộ chúng lại, thả cho bất kỳ tên thoát cũng đều nguy hại cho xã hội. Trương đại quan nhân thân hình lắc khẽ, tránh được một đao chém tới, nắm lấy cổ tay của đối phương, lòng bàn tay dùng sức, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, xương cổ tay của đối phương đã bị hắn bẻ gãy, khai sơn đao trong tay tên hung đồ rơi xuống. Bị Trương Dương bắt lấy, vung tay gạt một cái, dùng thân đao đỡ con dao găm đang đâm tới, mũi dao găm đâm trúng sống dao, phát ra tiếng kim loại va sát chói tai. Trương Dương đánh ra một quyền, trúng vào cằm đối phương, theo một tiếng xương vỡ giòn tan, đầu của đối phương ngửa ra sau, máu từ kẽ răng túa ra. Hai thanh khai sơn đao mang theo tiếng gió rít đâm vào lưng Trương Dương không thèm nhìn, lật tay dùng đao đỡ, thân đao biến đổi vị trí, dùng sống đao đánh vào đùi hai tên tập kích. Đối phó với hạng vong mệnh này, Trương Dương hạ thủ độc ác vô tình, chỉ một lát sau đó có 6 tên bị hắn đánh ngã, đám hung đồ này tuy cường hãn, nhưng bọn chúng chưa từng gặp nhân vật lợi hại như vậy, trong đó một tên dùng khẩu âm Đông Bắc nói, anh Năm, súng. Vừa nói xong thì Trương Dương đã giết tới trước mặt hắn, dùng khai sơn đao đập lên cái đầu chọc của hắn, thằng ôn này trước mặt tối sầm, trời đất quay cuồng ngã xuống trước mặt Trương Dương. Tên được gọi là anh Năm thò tay vào trong ngực muốn rút ra gì đó. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, khai sơn đao trong tay bay ra, khai sơn đao giống như quạt gió xoay tròn trên không trung, thằng cha tên là anh Năm đó muốn né tránh, nhưng tốc độ của đao thực sự là quá nhanh, khai sơn đao cắm vào vai phải hắn gã, mũi đao lòi ra cả sau vai, gã đau đớn hét lên một tiếng, lại bị lực lượng của thân đao hất cho ngã xuống đất, khẩu súng vừa móc ra cũng rơi xuống đất. Ở phía xa có hai chiếc xe Toyota màu đen lái tới, bên trong một xe là cậu kiểm cường của nhà máy sắt thép khu Bắc. Lúc cậu kiểm cường tới vừa hay nhìn thấy cảnh Trương Dương dùng đao ném người, hai huynh đệ ở xung quanh cầm đao định xuống xe thì bị cầm kiểu cường giữ lại, chuồn mau. Hai huynh đệ ngây ra, nhưng anh Năm bảo chúng ta chém người. Cậu kiểm cường nói, chúng mày mù à, người anh ấy muốn chém là Trương Dương đó. Lúc xe cảnh sát tới hiện trường thì ở trước cửa hộp đêm kim toa đã có 16 tên lưu manh có hung khí nằm đó. Nhưng tên còn lại thấy tình thế bất diệu, cũng chẳng buồn chém Trương Dương nữa. Vội vàng bỏ chạy. Trương Dương cũng không đuổi theo, loại công tác dọn dẹp này giao cho cảnh sát là thích hợp nhất. Hắn đi tới trước mặt tên lưu manh được gọi là anh Năm, một chân dẫm lên ngực gã, nắm lấy chuôi khai sơn đao rút mạnh ra khỏi người gã. Thằng cha đó đau đến nỗi suýt nữa thì ngất đi, mắt nhìn máu đang từ đầu vai tuôn ra như suối. Trương đại quan nhân chẳng có chút lòng thương hại nào, lạnh lùng nói, loại cặn bã như mày có chết cũng đáng. Bởi vì án tình trọng đại, phía cảnh sát xuất động hơn 30 người, đám Khương Lược, Đỗ Vũ Phong, Điền Bân đều tới. Đám cảnh sát này nhìn hơn chục tên lưu manh nằm rên rỉ trên mặt đất, lại nhìn Trương Dương tay cầm khai sơn đao, uy phong lẫm liệt, trong lòng chỉ biết bội phục không thôi, trước đây họ đều biết Trương Dương giỏi đánh nhau, nhưng không ngờ người ta lại cường hãn tới mức này, dùng ít địch nhiều, tay không đoạt dao sắc, cho dù là Hoàng Phi Hồng có sống lại thì cũng chỉ được thế mà thôi. Điền Bân và Đỗ Vũ Phong đi tới trước mặt Trương Dương. Quan tâm hỏi, có bị thương không? Trương Dương lắc đầu, nói, bằng vào đám rác rưởi này còn chưa xứng. Điền Bân cúi đầu nhìn tên lưu manh đó, phát hiện thằng ôn này quay mặt sang một bên, gã ngồi xuống, kéo tay tên lưu manh bắt gã quay lại, khi Điền Bân nhìn rõ mặt tên này, không khỏi thốt lên kinh ngạc, Lưu Ngũ. Tiếng hét này khiến Đỗ Vũ Phong và Khương Lượng đều bị kinh động, Lưu Ngũ chính là người mà bọn họ tìm kiếm bấy lấy, người này từng xúi giục Ngụy Trường Quý hại chết Phương Hải Đào.
là một nhân vật quan trọng trong vụ án của Phương Hải Đào, không ngờ gã lại lén lút quay về Giang Thành, còn nghênh ngang ăn chơi trác táng trong hộp đêm kim toa. Cái này ứng với câu nói, đi mòn gót sắt không tìm thấy, có được lại chẳng tốn chút công, Điền Bân bị phát hiện bất ngờ này kích động đến mức cả giọng nói cũng run run, kéo tai Lưu Ngũ nói, Lưu Ngũ à Lưu Ngũ, mày cuối cùng cũng bị tao tóm được rồi. Trương Dương bắt Lưu Ngũ căn bản chỉ là chẳng may, nếu như không phải là Lưu Ngũ uống nhiều, nếu như không phải là cô gái tiếp hắn nửa đường chuyển hướng, Lưu Ngũ cũng sẽ không nổi giận như vậy. Gã vừa về tới Giang Thành, đi cùng gã còn có 6 bằng hữu trên hắc đạo. Tiền trong tay thằng ôn này tiêu gần hết rồi, định tụ tập mấy người lại tới Giang Thành làm một vụ, sau đó lại đi. Dẫu sao thì Giang Thành cũng là nơi mà gã quen thuộc nhất, lại có không ít huynh đệ đáng tin cậy, nhưng không ngờ còn chưa kịp thực thi kế hoạch phạm tội thì chỉ bởi vì tranh khí thế với người ta mà bị Trương Dương bắt được. Lưu Ngũ hiện tại cuối cùng cũng hiểu, xung động hại chết người, mặt gã xám như cho tàn nói với Điền Bân, đưa tôi tới bệnh viện đi, còn chảy máu nữa là tôi chết đấy. Điền Bân nói, mày con mẹ nó cũng biết sợ chết à. Lưu Ngũ nói, tôi mà chết rồi thì anh đừng hòng biết được gì khác, mau đưa tôi tới bệnh viện đi. Điền Bân và Khương Lượng tự mình áp tải đám hung đồ này đi. Trương Dương bảo Đỗ Vũ Phong ở lại, chỉ vào hộp đêm kim toa, nói cậu dẫn người Niêm Phong nơi này đi, con mẹ thằng Mã Ích Lược, nó ở đây chứa chấp tội phạm ngay dưới mí mặt chúng ta, còn liên quan tới chứa chấp phụ nữ phục vụ mại dâm nữa. Đỗ Vũ Phong căn bản không cần Trương Dương động viên đã dẫn mấy cảnh sát xông vào. Mã Ích Lượng từ sau khi thấy cảnh sát tới đã biết có chút bất diệu, Trương Dương tối nay bị người ta truy sát ở ngoài hộp đêm kim toa, tính khí của thằng ôn này Mã Ích Lượng đã lãnh giáo rồi, y biết Trương Dương có 89 phần 10 là sẽ trút giận lên đầu y, cho nên khi cảnh sát tới đã bắt đầu khẩn cấp câu thông. Đỗ Vũ Phong dẫn người tới kiểm tra kim toa, Mã Ích Lượng mặt mày tươi cười chạy ra đón, cảnh quan Đỗ, chúng ta là người quen. Nể mặt tôi đi. Đỗ Vũ Phong cười lãnh nói, mặt thì để dành cho mình đi, ông nhìn chỗ này của ông xem, tàng ô nạp cấu, chứa chấp hung phạm, ngay cả an toàn cá nhân của cán bộ quốc gia cũng không đảm bảo được, tôi không tra ông thì tra ai. Mã Ích Lượng nói, chuyện ngẫu nhiên thôi mà, tôi cũng không muốn nó xảy ra. Đỗ Vũ Phong nói, tránh ra, còn dám làm cản trở công vụ thì tôi bắt luôn cả ông đấy. Mã Ích Lượng sợ hãi run bắn lên, có điều y vẫn cản ở đó. Cười nói, cảnh quan Đỗ, nơi này không tra được đâu. Đỗ Vũ Phong khinh thường nhìn y, thầm nghĩ ông không phải chỉ có ông anh là chủ tịch chính hiệp ư. Trương Dương mà muốn chơi thì kim toa của ông cũng biến thành sàng đậu xanh. Đỗ Vũ Phong trợn mắt lên, tránh ra. Mã Ích Lượng vẫn quật cường đứng đó. Đỗ Vũ Phong định đẩy y ra thì di động đổ chuông. Đỗ Vũ Phong nhìn số, là cục trưởng cục công an Vinh Bằng Phi gọi tới, gã vội vàng bắt máy cục trưởng Vinh. Vinh Bằng Phi nói, Trương Dương sao rồi? Đỗ Vũ Phong nói, anh ta không sao, có điều làm bị thương 16 tên lưu manh, đúng rồi chúng tôi đã bắt được Lưu Ngũ. Đỗ Vũ Phong đi sang bên cạnh, hạ giọng nói nhỏ, cục trưởng Vinh, tôi đang giúp Trương Dương niêm phong kim toa. Vinh Bằng Phi nói, thu đội. Đỗ Vũ Phong ngây ra, gã cho rằng mình nghe lầm, gì cơ? Vinh Bằng Phi nói, tôi bảo cậu thu đội. Đỗ Vũ Phong không hiểu, hỏi, vì sao? Nói ít thôi, thu đội. Vinh Bằng Phi nói xong liền gác điện thoại. Đỗ Vũ Phong ngây ngốc nhìn điện thoại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Mã Ích Lượng, phát hiện trên mặt Mã Ích Lượng mang theo mấy phần đắc ý, không cần hỏi cũng biết y ở sau lưng giở trò. Đỗ Vũ Phong có chút tức giận, hét lên, thu đội. Trương Dương cũng hiểu vì sao Vinh Bằng Phi lại đột nhiên hạ lệnh thu đội. Trong ấn tượng của hắn thì Vinh Bằng Phi không sợ gì chủ tịch chính hiệp Mã Ích Dân, nhưng hôm nay vì sao lại đột nhiên hạ lệnh thu đội. Lúc Đỗ Vũ Phong dẫn cảnh sát đi, Trương Dương cũng lái xe tới cục công an, một là để lấy khẩu cung, hai là để trực tiếp tìm Vinh Bằng Phi hỏi cho rõ ràng. Vinh Bằng Phi cũng vừa tới cục công an, y ở trong văn phòng của mình tiếp đãi Trương Dương. Trương Dương đi thẳng vào vấn đề, kim toa có bối cảnh gì? Vinh Bằng Phi cười nói, sau khi làm thị trưởng quả nhiên là khác hẳn, biết nhìn bản chất qua các hiện tượng, thoáng cái đã cắt trúng chỗ yếu hại của vấn đề. Trương Dương nói, Mã Ích Lượng không có khí phách lớn như vậy, loại hộp đêm như kim toa, y không thể tự mình mở được, phía sau y nhất định có người. Vinh Bằng Phi nói, thính trưởng Vương tự mình gọi điện thoại tới. Cậu có thể không nể mặt ông ta không? Trương Dương nhíu mày, nói, Vương Bá Hành ư. Vinh Bằng Phi gật đầu, nói, em họ của y, Vương Quân Giao là một trong những cổ đông ở đó, cha Tấn Bắc cũng có tham dự cổ phần, cậu muốn niêm phong kim toa, có chứng cứ gì không?
chỉ bởi vì có hung phạm ở ngoài cửa Kim Toa muốn chém cậu ư? Trương Dương nói, Kim Toa không phải là nơi tốt lành gì, tôi dám chắc rằng, bên trong nhất định có phục vụ mại dâm. Vinh Bằng Phi nói, làm chuyện gì cũng phải có chứng cứ, năm đó Hoàng gia giả Nhật khiến cho cả Giang Thành dậy lên tiếng oán thán, cậu còn muốn lịch sử lặp lại à? Trương Dương nói, Cục trưởng Vinh, ông có ý gì vậy? Cho dù Kim Toa thực sự có phục vụ mại dâm thì ông cũng định mắt nhắm mắt mở cho qua ư? Vinh Bằng Phi nói, tôi sai người đi dò xét, nhưng không bắt được lỗi của họ, chỉ bởi vì hầu rượu hầu hát hầu nhảy là Niêm Phong họ à. Tôi thấy tất cả quán karaoke và hộp đêm của Giang Thành đều phải đóng cửa. Trương Dương thở dài, nói, ông nói xem Vương Bá Hành nghĩ gì vậy? Một thính trưởng thính công an như y mà lại để em họ đi làm hộp đêm, y không biết môn đạo bên trong à? Vinh Bằng Phi nói, cậu vẫn là cái bệnh cũ, không có chứng cứ thì đừng nói linh tinh. Trương Dương nói, cái gì gọi là không có chứng cứ? Tối nay hơn chục tên lưu mạnh cầm khai sơn đao đòi chém tôi, trong đó một tên còn mang theo súng phi pháp, nếu đổi lại là người khác thì thành thịt băm từ lâu rồi. Ông cả ngày nói trật tự trị an của Giang Thành đã được cải thiện, hiện tại thì thế nào? Không những có tội phạm mà còn là tội phạm tập thể nữa. Vinh Bằng Phi hỏi lại, cậu đã cho rằng Kim Toa không phải là nơi tốt lành gì, vậy thì đến đó làm gì? Thân là một đảng viên, một cán bộ, cậu không sợ ảnh hưởng không tốt à? Trương Dương nói, ông cho rằng tôi muốn tới đó lắm ư? Còn không phải là Kiều Bằng Cử và Ngô Trung Nguyên kéo tôi đến ư, tôi cũng hối hận vì đã tới, đang định đi thì ai ngờ lại gặp phải cái đám không biết sống chết này. Vinh Bằng Phi cười nói, cũng may mà cậu tới đó, nếu không chúng ta cũng không thể bắt được Lưu Ngũ. Trương Dương nói, Lưu Ngũ, là tên Lưu Ngũ đã tính kế mưu sát Phương Hải Đào ư. Vinh Bằng Phi gật đầu, nói chính là gã. Chương 460, truyền kinh giảng đạo. Một đao của Trương Dương không đâm trúng chỗ yếu hại của Lưu Ngũ, sau khi tiến hành khâu và băng bó ở bệnh viện, Lưu Ngũ lập tức bị thẩm vấn. Điền Bân và Lưu Ngũ là người quen cũ, Lưu Ngũ từng là người nội tuyến của gã. Điền Bân cũng bởi vì tầng quan hệ này mà một độ bị hoài nghi là kẻ đứng sau cái chết của Phương Hải Đào. Nói đi, vì sao phải giết Phương Hải Đào? Lưu Ngũ nói, tôi không giết Phương Hải Đào, người giết hắn chính là Ngụy Trường Quý, không liên quan gì tới tôi. Điền Bân tức giận nói, mày còn dám rảo biện à, Ngụy Trường Quý là anh em kết bái của mày, hắn nói mày sai hắn đi giết Phương Hải Đào. Hắn nói gì anh cũng tin à, xin anh động não chút đi cho tôi nhờ. Hắn hận tôi, muốn hại tôi đấy. Điền Bân nói, ai mà không biết hai đứa mày là anh em kết bái, quan hệ rất tốt. Lưu Ngũ cười nói, tôi ngủ với vợ hắn, anh nói xem hắn có hận tôi không. Điền Bân tức giận trợn mắt lên, Lưu Ngũ đúng là một tên giảo hoạt. Khương Lượng thẩm vấn cùng bất động thanh sắc, nói, mày đã không sai hắn giết Phương Hải Đào thì vì sao mà phải chạy. Lưu Ngũ nói, trên người tôi mang mấy bản án, tôi dám không chạy à. Ở lại chẳng lẽ để đợi các anh đến bắt tôi? Điền Bân nói, Lưu Ngũ, nội tình của mày tao biết rất rõ, mày tốt nhất hãy phối hợp công tác với bọn tao, nếu không chỉ những tội chứng mà bọn tao nắm được cũng đủ để mày cả đời rũ xương trong tù rồi. Lưu Ngũ tuét miệng cười nói, cùng lắm là án chung thân, anh muốn tôi nhận tội giết người à? Đó là tội chém đầu đó, anh tưởng tôi ngu lắm chắc. Điền Bân có chút không nén nổi lửa giận, chỉ vào mũi Lưu Ngũ, chửi, mẹ mày! Mày đừng có mà cợt nhả với tao, có tin tao đập chết mày không? Khương Lượng vội vàng ngăn Điền Bân lại, kéo gã ra ngoài. Lưu Ngũ cười ha ha, nói tôi bảo này đại đội Điền, mắng người là anh không đúng đấy, cẩn thận tôi kiện anh đấy. Điền Bân bị Khương Lượng kéo ra ngoài cửa, rất nhanh ý thức được tình tự của mình có chút kích động, đầy vẻ áy náy nói, xin lỗi, nhắc tới chuyện này là tôi lại nén được giận. Khương Lượng nói, thằng ôn này là một đống bùn thối. Gã biết mình mắc tội quá nặng, cho nên mới quyết tâm chối tội tới cùng. Điền Bân nói, tôi không tin không cậy được miệng gã ra. Khương Lượng nói, lúc trước chúng ta cậy được miệng Ngụy Trường Quý cũng chính là nhờ Trương Dương giúp đỡ, nếu không được thì lại mời cậu ấy tới, tôi nghĩ cậu ấy nhất định có biện pháp. Điền Bân nói, không cần phải phiền phức như vậy, Lưu Ngũ trong mềm ngoài cứng, là một con hổ giấy điển hình, dằn mặt gã một chút là gã thật thà ngay. Khương Lượng nhíu mày. Điền Bân ghé vào tai gã nói nhỏ mấy câu gì đó, Khương Lượng mỉm cười lắc lắc đầu. Lưu Ngũ thấy Điền Bân vào, bất giác ngây ra, tôi bảo này đại đội Điền, anh xong chưa vậy? Tôi bị người ta đâm một dao, cần phải nghỉ ngơi, có vấn đề gì thì để mai hãng hỏi đi.
Điền Bân nói với cảnh sát đứng ở bên cạnh, anh ra ngoài trước đi. Lưu Ngũ lập tức cảm thấy có chút bất diệu, nhìn thấy trong phòng chỉ còn lại gã và Điền Bân, gã Lý Nhí nói, đội trưởng Điền, những gì tôi biết đều nói hết rồi. Điền Bân mở cửa sổ, phòng thẩm vấn của họ nằm ở tầng 4, gã đi tới cạnh Lưu Ngũ, nắm tay Lưu Ngũ đau quá hét toáng lên một tiếng, bị gã kéo tới trước cửa sổ, Lưu Ngũ nói, Điền Bân, anh là cảnh sát, đừng quên anh là cảnh sát. Điền Bân cười lạnh, nói, không cần mày phải nhắc nhở tao, tao là cảnh sát, nhưng bởi vì mày mà tao bị tống vào ngục, tao còn bị người ta bắt lén. Tao còn mẹ nó suýt nữa thì chết một cách không minh bạch. Vẻ mặt của gã lộ ra vẻ vô cùng điên cuồng, rút súng ra, dí vào ót Lưu Ngũ, nói, nhảy xuống cho tao. Lưu Ngũ run giọng, nói, anh điên rồi, anh là cảnh sát. Điền Bân nói, cảnh sát thì sao chứ? Cảnh sát cũng là người. Tao chính là không thể chịu nổi loại cặn bã như mày tiếp tục làm nguy hại xã hội, nhảy xuống cho tao. Lưng Lưu Ngũ trong nháy mắt ướt đẫm mồ hôi lạnh, gã run giọng, nói, anh không dám đâu. Điền Bân giơ súng lên dí mạnh vào vết thương trên vai của Lưu Ngũ, khiến cho Lưu Ngũ hét toáng lên vì đau đớn. Gã nghe thấy tiếng Điền Bân mở chốt bảo hiểm, lúc này mới ý thức được là Điền Bân muốn làm thật, gã run giọng, nói, anh giết tôi rồi, anh cũng không thoát khỏi được chế tài của pháp luật đâu. Điền Bân cười lạnh, nói, ai bận tâm chứ, mày muốn nhảy ra ngoài cửa sổ đào tẩu, tao nổ súng cản mày, ai sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật của tao. Nhảy xuống đi, Điền Bân giơ súng lên, bắn một phát xuống mặt đất cạnh chân Lưu Ngũ. Lưu Ngũ sợ đến nỗi cả người run rẩy, quay người lại nhìn Điền Bân với ánh mắt van xin, Điền Bân dùng khẩu súng đang bốc khói nhắm thẳng vào trán gã. Lưu Ngũ nói, đừng, đừng bắn, tôi thật sự không biết, tôi thật sự không biết. Đồng Đắc Chí tìm tôi. Đồng Đắc Chí, tôi sở dĩ chạy là bởi vì tôi phát hiện hắn muốn giết tôi để diệt khẩu. Điền Bân lạnh lùng nói, Đồng Đắc Chí đã chết rồi, hiện tại người chết không đối chứng, mày đương nhiên là sẽ nói vậy rồi. Lưu Ngũ nói, Đồng Đắc Chí có nữ nhân. Ai? Tôi không biết, có điều, tôi có ảnh của ả. Điền Bân gật đầu, nói, đưa ảnh cho tao. Đỗ Vũ Phong nhìn bức ảnh mà Điền Bân đưa tới. Những bức ảnh này rõ ràng là dưới tình huống không hề phát giác bị đối phương chụp lén, một người trong đó là tiền phó cục trưởng cục công an Giang Thành Đồng Đắc Chí, còn có một nữ nhân, bởi vì đội mũ và đeo kín đen, lại thêm bức ảnh chụp ở cự ly quá xa, cho nên không nhìn ra hình dạng cụ thể của cô ta. Đỗ Phú Phong nói, nữ nhân này là ai? Điền Bân nói, Lưu Ngũ nói rằng hắn không biết. Khương Lượng nói, chỉ dựa vào mấy bức ảnh mà nhận định Đồng Đắc Chí có nữ nhân, hình như chứng cứ không đủ. Đỗ Vũ Phong nói, Lưu Ngũ có thể luôn luôn giữ những bức ảnh nên bên người, chứng tỏ bức ảnh này rất quan trọng, kỳ thực đầu mối của chúng ta không nhiều, Đồng Đắc Chí chết rồi, cho dù là tìm thấy nữ nhân này cũng không thể chứng minh được gì. Chúng ta cũng không thể xác nhận nữ nhân này có liên quan tới cái chết của Phương Hải Đào. Điền Bân nói, nếu nghĩ từ một góc độ khác, nữ nhân này vì sao lại muốn giết Phương Hải Đào? Chỉ là để hãm hại tôi ư? À, vì sao lại muốn hãm hại tôi? Đỗ Vũ Phong nói, vụ án này chôn rất sâu, tôi luôn nghĩ rằng, Đồng Đắc Chí tuyệt đối không phải là người tính kế cả chuyện này, y vì sao lại muốn hại thính trưởng Điền. Tới sau cùng hành vi của hắn không thể dùng lẽ thường để giải thích. Khương Lượng nói, có lẽ chỉ có thể tìm được nữ nhân này mới có được chân tướng. Đỗ Vũ Phong nói, Lưu Ngũ có thể không nói thực, nghĩ cách moi gã tiếp đi. Gã lúc trước vì sao lại muốn chạy, hiện tại vì sao lại quay về. Bức ảnh này gã đã có thể chụp được. Chứng tỏ gã có lòng phòng bị đối với Đồng Đắc Chí từ lâu rồi, tình hình mà gã biết nhiều hơn chúng ta nhiều. Khương Lượng nói, Trương Dương đi rồi à? Đỗ Vũ Phong gật đầu, nói cậu ấy rất tức giận, lửa giận dồn hết lên hộp đêm kim toa rồi, muốn tôi đóng cửa kim toa. Khương Lượng nói, thằng cha Mã Ích Lượng này không phải là hạng tốt lành gì, cũng quả thật là nên giáo huấn y một chút. Đỗ Vũ Phong cười nói, chỉ cần để chúng ta nắm được chứng cứ, tôi khẳng định sẽ phải cho y đẹp mặt. Có điều chúng ta là cơ quan chấp pháp, làm việc không thể chỉ dựa vào sự yêu ghét cá nhân. Khương Lượng nói, tôi thấy Trương Dương chưa chắc đã chịu nuốt cục tức này đâu. Đỗ Vũ Phong nói, tôi đã nói với cậu ấy rồi, với giác ngộ chính trị của cậu ấy hiện tại, chắc là sẽ không làm loạn đâu. Đỗ Vũ Phong rõ ràng là vẫn chưa hiểu hết về Trương Dương, chuyện mà Trương Đại Quan Nhân một khi đã nhận chuẩn, hắn nhất định sẽ làm. Phía cảnh sát không đồng ý hiệp trợ hắn thanh tra kim toa. Trương Dương vẫn còn có một chuẩn bị khác. Hoàng hôn ngày hôm sau, bên ngoài hộp đêm kim toa xuất hiện một cảnh hiếm có,
Hòa thượng Tam Bảo xuất lĩnh hơn chục tăng nhân trẻ tuổi, mặc tăng y, cầm Phật châu, ngẩng đầu cất bước tới ngoài cửa hộp đêm kim toa hóa duyên. Nếu chỉ là hóa duyên thì cũng không có gì mà chỉ trích, nhưng đám hòa thượng này không những hóa duyên, thuận tiện còn giảng kinh truyền đạo, gặp khách nhân tới kim toa liền có hòa thượng chạy tới giảng kinh với người ta. Gái đi làm, hòa thượng cũng tận tình khuyên bảo người ta hoàn lương. Khách nhân tới nhìn thấy cảnh này thì không ai dám xuống xe, đây con mẹ nó là thế nào vậy, ở cửa hộp đêm mà cũng có hòa thượng giảng kinh. Mã Ích Lượng mày mặt sầu khổ nhìn ra ngoài cửa, nói, đây con mẹ nó mà là giảng kinh à, rõ ràng là tới đập địa bàn. Một hòa thượng trẻ tuổi nói với cô gái tóc đỏ ăn mặt hở hang, nữ thí chủ, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Cô gái đó nói, nhìn cái bộ dạng đạo mạo của anh kìa, kỳ thực trong đầu cũng đều có những ý nghĩ xấu xa. Tôi không tin anh nhìn thấy gái mà không có suy nghĩ gì khác, anh có từng kích thích không? Hòa thượng đó bị nói cho mặt đỏ bừng. Hòa thượng Tam Bảo chạy lên, nói tội gì, cớ gì? Cô gái nói, hòa thượng, ông đừng có mà cản đường. Còn ở đây nữa là tôi kiện ông quấy nhiễu người khác đấy. Hòa thượng Tam Bảo nói, tôi chỉ giảng Phật kinh với cô thôi. Ông là niệm kinh, tôi là niệm tinh, chúng ta kỳ thực không khác gì nhau cả. Tam Bảo nói, nữ thí chủ, tôi giảng Phật Pháp cho cô nhé. Cô gái nói, Phật Pháp cái gì? Chẳng qua là ông muốn lừa gạt kiếm tiền mà thôi. Tam Bảo nghiêm mặt, nói, nữ thí chủ không hiểu Pháp thi à? Giảng kinh truyền đạo, để thế nhân khai mở trí tuệ hiểu Phật lý cũng là một loại bố thí. Ông dùng Phật Pháp để bố thí, tôi dùng thân thể để bố thí, ông chưa chắc đã cao thượng hơn tôi được bao nhiêu đâu, tránh đường, đừng làm chậm trễ công tác của tôi. Cảnh tượng náo nhiệt ở bên ngoài hộp đêm kim toa rất nhanh liền hấp dẫn sự chú ý của vô số người, giới truyền thông nghe nói tới loại chuyện náo nhiệt này cũng chạy tới. Một khi như vậy, cửa kim toa náo nhiệt như chợ bán thức ăn, nhưng bên trong thì lại vắng vẻ tới cực điểm, khách nhân cũng không muốn tự tìm xui xẻo, chạy tới loại địa phương này chỉ tổ bị phóng viên chú ý. Mã Ích Lượng không thể nhịn được nữa rồi, cuối cùng hạ lệnh cho bảo vệ đi đuổi đám hòa thượng đó, nhưng trong quá trình đuổi hòa thượng lại xảy ra xung đột. Nguyên nhân là hòa thượng Tam Bảo ra tay đánh bảo vệ, tố chất của đám bảo vệ này vốn lại không cao, lại thêm bị hòa thượng đánh, lập tức ùa lên, hiện trường biến thành một trận ẩu đả. Hòa thượng trên nhân số rõ ràng là chịu thiệt, nhưng Mã Ích Lượng lại bỏ qua một sự thực, nơi này là quảng trường chùa Nam Lâm, trong những người dân vi quan có không ít tín đồ của Phật giáo, thấy hòa thượng tới đây giảng kinh, vốn lúc đầu còn mang thái độ xem náo nhiệt, nhưng các hòa thượng bị đánh, người dân liền trướng mắt. Trong tiếng Phật hiệu bi thảm của Hòa thượng Tam Bảo, sự phẫn nộ của người dân bị khơi dậy, mấy trăm người dân tham gia vào trong cuộc ẩu đả này, một khi như vậy, thực lực của song phương lập tức thay đổi. Đám bảo vệ đó đều là hạng làm thuê lấy lương, chẳng ai thật sự bán mạng cho kim toa, vừa thấy nhiều người như vậy xông về phía mình, sợ đến nỗi chạy vãi đái cả ra quần vào trong hộp đêm. Mã Ích Lượng thấy tình thế bất diệu, vội vàng đóng cửa, cản những người đang phẫn nộ ở bên ngoài cửa hộp đêm. Nhưng như thế cũng không đủ để làm lắng lại cơn tức giận của người dân, họ cầm gạch đá ném vào cửa hộp động, chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, đợi khi cảnh sát tới nơi thì hiện trường đã là một mảng hỗn loạn. Cục trưởng Cục Công an thành phố Vinh Bằng Phi sau khi nghe nói tới chuyện này, thực sự là dở khóc dở cười, biết Hòa thượng Tam Bảo có mặt ở hiện trường, y lập tức đoán chắc chuyện này có liên quan tới Trương Dương, y không thể không bội phục đầu óc của Trương Dương, mình hôm qua không đáp ứng đóng cửa kim toa. Xem ra thằng ôn này vẫn không nản lòng, tìm một con đường khác, mà hiệu quả đạt được thì chẳng khác gì cảnh sát đóng cửa hộp đêm. Vinh Bằng Phi đắn đo một lát rồi vẫn gọi điện thoại cho Trương Dương. Trương đại quan nhân giả vờ như không biết gì, cục trưởng Vinh tìm tôi có chuyện gì vậy? Vinh Bằng Phi nói, đúng là chỉ có cậu thôi, cậu không ngờ lại gọi hơn chục hòa thượng tới kim toa niệm kinh. Trương Dương nói, cục trưởng Vinh, chuyện này không liên quan gì tới tôi cả. Việc xây dựng sân bay mới đã khiến tôi bận tối tăm mặt mũi rồi, làm gì còn thời gian mà để ý tới chuyện của kim toa. Vinh Bằng Phi nói, thằng ôn cậu đừng có giả vờ giả vịt với tôi, quan hệ giữa Hòa thượng Tam Bảo và cậu tôi không phải là không bia, cậu chỉ đâu thì ông ta đánh đó. Trương Dương cười nói, vẫn là câu đó, tôi không liên quan gì cả, đối diện với hiện tượng xấu xa của xã hội, phía cảnh sát các ông không ra mặt, giờ thì hay rồi, lão Phật gia cũng không chịu nổi nữa. Bảo đệ tử Phật môn ra mặt trừng trị họ, cái này gọi là tự gây tội nghiệp thì không thể sống. Loại địa phương như kim toa đóng được cái nào hay cái đó. Vinh Bằng Phi nói, tôi không phải là đã nói với cậu rồi ư. Làm chuyện gì cũng phải có chứng cứ.
Trương Dương nói, bên trong chùa Nam Lâm để xá lợi Phật tổ, kim toa mở ở quảng trường thương nghiệp chùa Nam Lâm, loại địa phương chướng khí mù mịt này căn bản chính là bất kính với Phật tổ, đệ tử Phật môn tới truyền kinh giảng đạo là tiện nghi cho họ rồi, tôi nếu là Phật tổ, trực tiếp dùng thiên lôi đánh cho hắn chết luôn rồi. Vinh Bằng Phi thở dài, cậu đừng có gây thêm loạn nữa, nói chung, chuyện của kim toa chúng tôi sẽ xử lý, chỉ cần tra ra chỗ kinh doanh phi pháp của họ, tôi đảm bảo sẽ động thủ. Trương Dương cười nói, cục trưởng Vinh, ông cũng đừng khó chịu, không phải chỉ là một vương bá hành thôi ư. Tôi cũng thấy lạ, chỉ bằng vào chứa chấp hung phạm mà không đóng cửa được kim toa à. Lưu Ngũ dẫn hơn 30 người ở kim toa chém tôi, ai cho gã gan lớn thế nhỉ? Vinh Bằng Phi nói, Trương Dương, cậu không hiểu đâu, chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ. Trương Dương tựa hồ như nhớ ra gì đó, Lưu Ngũ nói gì rồi? Vinh Bằng Phi nói, miệng gã rất kín. Trương Dương nói, cục trưởng Vinh, ông ngàn vạn lần phải bảo vệ an toàn cho đám tăng nhân đó đấy, vạn nhất ai trong số họ bị thương, vậy thì sẽ thành vấn đề tôn giáo, tính chất nghiêm trọng thế nào chắc tôi không cần phải cường điệu nữa nhỉ. Vinh Bằng Phi bất lực với Trương Dương rồi, thỉnh trưởng thính tỉnh Vương Bá Hành giận rồi, gọi điện thoại tới chỗ Vinh Bằng Phi, mắng cho y một trận, Vinh Bằng Phi có chút vị đạo đứng giữa hai bên, y đắn đo mãi, cuối cùng cũng đến tìm bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giã. Đỗ Thiên Giã cũng nghe nói tới trò hề phát sinh ở Kim Toa. Vinh Bằng Phi dở khóc dở cười nói, bí thư Đỗ, tôi thật sự là hết cách rồi, Trương Dương quyết tâm muốn chút giận lên Kim Toa, nhưng Kim Toa trên kinh doanh không có quá nhiều vấn đề, tôi không tìm được sai phạm của họ, nói chung là không thể dẫn người tới đóng cửa Kim Toa được. Hiện tại thằng ôn này dứt khoát treo tôi lên, khiến tôi khó xử vô cùng. Đỗ Thiên Giã cười nói, tính khí của hắn là vậy đấy, làm việc theo cảm tính. Chuyện mà hắn đã nhận chuẩn thì nhất định phải làm. Vinh Bằng Phi nói, thính trưởng Vương vừa gọi điện thoại tới mắng cho tôi một trận, nói cái gì sự đầu tư của thương nhân không được đảm bảo. Đỗ Thiên Giã nói, tôi nghe nói Kim Toa là do em gái của thính trưởng Vương, Vương Quân Giao mở à. Vinh Bằng Phi gật đầu, nói, không những là vậy, cha Tấn Bắc cũng có cố phần. Đỗ Thiên Giã nói, vậy thì anh sao phải lo, quan hệ giữa Trương Dương và cha Tấn Bắc anh cũng không phải là không biết. Để họ tự giải quyết đi. Vinh Bằng Phi nói, bị hắn làm như vậy rồi, cục công an của chúng tôi cũng mất hết mặt mũi, hắn gọi một đám hòa thượng tới trước cửa kim toa truyền kinh giảng đạo. Người dân sẽ thấy sao? Người dân sẽ cho rằng cảnh sát chúng tôi bất lực, cho nên đám đệ tử Phật môn đó mới ra mặt, cứ tiếp tục như vậy còn ai tin cảnh sát nữa? Đỗ Thiên Giã cười nói, kỳ thực những nơi như kim toa rất dễ tư sinh tội phạm, quản lý nghiêm cách cũng là điều cần thiết. Vinh Bằng Phi nói, nhưng chúng tôi hiện tại chưa có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh Kim Toa có hành vi kinh doanh phi pháp. Đỗ Thiên Giã nói, không có chứng cứ chưa chắc có nghĩa là không có, kỳ thực những nơi như vậy, mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Mà tôi cũng không hiểu, thính trưởng Vương sắp về hưu rồi, không có việc gì hay sao lại nhúng tay vào bãi nước đục này. Còn em gái của ông ta nữa, tới chỗ khác mở hộp đêm không được à? Vì sao cứ phải chọn Giang Thành của chúng ta, cô ta là muốn tới đầu tư hay là tới làm loạn? Vinh Bằng Phi nói, Trương Dương là máy bay chiến đấu trong lũ gà trống, sinh mệnh chưa hết thì chiến đấu không ngừng, chỗ nào có hắn, chỗ đó đừng hòng yên ổn. Câu này của Vinh Bằng Phi khiến Đỗ Thiên Giã bật cười, gã gật đầu, nói, thằng ôn này có cái tính đó đấy, có điều hắn ở trước cửa kim toa bị người ta chém, đây không phải là chuyện nhỏ đâu, nếu không phải là thân thủ của hắn tốt, khẳng định sẽ xảy ra án mạng, trong chuyện này kim toa không thể đùn đẩy trách nhiệm được. Bằng Phi, tôi thấy lúc nên gõ thì anh vẫn phải gõ một cái, đừng cố kỵ quá nhiều, thính trưởng Vương thì sao? Lúc anh cần giúp đỡ, ông ta cũng có giúp anh đâu. Nhắc tới chuyện tranh tuyển phó thính thất bại, Vinh Bằng Phi không khỏi cười khổ, thính trưởng Vương đối với tôi trước giờ luôn rất tốt. Kỳ hực cạnh tranh phó thính trưởng thính công an tỉnh sau cùng thất bại, Vương Bá Hành cũng không mang tới tác dụng có tính quan trọng, người chân chính có quyền lên tiếng là bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương, người ta từ thành phố Nam Vũ Điều Cao Trọng Hòa tới. Rõ ràng là muốn xây dựng ban để của mình. Vinh Bằng Phi trước giờ đứng trong trận doanh của Tống Hoài Minh, không được Kiều Trấn Lương quan tâm cũng là bình thường. Vinh Bằng Phi nói, bí thư Đỗ, Trương Dương nếu như tiếp tục làm vậy, chỉ khiến chuyện càng to ra, hiện tại Lưu Ngũ đã rơi vào tay chúng tôi rồi, án tình trước đây một mực đình trệ cuối cùng cũng có chút tiến triển, tôi không muốn gặp thêm phiền toái. Đỗ Thiên Giã nói, thế này, tôi lát nữa sẽ nói với hắn một tiếng, bảo hắn làm vừa phải thì thôi. Đừng khiến cho hệ thống công an các anh bị trời giận người oán. Vinh Bằng Phi nói, cảm ơn bí thư Đỗ.
Ngô Trung Nguyên lúc ngồi xe tới hộp đêm Kim Toa, vừa hay nhìn thấy cảnh Hòa Thượng Tam Bảo xuất lĩnh đám tăng nhân truyền kinh giảng đạo ở ngoài cửa, y bảo lái xe đi chậm lại, kéo cửa sổ xuống nhìn cho kỹ, trong bãi đậu xe của Kim Toa trống không, cửa kính của hộp đêm Kim Toa cũng bị đập cho lộn xộn, thủy tinh ở trước cửa còn chưa được dọn. Đám hòa thượng đó thì ngồi khoanh chân ở trước cửa hộp đêm, vừa gõ cá gỗ vừa lẩm bẩm tụng kinh, Hòa Thượng Tam Bảo tuy mắt tím bầm, nhưng vẫn bảo tướng trang nghiêm, dưới ánh nắng còn sót lại của buổi chiều lộ ra vẻ thần thánh và bất khả xâm phạm. Ngô Trung Nguyên nhìn thấy cảnh này thì không khỏi thở dài, y tối hôm qua đã nhìn thấy cảnh Trương Dương lấy ít địch nhiều, tay không đánh bại hơn 30 tên hung đồ cầm dao, đó là lần đầu tiên y nhận thức vũ lực của, mà hôm nay y lại tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của Trương Dương. Kim Toa có thính trưởng thính công an Vương Bá Hành chống lưng mà trong một ngày biến thành trước cửa vắng vẻ điều hưu, điều này có liên quan tới tâm kế của Trương Dương. Ngô Trung Nguyên đã nghĩ lại về cách làm ban đầu của mình, y vốn muốn lợi dụng hai thượng ti ở trên đầu Trương Dương là Tả Viên Chiêu và Tôn Đông Cường, trên thế lực trấn áp Trương Dương, khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng hiện tại y mới ý thức được cách làm ban đầu của mình sai lầm rồi, người mà ngay cả mặt mũi của thính trưởng thính công an tỉnh còn chẳng buồn nể nang thì căn bản không thèm nể mặt một thương nhân như y. Di động của Ngô Trung Nguyên đổ chuông, y bắt máy, là Trương Dương gọi tới, giọng nói của Trương Dương vẫn rất khách khí, Ngô Tổng, tập đoàn xây dựng Bình Trung của các công định đình công tới lúc nào vậy? Ngô Trung Nguyên cười nói, thị trưởng Trương, sáng mai tôi định tới công trường xem xét, nếu như quả thật có chỗ nào không hợp lý thì tôi sẽ bảo công ty sửa đổi. Trương Dương nói, sáng mai tôi phải tới thị lý họp, ông và tiến sĩ Quy Điền thương lượng với nhau nhé, yêu cầu cụ thể thì anh ta sẽ nói với ông. Nếu như là lúc trước, Ngô Trung Nguyên khẳng định cho rằng Trương Dương không đủ nhiệt tình, bởi vì y quá ngạo mạn, nhưng giờ thì khác, y càng lúc càng cảm thấy người thanh niên này không đơn giản. Ngô Trung Nguyên hiện tại đã chân chính nảy sinh ý tứ kết giao, y cười nói, vậy thì ngày mai tôi tới xem tình hình, tối cùng nhau đi ăn cơm nhé. Trương Dương cười nói, không cần đâu, ông chỉ cần bảo công nhân làm tốt công tác của mình là được rồi, xây dựng sân bay một khắc cũng không thể chậm trễ, làm lỡ công kỳ, chúng ta đều ngượng mặt. Trương Dương nói xong liền gác máy. Ngô Trung Nguyên trong lòng chửi thầm một câu, nhưng câu này bất kể là như thế nào cũng không dám nói ra, nhắm mắt dựa vào ghế, có lẽ phương pháp sáng suốt nhất của y hiện tại là làm lại đường. Giám đốc Kim Toa Mã Ích Lượng lái xe tới bộ chỉ huy của sân bay mới, y đành trơ mặt tới tìm Trương Dương, thông qua quan hệ y có thể khiến Vinh Bằng Phi biết khó mà lui, có thể khiến cục công an không điều tra Kim Toa, nhưng y không có bản sự đuổi đám hòa thượng đó đi. Cả chuyện này đều là Trương Dương làm ra, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, muốn Kim Toa khôi phục lại trật tự doanh nghiệp bình thường thì chỉ có thể tới tìm Trương Dương. Mã Ích Lượng tới trước văn phòng của Trương Dương, ở ngoài cửa đợi mất 20 phút mới được cho vào. Lúc y vào văn phòng, Trương Dương đang xem giấy tờ, mắt chẳng buồn ngước lên lấy một cái. Mã Ích Lượng trước tiên ho khan một tiếng, sau khi hấp dẫn được sự chú ý của Trương Dương liền cười bồi, nói thị trưởng Trương. Trương Dương đặt giấy tờ trong tay lên bàn, có chút kỳ quái nhìn Mã Ích Lượng, ngọn gió nào thôi ông tới đây vậy? Mã Ích Lượng mặt mày tươi cười, nói thị trưởng Trương, tôi là đặc biệt tới tìm ngài để thương lượng. Trương Dương cười nói, hai người chúng ta chỉ có quan hệ qua loa, ông tìm tôi thương lượng cái gì? Mã Ích Lượng không hề bởi vì thái độ lạnh nhạt của Trương Dương mà tức giận, y cười nói, tôi biết, chuyện tối hôm đó phát sinh ở Kim Toa là có lỗi với thị trưởng Trương, khiến thị trưởng Trương bị kinh sợ. Tôi đảm bảo sau này sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa. Trương Dương nói, ông đảm bảo với tôi là có ý gì? Mã Ích Lượng nói, thị trưởng Trương, con người tôi không thích vòng vo, trận thế ngày hôm qua quá dọa người, tôi vốn muốn gọi bảo vệ giúp đỡ, nhưng người ta ai nấy cầm dao sáng loáng, những bảo vệ của chúng tôi sợ đến nỗi chân mềm nhũn cả ra, bọn họ không dám tới giúp đỡ. Trương Dương cười nói, có ai mà không sợ chết chứ? Tôi cũng sợ. Cho nên rất hiểu hành vi của bảo vệ cách ông, chẳng ai chịu mạo hiểm vì người không quen biết cả, ông nói có phải không? Mã Ích Lượng cười cười có chút xấu hổ, y gật đầu, nói thị trưởng Trương, sự an toàn của ngài bị uy hiếp ở Kim Toa, là trách nhiệm của chúng tôi hôm nay tới là để chính thức xin lỗi ngài. Trương Dương nói, đừng bận tâm, tôi cũng có làm gì đâu. Ai muốn uy hiếp tôi, người đó xui xẻo trước, tôi cũng chẳng có tổn thất gì, người vây công tôi lại không phải là ông. Ông tìm tôi nói xin lỗi làm gì? Mã Ích Lượng có thể nghe ra là thằng ôn này cố ý nói mát, y cố nén giận, nói thị trưởng Trương, tôi và đám người Lưu Ngũ quả thật là không quen nhau, chuyện tối hôm qua thuần túy là bất ngờ, tôi xin thề với trời.
Trương Dương cười nói, đừng có thể, không may mắn đâu. Giám đốc Mã, tôi có trách ông đâu, ông đừng ở trước mặt tôi thể thốt làm gì. Mã Ích Lượng nói, thị trưởng Trương, tôi xin nói thẳng, chuyện tối hôm qua là tôi làm việc không chu toàn, nhưng anh cũng không thể lôi một đám hòa thượng tới niệm kinh ở trước cửa Kim Toa được, một khi như vậy, tôi còn làm ăn được gì nữa. Thị trưởng Trương, tôi xin lỗi anh, xin anh đừng cắt đường tài lộ của tôi, có được không? Trương đại quan nhân lạnh lùng nhìn Mã Ích Lượng một cái, nói tôi bảo này giám đốc Mã, những lời này tôi không thích nghe đâu, đám hòa thượng chạy tới trước cửa Kim Toa niệm kinh thì có liên quan gì đến tôi? Ông dựa vào gì mà cho rằng là tôi sai người tới? Mã Ích Lượng nghe thấy hắn vẫn không thừa nhận, không khỏi có chút tức giận, thị trưởng Trương, chúng ta đều là người thông minh, vòng vo không có gì hay cả. Trương Dương cười nói, không hay, tôi cũng thấy không hay, tôi bảo này Mã Ích Lượng, ông làm sinh ý gì không làm, sao lại đi làm loại sinh ý đó? Chùa Nam Lâm là Phật môn tịnh địa, ông ở đối diện chùa Nam Lâm mở hộp đêm, cái này có chút quá đáng rồi đó. Đám tăng nhân đó cần tu tâm dưỡng tính, vậy mà bên ông đêm đêm đèn đuốc sáng trưng, rượu chè ca hát ầm ĩ, cái này có phải là chống đối với Phật tổ không? Đám hòa thượng đó tìm ông chút giận cũng là bình thường. Mã Ích Lượng nói, quảng trường thương nghiệp chùa Nam Lâm là khu thương nghiệp phát triển trọng điểm của thị lý, chúng tôi là một câu lạc bộ giải trí chính thức, kinh doanh đúng quy định, không có chỗ nào vi phạm loạn kỷ cả. Trương Dương nói, có vi phạm loạn kỷ hay không thì tôi không biết, tôi cũng không có hứng thú muốn biết. Mã Ích Lượng, tôi nói rõ với ông rằng, ông tìm sai người rồi. Mã Ích Lượng nói, thị trưởng Trương, lưu lại cho người ta chút dư địa cũng là lưu lại đường lui cho mình, tôi và anh không có cửu oán gì, anh sao cứ phải làm khó tôi. Thằng cha này cuối cùng cũng nóng rồi, lời nói ra không khỏi mang theo mấy phần oán khí. Trương đại quan nhân ngạo nghễ nhìn Mã Ích Lượng, anh xứng à. Câu này khiến cho mặt Mã Ích Lượng đỏ bừng, đỏ đến thành tím. Y bực bội đứng phát dậy, nói anh đừng cho rằng mình có thể một tay che trời ở Giang Thành. Trương Dương nói, ở Giang Thành tôi không dám nói là một tay che trời, nhưng đối phó với loại người như ông thì thừa sức. Mã Ích Lượng, ông đã coi tôi là người rõ ràng, vậy tôi cũng nói rõ cho ông biết. Tôi nhìn Kim Toa không thuận mắt, tôi cho ông hai lựa chọn, hoặc là rời Kim Toa đi nơi khác, hoặc là mau mau đóng cửa. Mã Ích Lượng nói, làm người đừng có quá đề cao thực lực của mình. Trương Dương mỉm cười. Nói tôi trước giờ không bao giờ đề cao mình, chỉ thích đánh giá thấp người khác thôi, còn ông thì ngay cả giá trị để tôi đánh giá cũng không có. Mã Ích Lượng nghiến răng nghiến lợi gật đầu, quay người bỏ đi. Lúc tan làm, Khư Phượng Tiên gọi điện thoại tới, cô ta mời Trương Dương tối nay cùng đi ăn cơm. Trương Dương nghĩ một chút rồi nói, gọi cả bí thư Đỗ đi cùng đi. Nơi mà Khư Phượng Tiên mời ăn là một nhà hàng mới mở ở đường cổ, tên của nhà hàng cũng là đường cổ. Trương Dương đã lâu rồi chưa đến đây, lúc đỗ xe xong, bước vào đường cổ thì đột nhiên nhớ lại cảnh Điền Khánh Long ngày trước bị đâm ở đây, hôm đó máu của ý nhuốm đỏ cả con đường cổ xưa này, hiện giờ đường cổ vẫn là cảnh tượng tường hòa náo nhiệt, trong không khí cũng không hề tìm thấy một chút mùi máu tanh nào. Nhà hàng đường cổ nằm xéo trước mặt quán ba Đại Thượng Hải 19191, quán ba này là Tô Tiểu Hồng mở đầu tiên, sau khi Phương Văn Nam vào tù, Tô Tiểu Hồng tập trung toàn bộ tinh lực vào Hoàng gia giả Nhật. Cho nên quán ba này hiện tại đã sang tay cho người khác. Đường cổ hiện tại so với lúc mới xây thành thì náo nhiệt hơn rất nhiều, đã trở thành một nơi phải đến của dân Giang Thành nếu muốn chơi đêm, người nhiều rồi thì lộ ra vẻ náo nhiệt, có điều tệ đoan cũng theo đó mà trình hiện, ở hai bên đường là những quầy hàng rong, dòng người chen chúc, khiến cho đường cổ lộ ra vẻ chật chội lộn xộn. Khư Phượng Tiên mặc sườn xám màu tím chậm rãi bước tới. Con đường đang lộn xộn vì sự xuất hiện của cô ta mà biến thành sinh động mỹ lệ hơn, ánh chiều tà bao phủ cả thân hình cô ta, phát ra đường viền màu vàng dụ người, trong mỗi cái giơ tay nhấc chân của Khư Phượng Tiên đều lộ ra một cỗ phong tình không thể nào miêu tả được. Cô ta cơ hồ là đồng thời nhìn thấy Trương Dương, đôi mắt phượng lập tức biến thành dập dờn gợn sóng, ánh sáng vũ mị tỏa ra bốn phía. Vũ mị cũng phân làm hai loại, vũ mị hậu thiên mới có cho dù dụ người đến mấy thì cũng chẳng đáng bình phẩm. Chỉ cần hơi lưu ý một chút là có thể thấy được dấu vết ở bên trong, mà vũ mị tiên thiên thì lại là một loại khí chất từ lúc sinh ra đã có. Sự vũ mị của Khư Phượng Tiên từ mỗi một chỗ nhỏ nhất đều lộ ra được, phối hợp chặt chẽ với vẻ đẹp của cô ta, không tìm thấy một chút thành phần cố ý nặn ra nào, thiên sinh mị cốt đại khái chính là chỉ loại nữ nhân như Khư Phượng Tiên. Trương Dương mỉm cười gật đầu với Khư Phượng Tiên, Khư Tiểu Hư đúng là mỹ lệ động lòng người. Khư Phượng Tiên cười khúc khích. Nói cũng may là anh không khen khí chất của tôi.
Trương Dương nói, còn chưa kịp khen đấy thôi, khí chất của Khưu tiểu thư cũng xuất chúng như dáng vẻ bên ngoài. Khưu Phượng Tiên cười nói, nếu một người khi đối diện với anh mà khen khí chất của anh trước thì có 8-9 phần 10 chứng tỏ là bất mãn với vẻ bề ngoài của anh, mà đối với nữ nhân mà nói, đây chính là một loại bi ai. Trương Dương nói, Khưu tiểu thư thích nghe những lời nịnh hót à. Khưu Phượng Tiên nói, trên thế giới này có nữ nhân nào mà không thích nghe đâu. Cô ta nhìn Trương Dương một cách ý vị thâm trường, thị trưởng Trương giỏi nhất là đạo này, cho nên lời anh khen tôi chỉ có thể tin được 3 phần thôi. Trương Dương nói, lời khen của tôi đối với cô là xuất phát từ nội tâm, cô nếu không tin thì chứng tỏ là cô thiếu tự tin, nhưng tôi lại thấy Khưu tiểu thư không phải là loại người này. Khưu Phượng Tiên không khỏi bật cười, cái miệng anh giống như là mật ong vậy, chẳng trách Cha Vi chỉ cần gặp tôi là lại không ngừng nhắc tới anh. Vẻ mặt của Trương Dương lộ ra vẻ ấu hổ, may mà Khưu Phượng Tiên không tiếp tục đề tài này, dẫn Trương Dương bước vào đường cổ. Khiến Trương Dương không ngờ là, Bí thư Thị ủy Đỗ Thiên Dã đã tới đây từ trước rồi, lúc này đang ngồi trong phòng uống trà. Trương Dương cười nói, tôi còn cho rằng là mình tới sớm nhất, không ngờ lại là người tới muộn nhất. Đỗ Thiên Dã trừng mắt lườm hắn, kiểu cách nhà quan của cậu càng ngày càng lớn đó. Khưu Phượng Tiên cười nói, hôm nay tôi làm chủ, các anh đều là khách, khách tất nhiên là có quyền tới muộn rồi. Cô ta nhìn đồng hồ, nói, cũng may, Trương Dương chỉ tới muộn có 5 phút. Trương Dương bước tới ngồi xuống cạnh Đỗ Thiên Dã, đặt cái túi đeo tay lên bệ cửa sổ, lúc sắp tan làm, Mã Ích Lượng chạy tới bộ chỉ huy làm phiền tôi, cho nên mới tới muộn. Hắn cười nói với Khưu Phượng Tiên, tối nay mời tôi ăn cơm, không phải là cũng có liên quan tới chuyện này chứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 460.